Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 2. Thằng nhóc thúi, ngươi có biết hay không ngươi đang nói gì? Hàng giả, ngươi tin không tin lập tức sẽ có người lấy tung tin vịt danh nghĩa mang ngươi đi. Ta xem ngươi tới hôm nay Đức Nhân Đường liền không yên lòng đi. Trên mặt cô gái tràn đầy tức giận và khinh thường. Ở nàng nhìn lại, Diệp Thần chính là một không học vấn nên không có làm được gì rác rưởi. Định dùng loại này được là bôi đen Đức Nhân Đường. Cách đó không xa bảo an cũng là chú ý tới Diệp Thần, vừa mới chuẩn bị lấy tới hạ Diệp Thần, từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại ông già phất phất tay, để cho bọn họ lui ra. Ông già hơi có vẻ thâm ý nhìn một cái Diệp Thần, nghiêm túc nói, chàng trai, cơm có thể ăn lung tung, lời cũng không thể nói bậy bạ. Thực không dám giấu giếm, ta chính là Giang Thành Đức Nhân Đường ông chủ Chu Nhân Đức, cái này bức tranh chính là ta tốn nhiều tiền ở kinh thành đấu giá nơi được. Trước sau, có hơn 300 tên nhà siêu tầm nghiệm qua thật giả, nhưng là không một ngoại lệ, lấy được kết quả cũng là hàng thật. Người bây giờ nói hắn là hàng giả, há chẳng phải là nói sau những cái kia nhà siêu tầm đều là ăn cơm khô sao? Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới lão đầu trước mắt chính là nhà này Đức Nhân Đường ông chủ, bất quá hắn vẫn là nói, không sai, những cái kia nhà siêu tầm đúng là ăn cơm khô. Ngươi cho dù Chu Nhân Đức còn nữa hàm dưỡng vậy không tránh khỏi Diệp Thần như thế nói à. Bởi vì là vậy 300 nhà siêu tầm, hắn chính là một người trong số đó à. Chu Nhân Đức sắc mặt đỏ lên, hận không được dùng trong tay cây nạng gõ Diệp Thần. Hắn cưỡng ép áp chế nội tâm tức giận, cầm lên cây nạng chỉ bộ kia bức tranh nói, được. Rất tốt, tiểu tử, ngươi nếu nói cái này bức tranh là hàng giả, liền cho ta một cái để cho người tin phục lý do. Nếu như không có, hừ, xin lỗi. Thiếu nữ gặp Gia Gia đều như vậy, vội vàng đỡ Chu Nhân Đức, nhẹ giọng nói, Gia Gia, ngươi đừng tức giận à, bác sĩ nói ngươi không thể tâm trạng chập chờn, chúng ta và cái này thằng nhà quê nói nhảm cái gì à, xem ta trực tiếp đem cái này đá ra. Nói xong, thiếu nữ liền một chân đạp liền đi ra ngoài, để cho Diệp Thần bất ngờ là, cô gái này đá ra một cước lại có khí cảm. Lại là cổ võ giả. Có chút ý tứ, xem ra cái này Chu Nhân Đức sau lưng gia tộc cũng không có đơn giản như vậy. Ông già gặp mình cháu gái lại có thể vận dụng vậy đạo lực tính, sắc mặt đại biến, nhưng là muốn ngăn đã không ngăn được. Hắn nhất thời hối hận, dẫu sao một cước này đi xuống, trước mặt thằng nhóc này không chết vậy phế à. Con bé này có thể là từ nhỏ liền theo tỉnh Chiết Giang vị đại nhân vật kia học võ à. Cũng được. Đến lúc đó trực tiếp cho thằng nhóc này trong nhà mấy triệu sắp xếp hậu sự đi, vậy coi là cho thằng nhóc này phụ mẫu nửa đời sau có cái bảo đảm. Hình ảnh quay về. Thiếu nữ một cước này mắt xem liền phải rơi vào Diệp Thần trên mình, Diệp Thần động một cái cũng không có động, nhìn như giống như là hù ngu vậy. Thiếu nữ rất hưởng thụ giờ khắc này, nàng liền thích nhìn loại rác dưới này hoảng sợ dáng vẻ. Nàng từ nhỏ cũng lớn. Không biết hành hung liền nhiều ít không biết trời cao đất rộng người đàn ông, nàng liền những đại gia tộc kia con em cũng không buông tha, huống chi cái này nhìn không bối cảnh chút nào tiểu tử. Nhưng là ở một cước kia rơi vào Diệp Thần trên người nháy mắt, thiếu nữ vậy cao ngạo mặt thay đổi, dần dần chuyển thành khiếp sợ, về sau lại là kinh hãi. Bởi vì là nàng phát hiện mình chân thật giống như rơi vào một bức tường lên, không thể tiến về trước chút nào. Làm sao có thể? Nàng một cước lực lượng nhưng mà đá bể qua hai cái thật tâm bao cát à. Nhưng là dưới mắt, tùy ý nàng như thế nào xử lực, cũng không khả năng tiến về trước một tia. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lại là mở miệng nói, cô gái tu luyện cái loại đó người đàn ông võ học cũng không tốt, nói không chừng đến phía sau thì biết thành là phế nhân một cái, ta chỉ nhắc nhở một lần. Nói xong, Diệp Thần cánh tay đưa ra, nhẹ nhàng đẩy một cái. Một cổ khí lãng xông ra, trực tiếp đem cô gái đẩy ra, cũng may Diệp Thần khống chế lực lượng, cô gái chỉ bất quá đặt mông ngồi trên mặt đất. Chân khí bên ngoài bắn, làm sao có thể? Ông già nội tâm tung lên sóng gió kinh hoàng, từ Diệp Thần ra tay có thể thấy được, đối phương đích xác đạt tới cảnh giới này. Nhưng là nào có tuổi trẻ như vậy võ giả có thể làm được? Thấy Diệp Thần đẩy ra cô gái một màn này, ông già lòng đều nhắc tới cổ họng miệng. Cũng may cháu gái không có sao, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cô gái kia nhận loại này ủy khuất, vỗ mông một cái, khí thế hung hăng chuẩn bị hướng Diệp Thần đi. Cũng không liệu, Chu Nhân Đức giành trước bước ra một bước, đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt,
lại là chắp tay một cái hướng Diệp Thần cúi đầu một cái, nói xin lỗi, vị tiên sinh này, chân thực ngại quá, là chúng ta lỗ mãng. Nói xong, trừng mắt một cái thiếu nữ, ra lệnh, Tử Huyên, nhanh lên hướng vị tiên sinh này nói xin lỗi. Cô gái trợn to mắt mâu, kinh ngạc nhìn ra ra mình, tựa hồ muốn nhìn ra đối phương là nói đùa. Để cho nàng nói xin lỗi, làm sao có thể, nàng nhưng mà Chu Tử Huyên, của Chu gia Thiên Kim à. Từ nhỏ đến lớn, ai dám để cho nàng nói xin lỗi. Ra ra, ngươi làm sao có thể hướng tên nhà quê này nói xin lỗi đâu. Ngươi là thân phận gì à, liền Ninh Ba Chánh Phủ lãnh đạo gặp ngươi đều phải. Chấm, Chu Tử Huyên nhắc nhở. Nhưng là nàng lời còn chưa nói hết, ông già một tiếng giày cắt đứt nàng. Cho ta im miệng. Nếu như ngươi lại không nói xin lỗi, từ đây trong tương lai, ngươi không còn là ta Chu Nhân Đức cháu gái. Ông lão thanh âm thậm chí mang vẻ run rẩy. Hắn khẩn trương, vô cùng khẩn trương. Thậm chí mấy chục năm trước thời điểm đánh giặc cũng không có như thế khẩn trương qua. Bởi vì là hắn đứng trước mặt nhưng mà một vị võ đạo tông sư, có thể chân khí phóng ra ngoài võ đạo tông sư à. Loại này tông sư nhưng mà hoa hạ vô số gia tộc muốn nịnh bợ tồn tại. Tuyệt đối không có thể đắc tội. Coi như Chu Tử Huyên vị sư phó kia tới, cũng không dám ở trước mặt người này lỗ mãng à. Hắn thận trọng nhìn trước mặt Diệp Thần, rất sợ đối phương tức giận, trực tiếp đem mình cháu gái chém chết. Chu Tử Huyên tuyệt đối không nghĩ tới Gia Gia lại vì một cái người ngoài không tiếc cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, Gia Gia không phải thích nhất nàng sao? Ngày hôm nay lại là thế nào? Nàng nhìn Gia Gia ánh mắt không ngừng tỏ ý. Chỉ có thể bước ra một bước, lòng không phục nói, thật xin lỗi. Diệp Thần nhìn lướt qua Chu Tử Huyên, lạnh nhạt nói, như có lần sau, ta sẽ không cho ngươi còn sống quyền lực. Nói xong, hắn cả người khí chất hoàn toàn thay đổi, giống như một vị trên bầu trời thần tôn, quan sát thế gian người phàm. Chu Tử Huyên thành tựu người tu võ tự nhiên thời gian đầu tiên cảm nhận được khí chàng thay đổi, nàng kinh hãi nhìn trước mặt chàng trai, tuyệt đối không nghĩ tới. Đối phương lại có thể vậy là cao thủ. Hơn nữa hắn khí chất trên người và sư phụ so với, chênh lệch tựa như rãnh trời. Làm sao có thể? Thế gian còn có so sư phụ cường giả lợi hại hơn? Hơn nữa tên này mới mấy tuổi à, bằng chừng ấy tuổi làm sao làm được? Nàng sau lưng bất chi bất giác đã ướt đẫm, áo tuyết phượng vải cơ hồ dán thân thể của nàng, có chút trong suốt. Chu Nhân Đức cũng là toàn bộ hành trình mồ hôi lạnh chảy ròng. Gặp Diệp Thần không dự định truy cứu, mới thở dài một hơi, chắp tay nói, cảm ơn vị tiên sinh này nương tay cho, sau này ta nhất định nhiều hơn dạy dỗ Tử Huyên. Diệp Thần không nói gì, vừa mới chuẩn bị xoay người, Chu Nhân Đức thanh âm lại ở vang lên bên tai. Tiên sinh, xin chờ một chút. Diệp Thần khẽ nhíu mày, không có xoay người, nói thẳng, còn có việc. Chu Nhân Đức liền vội vàng tiến lên một bước, đi tới Diệp Thần bên người. Thận trọng nói, vị tiên sinh này, ngài mới vừa nói cái này bức tranh là hàng giả, ta muốn biết, ngài từ chỗ nào phát hiện. Hắn sở dĩ nói như vậy, có thể không phải là vì bức tranh, mà là vì lưu lại Diệp Thần người này. Nếu như bọn họ Ninh Ba Chu gia giao hảo liền một vị võ đạo tông sư, vậy ở Ninh Ba địa vị tuyệt đối nước lên thuyền lên. Huống chi, mấy năm này Chu gia ở Ninh Ba dược liệu làm ăn không giận không nóng, tỉnh Chiết Giang Chu gia đã có chút ý kiến. Thậm chí có thể đem Ninh Ba Chu ra cái này dòng thứ vứt bỏ. Đến lúc đó hắn Chu Nhân Đức lại nên đi nơi nào? Chỉ có giao hảo trước mặt chàng trai, bọn họ cái gọi là Chu gia dòng thứ mới có tư cách tiến vào tỉnh Chiết Giang của Chu gia trong mắt. Diệp Thần suy nghĩ một chút, vẫn là xoay người, đối với Chu Nhân Đức nói, nếu như ngươi muốn biết thật giả, liền đem bức họa này lấy xuống giao cho ta, ta chứng minh cho ngươi xem. Chu Nhân Đức không có một chút do dự, trực tiếp sai người đem bức tranh cầm xuống, giao cho Diệp Thần trong tay. Hắn rất rõ ràng, coi như cái này bức tranh là thật bức tranh, ở chàng trai trước mặt vậy không đáng giá một đồng. Tiên sinh, còn xin chỉ giáo. Chu Nhân Đức lời còn chưa nói hết, Diệp Thần trực tiếp đem bộ kia giá trị triệu bức tranh xé thành hai nửa. Một màn này, trực tiếp đem tất cả mọi người dọa sợ. Cái đó bắt lại vẽ bảo an che lại. Xếp hàng khách hàng vậy đều ngây dại. Liền liền cái đó đang cho cụ già bắt mạch lão trung y tim đập cũng thiếu chút nữa dừng lại. CMN,
đây chính là đức nhân đường trấn điếm chi bảo à. Ngươi nói xé liền xé, còn không mang thương lượng. Ngươi xé cũng được đi, còn ngay chúng ta ông chủ Chu nhân nước mặt xé. Trời ạ, tự tìm cái chết cũng không như thế tìm à. Bảo an mới vừa muốn động thủ, liền bị Chu nhân nước chừng mắt một cái, đừng quấy rầy tiên sinh. Trở lại ngươi cương vị đi. Bảo an nghe được, tiên sinh, hai chữ, toàn bộ khóe miệng cũng co quắp. CMN, thằng nhóc này 20 tuổi có hay không cũng là cái vấn đề, Chu lão gia tử lại có thể kêu hắn tiên sinh loại này tôn xưng. Diệp thần cũng mặc kệ người chung quanh phản ứng, trực tiếp từ vẽ trong khe hở, tìm được một mảnh nhỏ vụn tờ giấy. Tờ giấy rất nhỏ, nhỏ như người bình thường căn bản không xem không thấy. Người dùng kính phóng đại xem bên trong chữ thì biết. Chu nhân nước thận trọng nhận lấy tờ giấy, cũng để cho người mang tới kính phóng đại. Khi thấy tờ giấy bên trong chữ, hắn tờ nguyên lão mặt cũng xanh. Ra ra, ngươi nhìn thấy gì? Chu Tử Huyên tò mò thò đầu ra, khi nàng nhìn thấy kính phóng đại xuống tờ giấy, cả người phốc xích một tiếng bật cười. Bởi vì là trên đó viết, cũng không biết cái nào thiếu ngu sẽ vỗ xuống cái này hàng giả, huynh đệ, xin lỗi Lưu Nguyên, năm 2002. Rất rõ ràng, cái này Lưu Nguyên chính là bắt chước cái này hàng giả tác giả. Đáng giận hơn là đối phương còn phách lối lưu lại như vậy một hàng chữ viết. Nhất định chính là cách thời không mắng Chu nhân đức là thiếu ngu, hắn sắc mặt có thể không xanh lơ sao. Qua thật lâu, Chu nhân đức mới phản ứng được, trực tiếp sai người đem cái này bức tranh đốt, sau đó mới nhìn về phía Diệp thần, chắp tay nói, nhờ có tiên sinh ra tay, nếu không ta Chu nhân đức một mực bị người chẳng hay biết gì. Đúng rồi, trò chuyện lâu như vậy, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Lại tại sao lại xuất hiện ở ta đức nhân đường? Diệp thần, ngôi sao thần, ta tới mua chút dược liệu. Chu nhân đức trong lòng vui mừng, đối phương tới mua dược liệu, hắn là có thể mượn này giao hảo à? Phải nói toàn bộ Ninh Ba, ai nhất có tư cách nói dược liệu, không thể nghi ngờ chính là hắn đức nhân đường. Đột nhiên, Chu nhân đức lại nghĩ tới điều gì? Diệp thần, danh tự này tại sao quen như vậy tất? Rất nhanh. Hắn liền nghĩ đến 5 năm trước vậy kiện chuyện xưa. Một đêm bây giờ, Ninh Ba Diệp gia bị vị kia kinh thành tới nhân vật lớn diệt môn, chết đi một nhà ba người, thật giống như thì có một cái kêu là Diệp thần. Thời điểm đó Diệp thần đại khái mười mấy tuổi, qua 5 năm, vậy không sai biệt lắm và trước mắt Diệp tiên sinh vậy lớn. Chuyện này, không chỉ ở Ninh Ba vòng tung lên sóng lớn, dù là tỉnh Chiết Giang nhân vật lớn vậy cảm giác được. Nhưng là không có ai đi nhúng tay, bởi vì là vị kia kinh thành nhân vật lớn căn bản không người dung chuyển, diệt một cái gia tộc nhỏ đối với hắn mà nói như nghiền chết một con kiến vậy đơn giản. Tỉnh Chiết Giang Chu gia còn cố ý để cho hắn âm thầm điều tra diệt môn Diệp gia, cho nên Chu nhân đức rất rõ ràng Ninh Ba Diệp gia sự việc. Chết đi vị kia Diệp thần ở Ninh Ba đánh giá rất thấp, mặc dù cũng coi là Ninh Ba gia tộc thiếu gia, nhưng là nhưng bị vô số gia tộc con em cười nhạo và đùa bỡn. Nghe đối phương nói vì vậy còn tự bế, nhiều lần tự sát không thành công. Như vậy phế nhân, chết cũng coi là một loại giải thoát. Chu nhân đức vừa nhìn về phía đứng trước mặt chàng trai, lắc đầu một cái, cảm khái nói, tại sao giống vậy tên chữ hai người, địa vị như vậy khác xa đâu, một vị là Ninh Ba bị vô số người dẫm ở dưới chân phế vật, một vị chính là chấp trưởng hết thảy, du ngoạn thương khung đỉnh võ đạo tông sư. À, Chu nhân đức hoàn toàn không biết. Trước mắt hắn vị này Diệp thần chính là năm đó vị kia bị vô số người dẫm ở dưới chân phế vật. Tên phế vật kia trở về. Chu nhân đức từ trong ký ức thức tỉnh, cười một tiếng, khá là cung kính nói, Diệp tiên sinh, ngài cần những dược liệu nói cho ta chờ một hồi đưa đến ngươi chỗ ở. Diệp thần cũng không nói nhảm, trực tiếp móc ra một bản viết xong danh sách đưa tới, ta cần trong danh sách dược liệu, số lượng càng nhiều càng tốt, còn như giá tiền. Người giữ giá thị trường cho ta là được. Chu nhân đức nhìn lướt qua danh sách, cả người giật mình. Hắn vốn lấy là Diệp thần cần chính là vậy thuốc chữa thương tài, kết quả cái này vừa thấy, hắn nhưng phát hiện đối phương dược liệu cần thiết phần lớn đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Hơn nữa rất nhiều dược liệu nhưng mà tương khắc à, một khi hỗn hợp, nếu như tùy tiện ăn vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ à. Diệp tiên sinh, phương thuốc này có rất lớn độc tính à. Diệp thần không để ý đến Chu nhân đức, trực tiếp đi ra ngoài cửa,
vừa đi vừa nói, phương thuốc ngươi không cần quản, chỉ phải dựa theo ta danh sách lên liệt là được, ta ngày mai tự mình tới lấy. Nói xong, hắn bóng người liền biến mất ở Đức Nhân Đường, chỉ để lại một mặt mơ hồ hai ông cháu. Hồi lâu, hai người tỉnh hồn lại. Chu Tử Huyên cũng không nhịn được nữa, mở miệng nói, ra ra, ngươi có phải hay không đem thằng nhóc này nhìn quá cao. Ta thừa nhận hắn có thực lực, nhưng là dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ, hoặc là nói toàn bộ Ninh Ba, cường giả cũng không thiếu, hắn Diệp Thần lại coi là cái gì. Chu Nhân Đức con ngươi như cũng nhìn chằm chằm Diệp Thần viễn đi hình bóng, cảm khái nói, Tử Huyên, ngươi tầm mắt vẫn là quá hẹp, ngươi biết mới vừa rồi ta nhìn thấy gì sao? Cái gì? Một vị tông sư ra đời. Chu Tử Huyên nghe được tông sư hai chữ, cả người thiếu chút nữa kêu lên. Nàng từ nhỏ liền theo sư phụ học võ, tự nhiên biết tông sư hai chữ ý vị như thế nào. Võ đạo tông sư có thể tay không chém chết một chi nghiêm chỉnh huấn luyện đội đột kích siêu. Võ đạo tông sư có thể đối mặt vũ khí nóng bắn càn quét mà không một chút nhíu mày. Võ đạo tông sư có thể nắm trong tay quân sự chiến trường. Có thể thao túng người khác sống chết. Ở Hoa Hạ cái này mảnh rộng lớn trên đại lục, chỉ cần gia tộc có một vị tông sư, thì chẳng khác nào đứng ở chỗ bất bại. Không cần xem người khác ánh mắt. Càng cùng tham gia Hoa Hạ quy tắc lập ra. Năm đó kinh thành vị kia cao cấp võ đạo tông sư, gắng gượng đem một cái gia tộc nhỏ đẩy tới đầu gió đỉnh sóng trên. Mà bây giờ, cái đó cái gọi là gia tộc nhỏ đã là kinh thành đồ vật khổng lồ. Không người dung chuyển. Đây chính là tông sư oai. Ra ra, người có thể hay không nhìn lầm. Hắn vậy quá trẻ tuổi đi. Tông sư làm sao có thể giống như hắn như vậy? Chu Nhân Đức cười, cười vô cùng lớn tiếng, đột nhiên, thanh âm hơi ngừng. Hắn nghĩa tránh ngôn từ nói. Ngươi nghĩ lầm rồi, hắn không phải tông sư, mà là so tông sư đáng sợ hơn tồn tại. Hắn mới 20 tuổi à, nếu như lại cho hắn 20 năm. Kinh thành vị kia lại coi là cái gì? Tử Huyên, nhớ, từ hôm nay trở đi, chúng ta Chu gia không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo người này. Diệp Thần tự nhiên không biết mình đã trở thành Chu gia lôi kéo đối tượng. Đối với bây giờ hắn mà nói. Chỉ muốn an tâm tu luyện, sau đó đạp ở kinh thành Chu Diệt vị kia đứng ở đỉnh cấp người đàn ông. Từ Đức Nhân Đường đi ra, Diệp Thần bản muốn đón xe, nhưng là không biết là không phải bởi vì là thời kỳ cao điểm nguyên nhân, đợi nửa ngày cũng không có một chiếc xe. Được rồi, chạy về đi, khoảng cách nhà trọ cũng không coi là xa. Diệp Thần đem vệ y cái mũ đeo lên, trực tiếp chạy đứng lên, hắn bước chân rất là vững vàng. Nếu như có người lưu ý, tất nhiên sẽ phát hiện hắn dưới chân có trước một đạo nhàn nhạt khí lưu. Một đường chạy xuống, hắn ngược lại là phát hiện Ninh Ba và 5 năm trước có thay đổi rất lớn. Nguyên bản thanh xuân đường phố góc nhà kia thơm mạch vườn bánh ngọt tiệm đã không thấy, bây giờ biến thành một chút xíu trà sữa. Diệp Thần nhớ được mẫu thân thường xuyên mang hắn đi nơi này ăn bánh ngọt, đây là hắn tiếc nuối nhất thời gian. Thời gian qua thật mau, lập tức lại phải đến phụ mẫu ngày rỗ. Đột nhiên, Diệp Thần con người co rúm một cái, khóe miệng buộc vòng quanh một đạo nghiền ngẫm nụ cười. Lại có người theo dõi hắn. Tự tìm cái chết. Diệp Thần tăng nhanh bước chân, rất nhanh là đến một nơi ngõ, biến mất không gặp. Mấy giây sau đó, một cái mang mũ lưỡi chai người đàn ông vậy xuất hiện ở ngõ bên trong, hắn ngắm nhìn bốn phía, trên mặt có chút bất ngờ. Lại có thể cân đâu? Không đúng à, cái này rõ ràng là ngõ cụt. Tên kia sẽ chạy đi đâu? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lời còn chưa nói hết, một cái bóng đen từ trên trời hạ xuống. Do không thể đối phương phản ứng, một đôi bàn tay trực tiếp giữ lại hắn cổ họng, lại là đem hắn giơ lên. Bành! Vậy cái bàn tay không chút lưu tình đem hắn thân thể đụng vào vách tường trên. Cái này đơn giản một chút, để cho mũ lưỡi chai người đàn ông cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn bể. Hắn mặt đầy hoảng sợ, lại là cảm giác được toàn thân thể cũng nhúc nhích không được, giống như bị áp chế vậy. Hắn dụng hết toàn lực muốn tránh thoát đối phương, nhưng phát hiện đối thủ cánh tay giống như một hòn đá vậy, căn bản kiếm không thoát được. Bởi vì là cực độ thiếu dưỡng khí, sắc mặt hắn biến đỏ, quay lại lại đổi xanh lơ, con ngươi tràn đầy tia máu, cổ gân xanh tất lộ vẻ dữ tợn, hắn dần dần mất đi chi giác, cách quỷ môn quan chỉ bất quá một bước xa.
Ngay tại hắn lấy là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Diệp Thần buông lỏng tay, lại là đem đối phương té xuống đất. Ai bảo ngươi tới, Chu Nhân Đức? Đây là Diệp Thần duy nhất có thể nghĩ tới, dẫu sao mới vừa rồi bại lộ mình thực lực, đối phương phái người tới điều tra mình vậy nói rõ. Mũ lưỡi chai nam miệng to hô hấp, hắn từ lúc sanh ra tới nay lần đầu tiên cảm giác được không khí là như vậy tươi. Một phen hòa hoãn sau đó, hắn mới nhìn về phía Diệp Thần, con người tràn đầy kinh hoàng. Trước mặt người đàn ông chân thực quá mức sợ hãi, mới vừa vậy mấy giây, hắn cũng cảm giác bị tử thần phong tỏa vậy. Hắn vội vàng từ trong túi móc ra chụp một tấm mảnh, thận trọng đưa cho Diệp Thần, đại ca. Ta thật không phải cố ý, bây giờ toàn bộ Ninh Ba bất kể là bên ngoài vẫn là vụng trộm đều ở đây tìm ngươi, chỉ cần tìm được ngươi, thì có 1 triệu tiền thưởng. Ta tạm thời động tâm mới có thể đi theo ngươi, ngươi ngàn vạn lần sao đừng giết ta trên có giả dưới có trẻ. Diệp Thần nhận lấy tấm ảnh, nhìn lướt qua, phát hiện quả nhiên là mình. Toàn bộ Ninh Ba đều ở đây tìm hắn. Diệp Thần con ngươi âm trầm, chẳng lẽ Ninh Ba đã có người phát hiện hắn không có chết? Cũng hoặc là kinh thành người đàn ông kia tới trảm thảo trừ căn. Nếu quả thật là như vậy, đó là tốt nhất biết bao. Bởi vì là hắn một ngày nào đó, sẽ nói cho Ninh Ba tất cả mọi người, hắn Diệp Thần trở về. Vậy ngươi biết sau lưng treo giải thưởng người là ai chăng? Đảm nhiệm phi phàm chất vấn. Mũ lưỡi chai người đàn ông chẳng biết tại sao, luôn cảm giác trong không khí có một cổ đặc thù khí bao quanh hắn, chỉ cần hắn dám nói láo một lần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Là Thẩm gia, Thẩm Hải Hoa, còn lại ta thật không biết. Hơn nữa mấy ngày gần đây. Ta nghe nói Thẩm Hải Hoa phát động lực lượng càng phát ra mạnh mẽ, nghe nói đã điều lấy toàn Ninh Ba quản chế đến tìm ngươi. Diệp Thần lúc này mới chợt hiểu. Hắn cho Thẩm Hải Hoa 3 ngày tuổi thọ, nếu như cái này 3 ngày không có phối hợp mình đưa đan dược, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy chỉ có một tượng chết người mới có thể không tiếc bất cứ giá nào đến tìm mình. Còn như có cứu hay không Thẩm Hải Hoa, hắn không có cái gọi là Bồ Tát lòng, toàn xem tâm tình. Người đi nói cho Thẩm Hải Hoa, muốn sống số mệnh, liền đừng làm loại này trò lừa bịp, tự mình đến tìm ta. Một câu nói này, hàm chứa một tia chân khí, ở mũ lưỡi chai trong tai như cuồn cuộn sấm, chờ hắn kịp phản ứng, Diệp Thần đã biến mất. Ninh Ba Bắc, Vịnh Long dược khu biệt thự, Thẩm gia. Thẩm Hải Hoa người mặc đường trang ở đại sảnh đi tới lui, hắn chau mày, mất đi những ngày qua thần thái. Thẩm Hải Hoa vốn là báo xã biên tập, lúc còn trẻ thừa dịp cải cách cấm vận đợt sóng, từ chức công tác, xuống biển làm nhà máy, xài dòng dã 30 năm, sáng lập tập đoàn Bắc Danh con vật khổng lồ này. Ở Ninh Ba cũng coi là đỉnh nổi danh nhân vật thượng lưu, tham dự tất cả lớn chính phủ hội nghị, từ thiện dạ tiệc. Nhưng là giờ phút này cái nhân vật thượng lưu mất hết hồn vía đến mức tận cùng. Bởi vì là hắn tuổi thọ còn có ngắn ngủi một ngày. Nếu như một ngày trôi qua, lại không tìm được vị thần y kia, mạng hắn sáng tạo hết thảy cũng biết hủy trong chốc lát. Cái này 2 ngày, hắn không có hợp qua một lần mắt, lại là phát động mình có thể vận dụng hết thảy lực lượng tìm vị thần y kia. Nhưng là chẳng biết tại sao, chính là không có kết quả. Cái này thần y giống như là vô căn cứ xuất hiện vậy. Hắn chỉ biết là cái này thần y kêu Diệp Thần. Hắn đi Ninh Ba bót cảnh sát. Điều ra tất cả kêu Diệp Thần người đàn ông tin tức, nhưng là không có một cái giống in. Hắn thậm chí phái mấy chục người ở ban đầu Thẩm Mộng Giai thấy Diệp Thần thành Bắc công viên trông nom. Vẫn không có tin tức. Cái này Diệp Thần giống như là trời cao cố ý cho hắn mở một đùa giỡn. Chỉ cho hắn 3 ngày tuổi thọ, cho hắn hy vọng, lại có để cho hắn thất vọng. Một bên Thẩm Mẫu có chút lo lắng hỏi, Hải Hoa. Người nói thế nào cái Diệp Thần y có thể hay không ra Ninh Ba? Nếu không không thể nào không có tin tức à? Thẩm Hải Hoa bước chân dừng lại, quả đấm gắt gao cầm chặt, tựa hồ có chút phiền não, ta đã để cho người đi Ninh Ba tất cả trạm xe, giao lộ canh chừng, theo lý mà nói hẳn không có thể rời đi Ninh Ba, nếu như lại cũng không có tin tức, bỏ mặc, ta chỉ có thể phái người một nhà một hộ lục soát, coi như đem toàn bộ Ninh Ba bay lên lần, ta cũng phải tìm được Diệp Thần y. Ngay tại lúc này, một cú điện thoại vang lên. Thẩm Hải Hoa như tên rời cung vậy, trực tiếp xông qua, một cái cầm lên điện thoại, hô hấp dồn dập nói, ừ.
Có phải hay không có tin tức? Hắn thân thể run rẩy, kích động tới cực điểm. Thẩm tổng, có tin tức, Diệp Thần Y để cho người nhắn cho ngươi, bên đầu điện thoại kia nói. Cái gì, nói mau nha, ngươi muốn gấp chết ta sao? Đây cơ hồ là Thẩm Hải Hoa hô lên. Diệp Thần Y nói, muốn sống số mệnh, liền đừng làm loại này trò lừa bịp, tự mình đi tìm hắn. Nghe được câu này, Thẩm Hải Hoa cả người như chút được gánh nặng, lại là nắm lên trên bàn khác một cái điện thoại di động. Chuẩn bị xe, lập tức. Khu nhà ở Đại Đô. Diệp Thần về đến nhà thời điểm, phát hiện Tôn Di đã thức dậy, đang hóa trang. Hôm nay Tôn Di ngược lại là lộ vẻ được càng hấp dẫn, một đầu nhu thuận mái tóc dài bổ vào trên vai, lên người mặc vào một kiện tuyết phượng lộ tề màu trắng áo ngắn, nửa mình dưới thì một cái quần cụt màu đen, phối hợp vậy tế cao cùng, cặp đẹp đùi kia không giữ lại chút nào hiện ra ở Diệp Thần trước mặt. Mấu chốt vậy áo vậy quá ngắn, Tôn Di vậy đầy tràn ngực cơ hồ thì phải miêu tả sinh động. Đây cũng quá hấp dẫn đi. Tôn Di nghe được sau lưng động tĩnh, biết Diệp Thần trở về. Nàng xoay người lại, lại là tại chỗ vòng vo một vòng, nháy mắt, hỏi, ngươi tới đánh giá một chút, ta mặc như vậy có đẹp hay không? Đẹp. Tôn Di nghe được cái này trả lời, tựa hồ tâm tình rất tốt, ngâm nga khúc nhạc tiếp tục hóa trang. Ngươi mặc như vậy làm gì đi? Diệp Thần mở miệng nói, hắn cũng không hy vọng Tôn Di mặc như vậy đi tham gia cái gì yến hội hoặc là hoạt động, cái này phải tiện nghi nhiều ít tên háo sắc à. Mặc dù hắn và Tôn Di không có quan hệ gì, nhưng là mấy ngày nay sống chung xuống, hắn đã đem Tôn Di làm ở Ninh ba người thân cận nhất. Tôn Di đem sợi tóc vuốt đến lỗ tai phía sau, xoay người cười nói, người phụ nữ hóa trang, đương nhiên là đi dạo phố nha. Cùng ai đi dạo phố? Diệp Thần theo bản năng nói. Tôn Di liếc một cái Diệp Thần, giải thích, đương nhiên là ngươi à, nếu không còn có ai. Ngày hôm nay thứ bảy, ta thật vất vả nghỉ ngơi, vừa vặn mang ngươi đi dạo phố, ngươi cũng không xem ngươi trên người mặc, lôi thôi lếch thếch, thuận tiện cho ngươi mua cái điện thoại di động, ta cũng không muốn thời khắc mấu chốt không liên lạc được ngươi. Diệp Thần nghe được câu này, trong lòng ấm áp, cái này quen thuộc mà lại thành phố xa lạ. Cũng chỉ có Tôn Di quan tâm mình. Sau đó, hắn nhìn xem mình ăn mặc phối hợp, tự mình cảm giác hài lòng, nhưng mà ta không thích đi dạo phố. Không được, người phải đi. Tôn Di trực tiếp bỏ đi Diệp Thần ý niệm, lại nói, thật ra thì ta chẳng qua là tò mò, người hơi lối ăn mặc một chút sẽ là hình dáng gì. Nói không chừng có thể để cho bổn cô nương xuân tâm dạo dực đâu tương đương. Diệp Thần nhìn một cái hấp dẫn Tôn Di, nghĩ tới điều gì? Mở miệng nói, muốn ta đi cũng không phải không được, người đổi thân quần áo. Được. Một canh giờ sau đó, người mặc vận động chứa Tôn Di và Diệp Thần đi ra khu nhà ở Đại Đô. Tôn Di coi như là hoàn toàn phục, nào có cô gái mặc vận động sắp xếp đi dạo phố, nếu như không phải là Diệp Thần mãnh liệt yêu cầu, nàng đời này cũng không quá có thể mặc cái này bộ quần áo. Cũng may Tôn Di vóc người quá mức ngạo nhân. Dù là vận động sắp xếp vậy che phủ không được nàng hào quang. Dọc theo đường đi, ngược lại cũng là liên tục có người đàn ông quay đầu xem nàng. Ninh Ba quảng trường Vạn Đạt Wanda Plaza. Tôn Di đầu tiên là mang Diệp Thần cắt tóc, một đầu sạch sẽ tắt đầu ngược lại để cho Diệp Thần đổi được càng phát ra tinh thần. Hơn nữa nghiêng bay anh Tuấn mày kiếm, nhỏ dài ẩn chứa sắc bén trong mắt đen, gọn mỏng nhẹ vung môi, góc cạnh rõ ràng đường danh. Tu cao da lớn cũng không tục tằng vóc người, giống như trong đêm tối ưng, lãnh ngạo cô thanh nhưng lại thịnh khí bức người, côi cút độc lập ở giữa tản ra là ngạo thị thiên địa cường thế. Khoan hãy nói, người đầu kia phát một cắt giống như đổi thành một người khác, bây giờ đi trong đại học đi một vòng, bảo đảm có rất nhiều nữ sinh vây quanh ngươi xoay quanh. Tôn Di có chút cảm khái nói. Đột nhiên, nàng thật giống như nghĩ tới điều gì, đâm đâm Diệp Thần ngực. Bát quái nói, ngươi trung thực và ta nói, ngươi có bạn gái hay chưa? Muốn không muốn bổn cô nương giúp ngươi giới thiệu một cái. Tập đoàn Hoa Mỹ cũng không thiếu độc thân tiểu Mỹ nữ nhà tương đương. Diệp Thần lắc đầu một cái. Năm năm này, hắn ở sống chết bây giờ quanh quẩn, lại là điên cuồng tu luyện, chỉ muốn hồi để báo thù, nào có thời gian đi quản tư tình nhi nữ. Gặp Diệp Thần lắc đầu, Tôn Di vừa tò mò nói, Diệp Thành. Ngươi sẽ không là thanh khiết đồng nam nhỏ đi, đến bây giờ đều không nói qua yêu. Diệp Thần khẽ cau mày,
đột nhiên để cho hắn nghĩ tới một đoạn chuyện cũ. 5 năm trước, Diệp gia vẫn còn ở thời điểm, hắn đã từng thích qua một cái cô gái. Cái cô gái đó kêu Sở Thục Nhiên, là lúc đó Hoa Khôi trường học, vô số người thầm mến. Hắn mặc dù sinh ở mọi người tộc, nhưng hèn mọn như một người bình thường, không dám bày tỏ. Cho đến có một ngày, hắn lấy dũng khí len lén kín đáo đưa cho Sở Thục Nhiên một bản thư tình, hắn vốn lấy là phần ân tình này sách sẽ đá chim biển khơi, lại không nghĩ rằng cùng ngày Sở Thục Nhiên lại hẹn nàng đi trường học sau núi. Sở Thục Nhiên nói cho Diệp Thần, chỉ cần buổi sáng ngày thứ hai, hắn có thể đoạt lấy lãnh đạo trường học micro, hơn nữa ngay trước mặt của mọi người đối với nàng bày tỏ, nàng liền nguyện ý lui tới với hắn. Thời điểm đó Diệp Thần không dành thế sự, vì buồn cười tình yêu, ngày thứ hai lại có thể thật làm như vậy. Hắn không để ý chút nào người khác cười nhạo gương mặt, chỉ hy vọng Sở Thục Nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Lại không nghĩ rằng, Sở Thục Nhiên ngay trước mặt của mọi người cự tuyệt hắn, hơn nữa chỉ Diệp Thần lỗ mũi, nói một câu nói. Ngươi một tên phế vật, cũng có tư cách theo đuổi ta Sở Thục Nhiên. Con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, đừng lấy là ngươi đứng phía sau một cái Diệp gia thì ngon, ở ta Sở gia trong mắt, ngươi và ngươi phụ mẫu, cái gì cũng không phải. Bắt đầu từ ngày đó, Diệp Thần mới bắt đầu chưa gượng dậy nổi, hắn phế vật gọi vậy hoàn toàn truyền ra. Thậm chí vào ngày đó, hắn còn thân hơn tai ở nhà cầu nghe được, hết thảy các thứ này chẳng qua là Sở Thục Nhiên và những thứ khác Ninh Ba đại thiếu đánh một cái đánh cuộc mà thôi. Bọn họ đánh cuộc Diệp gia phế vật rốt cuộc có bao nhiêu rác rưởi. Mà hắn nhưng chứng minh bản thân có nhiều rác rưởi. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là rõ ràng nhớ tất cả mọi người đưa ngón tay ra trước hắn, cười nhạo gương mặt. Diệp Thần từ trong ký ức tỉnh hồn lại, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. 5 năm trước mình có thể thật sự là một cái chính cống phế vật. Nhưng là bây giờ, Sở Thục Nhiên lại coi là cái gì? Hắn Ninh Ba tứ đại gia tộc đứng đầu Sở gia lại coi là cái gì? Hắn cuối cùng có một ngày sẽ đứng ở cái thế giới này đỉnh cấp, nói cho tất cả mọi người, hắn Diệp Thần, đã từng tới. Đến lúc đó Ninh Ba hết thảy, ở hắn trong mắt chẳng qua là một viên không đáng kể bụi bặm mà thôi. Một bên Tôn Di gặp Diệp Thần sắc mặt lúc sáng lúc tối, lấy là chạm đến hắn tôn nghiêm, vội vàng xin lỗi nói cái đó. Ta không nên như thế nói ngươi, ngươi là Sử Nam có cái gì quan trọng hơn, ta vẫn là Sử Nữ đây. Như vậy huề nhau đi. Diệp Thần nhìn Tôn Di vậy khẩn trương dáng vẻ, không khỏi cảm thấy có chút đáng yêu, nói đùa, đã như vậy, tối hôm nay dù sao không có chuyện gì, nếu không. Chúng ta lẫn nhau tặng với nhau lần đầu tiên. Như vậy vậy huề nhau đi. Tôn Di không nghĩ tới Diệp Thần sẽ lớn như vậy gan, mặt đều đỏ đến lỗ tai gốc, thậm chí còn phát hiện có mấy người cố ý lộn lại xem bọn họ, nàng hung hăng trợn mắt nhìn một cái Diệp Thần, ngươi nói nhiều, muốn ta lần đầu tiên, trừ phi ngươi có thể đem bầu trời sao trời tháo xuống cho ta. Diệp Thần lông mày nhướn lên, nghiêm túc nói, không chơi xấu. Hắn nhưng mà biết tu luyện tới cảnh giới cao hoàn toàn có thể đạp phá hư không, thao túng nhật nguyệt. Tháo xuống một ngôi sao lại coi là cái gì? Tôn Di tự nhiên không tin Diệp Thần có thể làm được, gật đầu như dã tỏi vậy. Được được được, cháu ta Di nói chuyện giữ lời, tốt lắm, chớ dóc, bây giờ cho ngươi đi chọn mấy bộ quần áo, ngươi cũng không xem ngươi bây giờ quần áo cũng bị hư hao dạng gì. Còn cả ngày lẫn đêm mặc, nơi này giàu gì vậy coi là thành phố lớn à, đúng rồi, ngươi không phải có cái gì đó phương thuốc sao, tùy tiện bán mấy cái. Phỏng đoán liền nhà này vạn đạt cũng có thể mua xuống. Lời tuy như thế nói, Diệp Thần cũng không sẽ làm như vậy. Ở trên tay hắn có vô số phương thuốc không tệ, nhưng là nếu như tùy tùy tiện tiện giao cho người khác, tất nhiên sẽ đưa tới một ít thế lực rình rập, càng có thể phá hoa hạ vòng thăng bằng. Chỉ có nắm trong tay mình thế lực, mới có thể đem phương thuốc lấy ra, nếu không chỉ biết dẫn lửa thiêu thân. Còn như vậy cấp thấp chú nhan đan phương thuốc, coi là không được cái gì đồ quý báu, cũng chỉ đối với thẩm mỹ công ty có chút kỳ hiệu mà thôi. Tôn Di mang Diệp Thần trải qua một nhà Armani thương hiệu tiệm, ngừng lại. Nói thật, nàng ngược lại là thật muốn cho Diệp Thần đi vào trong mua cả người quần áo, dẫu sao người đàn ông mặc đi ra là mặt tiền. Nếu như Diệp Thần mặc vào như vậy quần áo, có vài người tự nhiên không sẽ đắc tội hắn, nhưng là vừa nghĩ tới bên trong giá cả, nàng lại do dự.
Mấy năm này ở tập đoàn Hoa Mỹ liều sống liều chết, mua xe và nhà trọ, nàng tiền gửi ngân hàng cũng không coi là quá nhiều, nếu như cho Diệp Thần mua bên trong quần áo, vậy nàng thì thật không có tiền. Đi hay là không đi? Diệp Thần vậy chú ý tới Tôn Di do dự, hắn nhìn một cái cửa tiệm kia, bừng tỉnh tới đây. Hắn đã từng cũng coi là một cái sa sút gia tộc thiếu gia, tự nhiên biết Armani Nam sắp xếp. Lúc tới, Tôn Di nói qua bây giờ trời bỏ mặc cái gì đều do nàng mời khách, chắc hẳn Tôn Di là ở quấn quýt muốn không muốn cho hắn mua bên trong quần áo. Đi thôi, ta không thích mặc cái này loại bảng hiệu quần áo, cách vách nhà kia Adidas đang đánh hao tổn, ta cảm thấy vận động sắp xếp tốt vô cùng, nhiều thoải mái đây. Hơn nữa, người ta biết không mấy ngày, làm gì cho ta mua mắc như vậy đồ. Chẳng lẽ muốn bao nuôi ta? Diệp Thần nói xong cũng hướng đi về phía trước đi, nhưng là hắn còn đi chưa được mấy bước, liền bị Tôn Di kéo trở lại. Nhưng là ta muốn xem ngươi mặc người mẫu trên người vậy bộ quần áo làm thế nào. Không cần phải, người ta chính là dán một tấm bảng mà thôi, cách vách mấy nhà tiệm thật giống như có không sai biệt lắm. Chấm, Diệp Thần bất đắc dĩ nói. Nhưng mà, ngay tại Tôn Di và Diệp Thần tranh luận thời điểm, các nàng sau lưng vang lên một đạo tiếng kinh hô. Tôn Di, là ngươi sao? Tôn Di nghe được thanh âm, thân thể hơi ngẩn ra, sau đó xoay người, gặp được một cái lối ăn mặc khá là mốt cô gái. Khi thấy người phụ nữ này, Tôn Di sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Diệp Thần tự nhiên cũng là chú ý tới người phụ nữ này, tướng mạo coi như không tệ, nhưng là cùng Tôn Di so với nhưng mà kém không chỉ một cấp bậc. Hơn nữa rất đúng dịp, người này hắn vậy biết. Chính là Diệp Thần và Tôn Di bạn học trường cấp 3, Hà Thiến. Diệp Thần sở dĩ như thế rõ ràng, còn bởi vì sao xinh đẹp chính là Sở Thục Nhiên người hầu, năm đó ở trong lớp, cũng không có việc gì sẽ tới tìm Diệp Thần phiền toái, dương ra ngậm miệng lá phế vật. Giờ phút này Hà Thiến bên người còn đứng một cái người mặc nhãn hiệu nổi tiếng cao đại soái ca, đối phương trong mắt không ngừng ở Tôn Di trước ngực quét nhìn, rất là tham lam. Tôn Di, không nghĩ tới thật sự là ngươi à, năm ngoái bạn học tụ họp làm sao không gặp ngươi tới. Nghe nói ngươi ở tập đoàn Hoa Mỹ đi làm, bán thẩm mỹ thuốc sao? Đầu năm nay, bán loại này thẩm mỹ thuốc có thể kiếm không được bao nhiêu tiền, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng tìm người có tiền người đàn ông gả cho đi, nhiều ung dung tương đương. Trong giọng nói, Hà Thiến trên mặt đều là cao ngạo. Gia cảnh của nàng sung túc, mặc dù không có Sở Thục Nhiên cái tầng thứ kia, nhưng vậy đủ ở trước mặt người khác khoe khoang. Hơn nữa nàng thời điểm trường cấp 3 cũng biết Tôn Di nhà không có tiền, nếu không cũng không biết thi vào trường đại học hoàn, buông tha đại học, trực tiếp bước vào xã hội. Tôn Di nhìn một cái Hà Thiến, vậy không muốn nói chuyện, vừa định kéo Diệp Thần rời đi, Hà Thiến lại lên tiếng, ơ, Tôn Di, mấy năm không gặp, bạn trai đều có à, chỉ bất quá. Người bạn trai này nhìn như chưa ra hình dáng gì à, trừ gương mặt xinh đẹp chút, cái này mặc phẩm. Chặt chặt chặt. Phỏng đoán cũng cùng ngươi một loại là cái quỷ nghèo đi. Cũng đúng à, người nghèo cũng chỉ có thể và người nghèo chung một chỗ, bất quá như đã nói qua, người cái này người bạn trai thế nào thấy nhìn quen mắt như vậy chứ? Hà Thiến cau mày tựa hồ đang suy tư điều gì, đột nhiên, nàng vỗ bắp đùi một cái, cười nói, đúng rồi, ngươi còn nhớ không nhớ được 5 năm trước, cái đó Diệp gia phế vật. Con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, lại còn dám hướng nhà ta Sở Thục Nhiên bày tỏ. Bạn trai ngươi khoan hãy nói, thật giống cái đó Diệp gia phế vật. Chỉ bất quá phế vật kia có chút đáng tiếc, sớm như vậy chết, nếu không nhà ta Sở Thục Nhiên còn muốn chọc cười hắn đây. Diệp Thần sắc mặt bỗng nhiên hiện lên lạnh, tuyệt đối không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, những con kiến hôi này đối với năm đó sự kiện kia còn nhớ không quên. Hắn mới vừa muốn ra tay để cho đối phương im miệng, Tôn Di đứng dậy, chỉ Hà Thiến mắng, người đã đi rồi. Ngươi như vậy tiêu xài một vị người chết được không? Còn nữa, Hà Thiến, không muốn gây ra ta và ngươi rất quen như nhau, tất liền nghiệp, chúng ta liền không có nửa điểm đồng thời xuất hiện. Nói xong, Tôn Di trực tiếp kéo Diệp Thần hướng nhà kia Armani thương hiệu tiệm đi. Vốn là nàng vẫn còn ở quấn quýt muốn không muốn cho Diệp Thần mua cái này quần áo, nhưng là bây giờ, nàng quyết định. Coi như táng ra bại sản cũng cần mua. Nàng phải nói cho tất cả mọi người. Nàng Tôn Di lẫn vào không kém. Tôn Di chỉ như vậy đem Diệp Thần gắng gượng kéo đến trong tiệm.
Hà Thiến và nàng bạn trai nhìn một cái cửa hàng mặt tiền, cười lạnh một tiếng, một cái quá nghèo, còn học người khác đi dạo Armani. Ta đây là xem, ngươi làm sao đi dạo? A Tuấn, ngươi xem trên mình ngươi quần áo đều tốt dơ bẩn, nếu không, chúng ta vậy mua một mấy bộ. Hà Thiến giải kiều, vậy khúc ngực xê ngực lại là ở A Tuấn cánh tay lên cọ tới cọ lui, làm người sau khô miệng khô lưỡi. Dĩ nhiên mua, người hẳn biết ta giá chỉ con người cũng có thể bao tiệm này, nhưng là... Buổi tối ta có thể hay không tìm người bạn và ngươi chơi với nhau. Cái loại đó kích thích, chấm, A Tuấn liếm môi một cái, khá là hưng phấn. Hà Thiến trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, nhưng vì lấy lòng trước mặt người đàn ông, hay là hại thẹn thùng gật đầu một cái, các người đàn ông thật xấu xa tương đương. Trong tiệm Armani, nhân viên tiệm nhìn Diệp Thần và Tôn Di ăn mặc có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là khá là lễ phép tiếp đãi. Tôn Di vậy không hiểu lắm cậu bé quần áo, mắt xem Hà Thiến bọn họ thì phải tiến vào, chỉ có thể chỉ tủ kiếng vậy bộ quần áo, khá là kiên cường nói cái đó. Đem tủ kiếng người mẫu trên người vậy bộ quần áo lấy xuống, chúng ta thì phải cái này bộ. Nhân viên tiệm có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra, nàng vẫn là lần đầu khách xem người như vậy mua quần áo, thử đều không thử. Hơn nữa tủ kiếng vậy bộ quần áo nhưng mà hạn chế khoản, giá cả cao đến mấy trăm ngàn. Tiểu thư, người không cho ngài bạn trai thử một chút sao? Nhân viên tiệm khá là lễ phép dò hỏi. Tôn Di nghe được bạn trai ba chữ, gương mặt lại đỏ lên, không? Không cần, hắn và người mẫu vóc người không sai biệt lắm, hẳn vừa vặn, ngươi cho ta bọc lại, sau đó trả tiền. Vừa mới dứt lời, sau lưng lại truyền tới một đạo không hợp thời thanh âm. Tôn Di, ngươi muốn mua cái này bộ quần áo? Ta không nghe lầm chứ? Ngươi biết cái này quần áo giá bao nhiêu cách sao? Đây chính là Terran đại sư thiết kế mới nhất khoản, có thể không nên vì mặt mũi ngược lại để cho mình bêu xấu nha tương đương. Tôn Di thật phiền chết cái này Hà Thiến, nhất định chính là âm hồn không tiêu tan, nàng cũng không để ý cái này cái gì giá tiền, trực tiếp đối với nhân viên tiệm nói, nhanh lên cho ta bọc lại, chúng ta đuổi thời gian. Nhân viên tiệm cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy được rồi quầy kết toán, sau đó mặt nở nụ cười nói, vị tiểu thư này, bởi vì là ngài mua sản phẩm vượt qua 200 ngàn, chúng ta đã chủ động cho ngài thăng cấp là Armani tôn quý hội viên, sản phẩm mới hưởng thụ giảm còn 95%, đánh xong bẻ tới, tổng cộng 390.000. Nghe được 390.000, Tôn Di đưa ra thẻ ngân hàng tay đột nhiên ngừng lại. CMN, một bộ quần áo 390.000. Đùa gì thế, coi như là xa xỉ phẩm, vậy không cái giá này à? Càng là mấu chốt là, ngân hàng của nàng trong thẻ tối đa chỉ có 300 ngàn à. Nhân viên tiệm đưa tay ra, vừa định nhận lấy tấm chi phiếu kia thẻ, Tôn Di chợt đem đệ thẻ cái tay kia rụt trở về, cử động này đem cái đó tính tiền nhân viên tiệm cũng giật mình. Tiểu thư, người đây là... Tôn Di làm bộ lại nhìn xem vậy bộ quần áo, nhíu mày nói, cái này quần áo ta đột nhiên cảm thấy màu sắc không quá thích hợp hắn, chúng ta lại xem một chút đi. Nói xong. Liền bất đồng tất cả mọi người phản ứng liền kéo Diệp Thần đi ra ngoài. Nếu như cả thẻ bị phát hiện không đủ tiền, vậy thì thật mất thể diện ném đến nhà. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi Armani thương hiệu tiệm thời điểm, Hà Thiến không biết lúc nào ngăn cản ở cửa, một mặt nghiền ngẫm nhìn Tôn Di. Tôn Di nhà Tôn Di, các người không phải là không có tiền không dám mua chứ? Nếu không có tiền, tại sao tới loại này người thượng lưu sĩ mới có thể đi dạo địa phương đâu? Hà Thiến trắng như tuyết cằm thật cao ngước, xem Tôn Di ánh mắt vậy tràn đầy khinh thường và khinh bỉ. Tôn Di trong lòng mặc dù có chút nổi nóng, nhưng cũng chỉ có thể hồi kính nói, có mua hay không là ta quyền lực, ngươi quản sao? Ta cảm thấy cái này quần áo một chút cũng không xứng hắn, chẳng lẽ không được sao? Hà Thiến nở nụ cười lạnh, đừng lấy là ta không biết, ngươi thẻ ngân hàng căn bản không có nhiều tiền như vậy, một cái bán thẩm mỹ thuốc có thể được lợi bao nhiêu tiền vậy? Nha, đúng rồi, người còn có bạn trai ngươi à, hắn không biết vậy không có tiền chứ. Hai cái quỷ nghèo tới đi dạo Armani, ha ha, thật để cho người buồn cười à. Hà Thiến càng nói càng quá đáng, thậm chí đi vào mấy bước, châm chọc nói, thời điểm trường cấp 3, nhà ngươi có nhiều nghèo, đừng lấy là ta không biết, năm ấy thi vào trường đại học ngươi thật giống như thi hơn 600 phân đi, theo lý mà nói kinh thành trọng điểm đại học đều có thể lên,
nhưng là ngươi tại sao không đi? Không phải là muốn sớm một chút kiếm tiền cho ngươi cái đó bị bệnh đệ để chữa bệnh. Tại sao thừa nhận mình là người nghèo cứ như vậy khó khăn đâu? Tôn Di hốc mắt có chút ửng đỏ, thậm chí ước gì muốn xông qua phiến đối phương một cái tát. Nhưng là nàng biết nếu như một tát này phiến đã qua, nàng ở Ninh Ba thật không có đất đặt chân. Hà Thiến và Sở Thục Nhiên quan hệ không tệ, ở Ninh Ba, Sở gia uy tín không thể lay động, nếu như Sở Thục Nhiên muốn động mình, nàng thật ở Ninh Ba không ở nổi. Nàng không ở nổi không sao cả, nếu như đối phương lại đối phó nàng đệ đệ, liền phiền toái hơn. Cho nên một tát này, nàng vô luận như thế nào đều phải nhịn xuống. Tại sao không nói, có phải hay không bị ta nói chúng? Quỷ nghèo cũng dám học người khác làm bộ làm tịch, thật là làm cho người buồn cười, bất quá, ta xem người dáng dấp vậy coi như có thể, tìm người có tiền, không phải là muốn cái gì sẽ có cái đó. Hà Thiến càng nói càng đắc ý, lại còn chỉ liền chỉ mình bạn trai, nói, nha, ta còn quên giới thiệu, cái này là bạn trai của ta Triệu Tuấn, người biết hắn lai lịch ra sao sao? Tập đoàn Bắc Danh nghe nói qua chứ? Tập đoàn Bắc Danh so ngươi cái đó phá tập đoàn Hoa Mỹ không biết đắt nhiều ít lần, nhà ta A Tuấn chính là bên trong CFO, ghế thủ lãnh kế toán quan tiền lương hàng năm 5 triệu, ngươi cảm tưởng sao? Hà Thiến mới vừa muốn tiếp tục nói, một đạo lười biếng thanh âm vang lên. Cái gì CFO? Ta còn UFO đây. Nói chuyện chính là Diệp Thần. Hắn chân thực nghe không nổi nữa, Hà Thiến nhiều năm như vậy thật đúng là vẫn không có đổi. Đưa một cái nàng cơ hội nói chuyện, dùng sức bi bi, thật giống như tất cả mọi người ở nàng trước mắt đều là không đáng giá một đồng tồn tại, hắn thật không hiểu thứ người như vậy tự tin nguồn nơi nào. Phát hiện bị người cắt đứt, Hà Thiến lúc này mới chú ý tới Diệp Thần, từ đầu đến chân quét mắt một cái, nói quên còn có ngươi tên quỷ nghèo này, còn không biết ngươi ở nơi nào cao tựu đâu, không phải là nhặt đồ phế thải đi, chúng ta trong xe còn có chai nước suối, ngươi muốn không muốn. Nói xong, Hà Thiến và bạn trai nàng đều nở nụ cười. Diệp Thần lắc đầu một cái, khá là tự tin nói, ta là một người thần y, có thể quản người sống chết thần y. Lời này vừa nói ra, phòng khách an tĩnh mấy giây. Sau đó bộc phát ra một hồi cười to. Ha ha, Tôn Di à Tôn Di, bạn trai ngươi còn thật biết điều, còn thần y. Quản người sống chết, ha ha ha, ta không được, ta muốn cười ngạo, đau bụng. Tôn Di cũng là liếc một cái Diệp Thần, nhẹ giọng nói, ngươi nghề nghiệp này ngay trước mặt của ta nói một chút là được, liền đừng ở trước mặt người ngoài nói ra. Trong óc nàng lại hiện ra vậy mấy cái vô cùng khoa trương cờ thường. Diệp Thần sờ một cái lỗ mũi có chút không biết làm sao, tại sao đầu năm nay, nói thật cũng chưa có người tin tưởng đâu. Hắn thật sự là thần y à? Không phải còn có một kêu Thẩm Hải Hoa người khắp thế giới tìm mình sao? Chẳng lẽ muốn kéo hắn tới làm chứng? Đúng rồi, cái đó Thẩm gia Thẩm Hải Hoa thật giống như chính là tập đoàn Bắc Danh điều khiển người. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đột nhiên nhìn về phía Hà Thiến bạn trai, diễn cảm có chút cổ quái. Tôn Di chân thực không chịu nổi người khác như thế cười nhạo Diệp Thần, vội vàng kéo Diệp Thần rời đi. Chúng ta đi nhanh đi, người đem quần áo buông xuống, không cần. Nhưng là Diệp Thần không nhúc nhích. Hắn nghiêm túc nhìn về phía Tôn Di, hỏi, ngươi thật muốn xem ta mặc cái này thân quần áo. Tôn Di ngẩn ra, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên có dũng khí dự cảm bất tường. Một giây kế tiếp, Diệp Thần đi thẳng tới quầy thu tiền, đưa ra một bản thẻ, đối với vị kia tiệm dài nói, đem nó bọc lại, rầm rầm cái thẻ này. Tôn Di miệng dáng dấp lão đại, nàng thật là nhận là Diệp Thần điên rồi. Hắn rốt cuộc đang làm gì? Tên này trên mình có bao nhiêu tiền nàng còn không biết sao. Tiền mướn phòng cũng không trả nổi. Thậm chí ngày hôm trước còn hỏi nàng mượn 3.000. Làm sao có thể mua nổi cái này mấy trăm ngàn đồ à? Mấu chốt phía sau còn có Hà Thiến nhìn à, nếu như cả thẻ thất bại, Hà Thiến tất nhiên sẽ vô tình giễu cợt à. Diệp Thần à Diệp Thần, người tại sao phải hành động theo cảm tình? Cái đó tiệm dài một thẳng chú ý bên ngoài nơi này tình huống. Tự nhiên biết đây đối với trai gái không có tiền. Nàng mới vừa muốn cự tuyệt cả thẻ thỉnh cầu, dư quang nhưng liếc tới Diệp Thần vậy tấm thẻ. Nhất thời, mặt nàng sắc tái xanh. Bởi vì là vậy tấm thẻ lại là công được khách quý thẻ đen. Khách quý thẻ đen,
ngân hàng ngạch độ không thấp hơn 10 triệu mới có thể làm. Nàng ở Armani nán lại dòng dã 3 năm, điểm này nhãn lực gặp tự nhiên có. Nàng vội vàng đổi một bộ nụ cười, cung kính nói, vị tiên sinh này, ngài khỏe, chúng ta và công được có hợp tác, ngài trình tờ này khách quý thẻ đen, cái này bộ quần áo còn có thể ở nguyên hữu bớt trên căn bản lại bớt 10%. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều không đúng, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần lấy ra lại là khách quý thẻ đen. Hà Thiến lúc này đứng dậy, chất vấn, đừng lấy là cầm tấm giả thẻ là có thể lừa gạt phối hợp vượt qua kiểm tra, nếu như cả thẻ thất bại, chế tạo giả thẻ nhưng là phải ngồi tù. Tôn Di cũng là kéo kéo Diệp Thần, cuống cuồng nói, mau đưa thẻ cầm về nha, chúng ta đi lập tức. Mất thể diện không sao cả, ngươi chẳng lẽ còn muốn đi bót cảnh sát à? Diệp Thần nhìn về phía nóng nảy như đốt Tôn Di, cười một tiếng, ngươi cứ như vậy không tin ta. Ta giống như là người không có tiền sao? Tôn Di thật là muốn hôn mê, ngươi không phải có giống hay không vấn đề à, ngươi chính là người không có tiền à. Để cho tất cả mọi người không ngờ tới là, Diệp Thần không chỉ đưa thẻ cho tiệm dài, lại là khá là hào khí nói, rầm rầm, cho ta rầm rầm. Hơn nữa, ta không muốn bất kỳ giảm giá, liền cho ta giá mua. Lão tử, ngày hôm nay không thiếu tiền. Nhà giàu mới nổi. Lão tử ngày hôm nay liền làm một lần nhà giàu mới nổi. Giờ khắc này, cái đó tiệm chiều dài chút bối rối. Nàng làm nhiều năm như vậy tiệm dài, vẫn là lần đầu tiên đụng gặp kỳ quái như vậy quý khách. Cho người tiện nghi đều không muốn, còn nhất định phải giá mua. Nàng thậm chí có chút hoài nghi trước mắt vị này tôn quý quý khách có phải hay không một người bị bệnh thần kinh. Nhưng là cho dù như vậy, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Vị tiên sinh này, mời ngài truyền vào một chút mật mã. Hà Thiến như cũng không tin trước mặt cái này người mặc quần áo hàng vỉa hè người đàn ông có thể trả nổi, hừ lạnh nói, thằng nhóc, ngươi ngược lại là thâu mật mã à. Ta muốn xem, các người thứ quỷ nghèo này rốt cuộc chơi hay không lên. Nàng lại là đem mũi dùi chuyển hướng Tôn Di à Tôn Di, loại này người đàn ông ngươi là nơi nào nhặt được. Ngươi ánh mắt thật chưa ra hình dáng gì à, 5 năm trước. Đừng lấy là ta không biết, ngươi len lén thầm mến cái đó Diệp gia phế vật. Lại là ở Diệp gia phế vật xảy ra chuyện thời điểm, đem vậy người một nhà chôn. Ta thật buồn bực, cái đó Diệp gia phế vật nơi nào tốt lắm. Vốn là lấy là tên phế vật kia chết, ngươi ánh mắt sẽ khá hơn chút, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi ánh mắt vẫn là như nhau, ngươi xem bên cạnh ngươi cái này, nơi nào tốt. Ngươi như vậy còn không bằng ngươi đi ra ngoài bán đâu. Nói không chừng những cái kia phiêu khách cũng so cái này được rồi. Hà Thiến càng nói càng quá đáng, mà Tôn Di toàn bộ hốc mắt đều đỏ. Nàng cho phép người khác nói nàng, nhưng không cho phép người khác làm nhục cái đó chết đi Diệp gia. Nàng quả đấm cầm thật chặt, móng tay lại là lâm vào trong thịt, lau một cái đỏ tươi máu rỉ ra. Hà Thiến như cũ không ngừng lại nhảy nói, Tôn Di, nếu không ta cho ngươi giới thiệu một chút làm ăn, ngươi làm gà. Nàng lời còn chưa nói hết, trước mắt một cái bóng đen thoáng qua. Còn không chờ nàng phản ứng, liền nghe gặp bót, một tiếng vang lên. Diệp Thần một cái tát vững vàng quạt tới đây. Lại là trực tiếp đem Hà Thiến phiến đến nơi lên. Thậm chí đánh dụng một cái răng răng. Ngươi cái miệng này, ta đã sớm muốn quất, nếu như không phải là xem ở ngươi là một người phụ nữ phân thượng, ngươi có thể đã sớm chết rồi. Diệp Thần thanh âm cực kỳ lạnh như băng. Lạnh đến xương tủy. Hắn đã sớm muốn ra tay, nếu như không phải là Tôn Di lại 3 lần ngăn trở, loại này tiện nhân có thể nói đến bây giờ. Loại người này, nếu như nhẫn nhịn, đối phương chỉ biết hơn nữa được voi đòi tiên. 5 năm này, Diệp Thần ở sống chết bây giờ, rõ ràng liền một cái châm ngôn, kẻ địch, thì nhất định phải một chiêu đè chết. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Diệp Thần lại đột nhiên động thủ. Hơn nữa còn là ngay trước mặt của mọi người đem một người phụ nữ phiến đến nơi lên. Mặc dù Tôn Di cảm giác trong lòng vô cùng sảng khoái, nhưng là nàng vừa nghĩ tới hậu quả, trong lòng lại là lộp bộp một chút. Không xong. Xông đại hỏa. Nàng thậm chí cảm thấy, mỗi lần chỉ cần đem Diệp Thần mang ra ngoài, tên này tuyệt đối muốn nổ tung. Hắn căn bản không biết nhẫn nại chữ viết như thế nào à. Tên này chính là một không sợ trời không sợ đất bạo nóng này.
mấy ngày trước mới vừa đánh Ninh Ba Trần ra, lại là vào bót cảnh sát, nếu như không phải là thuộc về tự vệ, Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau, đây chính là Diệp Thần chủ động ra tay à. Tôn Di lòng giờ phút này phức tạp tới cực điểm. Hà Thiến rốt cuộc tỉnh hồn lại, tóc tai bù xù, giống như một cái bà điên vậy, nàng đứng lên, đưa ngón tay ra trước Diệp Thần gầm hét lên, ngươi lại dám đánh ta, từ nhỏ đến lớn cũng không người nào dám đánh ta. Không có ai, tin không tin. Lời còn chưa nói hết, vậy chiếc cà thẻ máy móc vang lên một đạo thanh thúy giọng nói. Cà thẻ thành công, chúc ngài mua đồ vui vẻ. Giờ khắc này, cả thế giới đều tựa như yên tĩnh. Tôn Di bối rối. Hà Thiến cũng là ngây dại, thậm chí quên đau đớn trên mặt. Cà thẻ thành công. Đây cũng không phải là con số nhỏ à. Cái giá cả này cơ hồ là đi làm hơn mấy năm thu vào à. Nhặt rách dưới. Nhặt rách dưới có thể nhặt được một bản khách quý thẻ đen. Thậm chí liền sắc mặt cũng không đổi trả mấy trăm ngàn giá cả. Không thể nào. Cái này nhất định là giả. Nhất định là ngươi và tiệm này thông đồng tốt. Nếu không ngươi làm sao có thể trả nổi. Chấm, Hà Thiến kích động nói, thanh âm cơ hồ là hô lên. Nhà kia Armani tiệm dài gặp người khác lại có thể nghi ngờ bọn họ uy tín. Sắc mặt vậy khó coi, vị tiểu thư này, chúng ta Armani là toàn bộ cầu tính xa xí phẩm thương hiệu. Làm sao có thể làm ra loại chuyện này, nếu như ngươi lại ác ý bôi đen, chúng ta có quyền đem ngươi kéo vào danh sách đen. Hà Thiến không nghĩ tới tất cả mọi người mũi dùi chỉ hướng mình, vội vàng nhìn về phía bên cạnh Triệu Tuấn, nhờ giúp đỡ nói, a Tuấn, bọn họ đều khi dễ ta, ngươi làm một người đàn ông chẳng lẽ không giúp ta sao? Triệu Tuấn gật đầu một cái, vỗ một cái sống Hà Thiến sau lưng, đứng dậy, đối với vị kia tiệm dài đưa ra một tấm danh thiếp nói, ngươi tốt. Ta là tập đoàn Bắc Danh ghế thủ lãnh kế toán quan Triệu Tuấn, thứ nhất, ta hy vọng ngươi hướng ta bạn gái nói xin lỗi. Ngươi hẳn biết chúng ta tập đoàn Bắc Danh tổng giám đốc Thẩm Hải Hoa tiên sinh và Armani mấy ngày trước mới vừa thành lập công việc hợp tác, ta không hy vọng bởi vì là ngươi nguyên nhân, đưa đến hợp tác xảy ra vấn đề. Bởi vì là ngươi vậy chút tiền lương căn bản không chịu nổi. Thứ hai, vị tiên sinh này ở nơi công cộng đánh người, hơn nữa là ở các ngươi trong tiệm. Các người có quyền đuổi đi cái này hai người. Sau này ta cũng sẽ để cho ta luật sư ra mặt. Triệu Tuấn nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn mọi người, hắn rất hưởng thụ mình ở trước mặt người khác lộ ra quyền thế. Lại là dư quang nhìn lướt qua Tôn Di. Cũng không biết vậy đồ thể thao hạ là như thế nào bốc lửa vóc người. Hắn dự định sự việc kết thúc sau đó hỏi cô gái này muốn một WeChat, nói không chừng đánh mấy khoản tiền liền lấy được trên giường. Đến lúc đó phải nhiều sảng khoái thì có sảng khoái hơn mau. Triệu Tuấn những lời này vừa ra, cái đó nhân viên tiệm căn bản không dám nói tiếp nữa. Tập đoàn Bắc Danh ở một tuần lễ trước xác thực và Armani thành lập công việc hợp tác. Nếu như bởi vì là nàng phá hư cái này hạng hợp tác, nàng thật đảm đương không nổi à. Nàng cũng không cần nghi ngờ đối phương danh thiếp chân thực tính. Bởi vì là đối phương khí chất đặt ở trước mặt à. Giống nhau đại tập đoàn cao tầng. Nàng vội vàng đi tới Hà Thiến trước mặt, cúi thấp đầu nói xin lỗi nói, vị tiểu thư này chân thực thật xin lỗi. Mới vừa rồi là ta có mắt không biết Thái Sơn. Hà Thiến chỉ Diệp Thần và Tôn Di nói, còn không đem tên quỷ nghèo này, còn có con gà kia đuổi ra ngoài. Lời mới vừa dứt, lại một cái tát liền tới đây. Lần này không phải Diệp Thần, mà là Tôn Di. Tôn Di thật sự là không nhịn được. Nàng một mực thối lui để cho, nhưng không có nghĩa là nàng dễ khi dễ. Há mồm ngậm miệng từ mắng một người nữ sinh là gà, kia người nữ sinh có thể nhịn. Diệp Thần nhìn Tôn Di biểu hiện, không khỏi gật đầu một cái. Người phụ nữ không có nghĩa là tính khí tốt, muốn một mực chịu đựng, người phụ nữ đang đối mặt loại này quấy rối người, thì nhất định phải cương quyết. Triệu Tuấn gặp mình cơ hội sẽ đến, tiến lên một bước, đối với Tôn Di nói. Vị tiểu thư này, người đánh như vậy người không tốt sao, ta ở Ninh Ba bót cảnh sát nhưng mà có mấy cái bằng hữu thân thích, người loại này được là hoàn toàn có thể đi vào ở mấy ngày. Bất quá xem ở ngươi là một người nữ sinh phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội, buổi tối đi khách sạn Hilton cùng ta uống chút rượu, ta liền cân nhắc tha thứ ngươi. Hắn trên mặt mang lau một cái dâm tà nụ cười, nhưng là giấu rất kỹ.
Tôn Di dĩ nhiên biết đối phương có ý gì, há miệng, chỉ nói một chữ cút. Triệu Tuấn không nghĩ tới đối phương một cái nhỏ tập đoàn bán thuốc như thế không nể mặt mình, hừ lạnh nói, đã như vậy, các người đôi cẩu nam nữ này cứ chờ đi, ta ngày hôm nay liền lấy tập đoàn Bắc danh danh nghĩa hướng các người tập đoàn Hoa Mỹ làm áp lực, ta xem các người làm sao còn ở Ninh Ba. Triệu Tuấn mặt lộ dữ tợn, hắn sắp yêu loại này nắm quyền trong tay lợi cảm giác. Nhưng là rất nhanh, một chậu nước lạnh liền tưới xuống. Một đạo khí lực đầy đủ thanh âm từ hắn sau lưng vang lên, khẩu khí thật là lớn, ta Thẩm Hải Hoa ngày hôm nay ngược lại là muốn xem ai dám mượn dùng ta tập đoàn Bắc danh cho Diệp Thần Y làm áp lực. Triệu Tuấn nghe được cái thanh âm này cả người cơ hồ cứng ngắc. Thanh âm này, hắn quá quen thuộc. Nửa năm trước, cơ hồ mỗi ngày ở tập đoàn cũng có thể nghe được. Đây là Thẩm Hải Hoa thanh âm. Tập đoàn Bắc danh người sáng lập. Toàn bộ tập đoàn Bắc danh nói 102 tồn tại. Chỉ bất quá sau đó, bởi vì là Thẩm Hải Hoa mắc phải tuyệt chứng, liền cũng không có xuất hiện nữa ở tập đoàn. Tất cả tập đoàn thành viên ban giám đốc cũng nhận là tiếp theo tập đoàn Bắc danh sẽ rơi vào di sản tranh đoạt khâu, tổng giám đốc vị rất có thể bị Thẩm Hải Hoa con cái thay thế. Còn như hắn cái này cái ghế thủ lãnh kế toán quan thân phận, hoàn toàn là dựa vào mình phụ thân có được. Lúc ấy tập đoàn đã lòng người bàng hoàng, phụ thân hắn vì lấy được tập đoàn càng nhiều hơn cổ quyền, đem hắn đẩy tới đầu gió đỉnh sóng trên. Chính hắn rất rõ ràng, nếu như dựa vào hắn thực lực, căn bản không ngồi tới cái chỗ ngồi này. Bây giờ chánh chủ xuất hiện, hắn sau lưng đã ướt đẫm. Hắn từ từ xoay người, khi thấy trước mặt cái này ăn mặc đường trang nam giới, cả người hoàn toàn mất đi khí lực. Thật sự là Thẩm Hải Hoa. Hắn không là chết sao? Làm sao lại sống đến giờ? Đây rốt cuộc là người vẫn là quỷ a? Trầm thúc thúc, ngài làm sao tới? Ta không phải nghe nói ngài bị bệnh mà. Hắn thay đổi mới vừa rồi cuồng ngông, đem tư thái thả vào thấp nhất, thậm chí trong nụ cười còn có vẻ nịnh hót. Thẩm Hải Hoa hừ lạnh một tiếng, hừ, ta nếu như không tới nữa, có chút người thì phải đem ta tâm huyết hủy trong chốc lát. Triệu Tuấn nụ cười cứng đờ. Nhưng vẫn là đưa tay ra, khách sáo nói, trầm thúc thúc, ngài lại nói giỡn. Đúng rồi, ngài là tới Armani nơi này thị sát hợp tác sao? Hắn vốn lấy là ở bên ngoài, Thẩm Hải Hoa còn biết cho hắn một ít mặt mũi, lại không nghĩ rằng Thẩm Hải Hoa trực tiếp bót. Một tiếng, đẩy ra tay hắn. Sau đó hướng bên kia đi. Bên kia chỉ đứng ở ba người. Diệp Thần, Tôn Di cùng với Hà Thiến. Tôn Di và Hà Thiến đều có chút bối rối, cái này tập đoàn Bắc danh đồng sự trưởng đột nhiên ở chỗ này là làm gì? Chẳng lẽ là vì cho Triệu Tuấn tìm về mặt mũi? Hà Thiến gặp Thẩm Hải Hoa hướng nàng đi tới, lầm lấy là đối phương là để an ủi nàng, nhất thời cảm giác có chút mặt mũi, vội vàng bước chậm hướng Thẩm Hải Hoa đi. Trầm thúc thúc, ta nghe A Tuấn thường xuyên nhắc tới ngươi, ngươi thật ra thì không cần đích thân tới. Cái này hai tên. Chúng ta có thể xử lý, chờ một hồi ta liền thông báo người nhà tới đây, đến lúc đó, bọn họ một cái vậy không chạy khỏi. Nói xong, Hà Thiến còn hung hăng trợn mắt nhìn một cái Tôn Di. Tựa như nói, đây chính là uy tín, đây chính là mặt mũi, một mình ngươi quá nghèo vĩnh viễn không hiểu tới. Tôn Di hai chân có chút run rẩy, nàng biết sự việc thật lớn chuyện rồi, tuyệt đối không nghĩ tới Thẩm Hải Hoa cũng tự mình ra mặt. Một khi tập đoàn Bắc danh chỉ đích danh để cho các nàng không thể ở Ninh Ba đặt chân, vậy nàng và Diệp Thần thì thật sinh sống không nổi nữa. Liền tại tất cả người hiểu lòng nhau thời điểm, Thẩm Hải Hoa lướt qua Hà Thiến, thẳng đi tới Diệp Thần trước mặt, thay đổi thường ngày nghiêm túc khuôn mặt, trên mặt xếp chồng nụ cười, đối với Diệp Thần cung kính nói, Diệp tiên sinh, ngài có thể để cho ta tìm thật là khổ à. Ngài nếu như không xuất hiện nữa, ta có thể lòng đều phải chết. Thẩm Hải Hoa một câu nói làm cho cả tình cảnh cũng rơi vào như chết yên lặng, yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Tất cả mọi người trong mắt đều là trợn to. Bởi vì là Thẩm Hải Hoa giọng lại là thấp giọng hạ khí. Giống như ở lấy lòng Diệp Thần vậy. Hơn nữa hắn còn dùng tôn xưng. Diệp tiên sinh. Ngài. Nhân vật lớn như vậy làm sao có thể sẽ đối với một cái trẻ tuổi như vậy người nói lời như vậy. Hơn nữa Thẩm Hải Hoa lại có thể một mực tìm Diệp Thần. Không tìm được Diệp Thần, hắn sẽ chết. Cái này cũng quá khoa trương đi.
lẩm bẩm. Một màn này, đối với Diệp Thần bên cạnh Tôn Di vô cùng là đánh vào, nàng mặt đầy hoảng sợ, vô cùng chật vật nuốt một cái nước, hoàn toàn ngốc tại chỗ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, nàng căn bản không tin trước mắt hết thảy các thứ này. Tên này không phải mới tới Ninh Ba sao, làm sao có thể biết Thẩm Hải Hoa loại cấp bậc này nhân vật lớn. Mấu chốt có thể để cho đối phương thấp như vậy thanh hạ khí nói chuyện. Giờ khắc này, nàng cảm thấy Diệp Thần trên mình tựa như bao phủ một tầng sương mù, để cho nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Tư Mã xinh đẹp theo bản năng lui về phía sau một bước, nàng thậm chí dụi mắt một cái, muốn chứng minh mình xem xài. Nhưng là thực tế nhưng hung hãn đánh nàng một cái tát. Tên này làm sao sẽ biết Thẩm Hải Hoa? Không thể nào, tuyệt không thể nào. Tất cả mọi người đều đang đợi Diệp Thần phản ứng, cũng chỉ có Diệp Thần phản ứng có thể nói rõ hết thảy các thứ này. Mấy giây sau đó, Diệp Thần mới nhìn về phía Thẩm Hải Hoa, nói, ban đầu ta đã cho các người Thẩm ra cơ hội, là các người không quý trọng. Thẩm Hải Hoa tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần khó nói chuyện như vậy, thận trọng nói, Diệp tiên sinh, là ta dạy dỗ vô phương, ngài đợi một chút, ta cái này thì để cho cái đó không chịu thua kém xúc sinh tới đây hướng ngài bồi tội. Nói xong, Thẩm Hải Hoa chợt xoay người, hướng về phía góc một người đàn ông mắng, mộng rồng. Còn không lăn tới đây cho ta, cho Diệp tiên sinh nói xin lỗi. Trong góc Thẩm Mộng Long cho dù cảm thấy mất thể diện, nghe được cái này thanh dày cũng chỉ có thể đi ra, lại là đứng ở Diệp Thần trước mặt, cúi đầu, cái gì cũng không nói lời nào. Còn không cho Diệp tiên sinh quỳ xuống, nói xin lỗi. Thẩm Mộng Long quả đấm cầm chặt, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng vẫn là một tiếng, quỳ xuống. Diệp tiên sinh, ngày đó là ta không đúng, xin ngài tha thứ ta. Hắn phải quỳ, nếu như không quỳ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thấy Thẩm Mộng Long quỳ xuống, xa xa Triệu Tuấn thật là sợ choáng váng. Thẩm Mộng Long cái gì tính cách, hắn nhưng mà hiểu rõ nhất, hai người cơ hồ là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Thẩm Mộng Long chưa bao giờ phục qua một cái người, càng không biết hướng người khác quỳ xuống. Nhưng là trước mắt, lại nên giải thích thế nào? Hắn tầm mắt từ từ rời đến Diệp Thần trên mình, hắn đột nhiên có dũng khí dự cảm bất tường. Thật giống như mình làm ra vẻ sắp xếp quá mức, chọc tới chân chính đại nhân vật. Chẳng lẽ cái tên kia đến từ tỉnh Chiết Giang, cũng hoặc là lớn hơn gia tộc. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn cũng xong rồi. Nghĩ tới đây, Triệu Tuấn hai chân cũng đang run rẩy. Mà thành tựu người trong cuộc Diệp Thần, chỉ bất quá lãnh đạm nhìn lướt qua trước mặt quỳ Thẩm Mộng Long. Không có bất kỳ tỏ thái độ, ngược lại vỗ một cái vẫn còn trạng thái khiếp sợ Tôn Di, nói chúng ta đi thôi, lầu ba là trang phục nữ, cũng cho ngươi chọn lựa mấy bộ quần áo, ngày hôm nay, ta có tiền. Nói xong, liền trực tiếp đem Thẩm Mộng Long và Thẩm Hải Hoa lượng tại chỗ, mang Tôn Di rời đi. Cái đó nhân viên tiệm cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng, nàng thấy qua vô số phách lối người, nhưng là giờ khắc này. Nàng phát hiện cũng không có trước mắt người đàn ông này phách lối. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Nàng thật không nghĩ tới Ninh Ba còn có ai so Thẩm Hải Hoa còn muốn như bức. Diệp Thần sau khi đi, Thẩm Hải Hoa rốt cuộc phản ứng lại, sắc mặt có chút hắc, lại là một chân đạp ở mình trên người con trai. Xem ngươi làm chuyện tốt, ngày hôm nay Diệp tiên sinh không gật đầu, ngươi liền đừng cho ta lên tới. Nói xong. Hắn vừa nhìn về phía Triệu Tuấn, nổi giận nói, Triệu Tuấn, người mới vừa rồi là không phải đắc tội Diệp tiên sinh. Đừng lấy là ngươi và ba ngươi làm những chuyện kia, bố đây không biết. Ngươi ngày hôm nay liền cho lão tử thu dọn đồ đạc cút đi, còn có ba ngươi Triệu Đức Minh. Lão tử cho dù chết, cũng sẽ không để cho các người đạt được nửa điểm công ty cổ phần. Cút, tựa hồ phát tiết xong, Thẩm Hải Hoa sâu hô ít mấy hơi, lại hướng Diệp Thần bước chân đuổi theo. Người còn lại muốn theo kịp, Thẩm Hải Hoa trực tiếp mắng, ai cũng chớ theo lão tử. Một đám phế vật. Chờ Thẩm Hải Hoa sau khi đi, Hà Thiến từ trong hoảng hốt rõ ràng tới đây, nàng kéo kéo Triệu Tuấn tay, A Tuấn, chúng ta nên làm cái gì? Triệu Tuấn nghe được cái này làm dáng thanh âm, cũng không nhịn được nữa, một cái tát lên ở Hà Thiến trên mặt. Đều là ngươi cái này thúi đơn tử, làm hại lão tử cái gì cũng không có. Còn không biết xấu hổ hỏi ta làm thế nào, tự tìm cái chết, mình đào hố đem mình chôn đi.
Triệu Tuấn tựa hồ cảm thấy chưa hết giận, lại là một cước giấu ở Hà Thiến trên mình. Ta nói cho ngươi Hà Thiến, ngươi tốt nhất thu hồi ngươi cặp kia mắt chó. Nếu không đến lúc đó ai cũng không cứu được ngươi. Cút! Hà Thiến sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt của nàng mất đi năm xưa thần sắc. Nàng biết nàng và Triệu Tuấn sau này lại cũng không khả năng. Những cái kia Triệu Tuấn đưa cho xe thể thao của nàng, nhà, phỏng đoán cũng biết bị đối phương lấy về. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần và Tôn Di đi xa hình bóng, quả đấm cầm rất chặt. Đều do cái này hai người. Nếu như không có cái này hai tên, nàng hết thảy làm sao có thể bị hủy. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng lấy là mình cao quý vô cùng, hơn nữa nàng cao quý căn bản không phải Tôn Di loại này cô bé lọ lem có thể coi như nhau. Nàng ghen tị Tôn Di bên ngoài và vóc người, chỉ cần có cơ hội, nàng thì phải giễu cợt cái này ra đời hèn hạ người phụ nữ. 5 năm trước là như vậy, 5 năm sau chắc cũng là như vậy. Nhưng là nàng từ không nghĩ tới, bất chi bất giác, nàng thì đã bị Tôn Di xa xa vùng ở sau lưng. Nàng có chút hiếu kỳ, Tôn Di bên người người đàn ông kia đến tột cùng là ai? Có thể để cho Ninh Ba Thẩm ra Thẩm Hải Hoa đều như vậy khom lưng khuỵu gối. Thẩm Hải Hoa thật giống như kêu hắn Diệp tiên sinh, đối phương chẳng lẽ họ Diệp? Tỉnh Chiết Giang hẳn không có họ Diệp gia tộc đi, như vậy Ninh Ba có họ Diệp gia tộc sao? Thật giống như cũng không có. Không đúng, có một cái bị diệt môn Diệp gia. Đột nhiên, Hà Thiến trong đầu hiện ra một cái tên Diệp Thần. Cái đó Diệp gia phế vật, cái đó bày tỏ sở thục nhiên bị không người nào tình nhục nhã Diệp gia phế vật. Kết hợp với Tôn Di và người đàn ông kia quan hệ, nói không chừng cái đó thần bí người đàn ông thật sự là Diệp Thần. Nghĩ đến đây, miệng nàng ba lớn lên, con ngươi lại là tràn đầy kinh hoàng. Diệp Thần, lại có thể không có chết, làm sao có thể, hắn trở về. Không biết qua bao lâu, Hà Thiến mới chế trụ nội tâm khiếp sợ, nàng không chút do dự móc điện thoại ra, bấm một cái xa lạ thêm quen thuộc điện thoại. Điện thoại rốt cuộc tiếp thông, bên trong truyền đến một đạo có chút thanh âm lạnh như băng, ngươi tìm ta làm gì? Thục nhiên, ta có kiện chuyện rất trọng yếu và ngươi nói. Chuyện gì, nói đi. Bên đầu điện thoại kia cô gái có chút không nhịn được. Ta thật giống như thấy Diệp Thần. Cái gì, bên đầu điện thoại kia thật giống như truyền đến đổ rơi bể thanh âm, tựa hồ là điện thoại di động rơi xuống đất, hồi lâu, một đạo giọng nữ mới truyền tới, cái nào Diệp Thần? Chúng ta bạn học trường cấp 3, cái đó Diệp gia phế vật. Thật giống như, là, nhưng là ta không phải rất chắc chắn. 2 tiếng sau đó, tới ta sở ra. Điện thoại cúp. Diệp Thần mang Tôn Di đi dạo dòng dã 1 tiếng, mua đại khái 5-6 bộ quần áo. Mặc dù Tôn Di ngoài miệng vừa nói không cần, nhưng là đến một cái trang phục nữ tiệm, ánh mắt đều sáng lên, nàng đối với đẹp quần áo căn bản không có sức đề kháng. Bất quá chuyến này xuống, Tôn Di mua tất cả đều là một ít giảm giá quần áo, chỉ tốn Diệp Thần 1-2 nghìn khối. Diệp Thần nhiều lần để cho Tôn Di không muốn xem giá cả. Nhưng đều bị cự tuyệt. Bất đắc dĩ, Diệp Thần chỉ có thể để cho Tôn Di tùy tiện chọn lựa. Đầu năm nay, loại đàn bà này thật không tìm được. Cái này 1 tiếng, Diệp Thần vậy chú ý tới Thẩm Hải Hoa một mực theo sau lưng, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Hắn không có quá để ý, mặc cho đối phương đi theo. Một cái người sắp chết, ở hắn trong mắt, căn bản không bay ra khỏi cái gì đợt sóng. Mua xong quần áo sau đó, Diệp Thần liền và Tôn Di đi thang máy tới đến hầm đậu xe, tìm được xe, hai người vừa mới chuẩn bị buông xuống quần áo, chỉ gặp Thẩm Hải Hoa bưng một đống quần áo đi tới. Người qua tới làm gì? Diệp Thần nhíu mày một cái có chút không vui. Thẩm Hải Hoa lúng túng cười 1 tiếng, trước cầm trên tay quần áo đặt ở Tôn Di trên xe, sau đó cung kính nói, Diệp tiên sinh, ngài hiểu lầm, ta không phải đến tìm ngài, ta tìm là vị tiểu thư này. Tôn Di sắc mặt có chút cổ quái chỉ mình, hiếu kỳ nói, Thẩm Tổng, ngài tìm ta làm gì? Thẩm Hải Hoa lúc này mới đưa ra một bản thẻ ngân hàng, khá là nghiêm túc nói, vị tiểu thư này, nếu ngài biết ta thân phận, ta cũng không giới thiệu quá nhiều. Ta lần này tới, nhưng thật ra là đặc biệt hướng ngài nói xin lỗi, mới vừa rồi tập đoàn chúng ta một vị nhân viên ác ý làm nhục ngài, đây là ta quản lý vô phương, cái thẻ này là ta tập đoàn Bắc Danh nho nhỏ thành ý. Xin ngài nhận lấy.
Tôn Di nhìn một cái thẻ ngân hàng, tự nhiên biết tiền bên trong sẽ không thấp hơn 5 triệu, nhưng là loại này không giải thích được tiền nàng nhất định là không biết thu. Tiền thì không cần, mới vừa rồi sự kiện kia đối với ta cũng không có bất kỳ tổn thất, xin Thẩm tổng lấy về đi. Tôn Di quả quyết cự tuyệt nói. Thẩm Hải Hoa thành tựu nhân tinh tự nhiên biết đối phương sẽ cự tuyệt, thu hồi thẻ ngân hàng, chỉ mới vừa rồi thả ở trên xe quần áo nói, nếu ngài không thu tiền, những quần áo này cũng có thể đi, ta tùy tiện gánh, giá cả cũng đều không mắc. Mấu chốt người trả lại cho ta cũng mặc không được à. Tôn Di lúc này mới chú ý tới những cái kia quần áo, rất nhanh, trên mặt nàng liền lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì là những quần áo này đều là nàng mới vừa rồi mặc thử rất hài lòng, chẳng qua là không hy vọng phung phí Diệp Thần tiền, mà không có mua. Trở lại trong xe thời điểm, nàng thậm chí còn có chút hối hận. Tuyệt đối không nghĩ tới, Thẩm Hải Hoa lại có thể đem những quần áo này một kiện cũng không kéo đưa tới. Cố nhiên nàng rất thích, Tôn Di vẫn cự tuyệt nói, thật xin lỗi, Thẩm Tổng, ta cũng không cần những thứ này, ngài ý tốt ta tâm lĩnh. Diệp Thần dĩ nhiên là chú ý tới Tôn Di trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ, liền mở miệng nói, nếu Thẩm Tổng như vậy có lòng, Tôn Di, người hãy thu đi, hắn một người đàn ông vậy mặc không? Không thể không nói. Thẩm Hải Hoa ngồi vào cái chỗ ngồi này vẫn có chút cổ tay. Hắn biết không cách nào lấy lòng mình, liền từ Tôn Di nơi này mở ra cửa đột phá. Lại là ở toàn bộ đi dạo phố trong quá trình lưu ý đến Tôn Di chân chính sở thích, phần này xem lời nói và sắc mặt năng lực, đảm nhiệm phi phàm vậy sinh lòng bội phục. Nhưng mà, Tôn Di mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần liền vỗ một cái nàng bả vai, nói, người đi khởi hành, ta lập tức tới ngay. Được. Chờ Tôn Di trở lên xe, Diệp Thần liền đối với Thẩm Hải Hoa nói ngay vào điểm chính, lần này ta cho ngươi một cái cơ hội, ngày mai buổi sáng 9 giờ, ta sẽ đến Thẩm gia, trừ cái này ra, ngươi đừng đang quấy rầy ta sinh hoạt, lại càng không chính xác quấy rầy người bên người ta, nếu không, ta có thể trị hết ngươi, cũng có thể để cho thu hồi mạng ngươi. Còn nữa, giai đoạn thứ hai tiền xem bệnh nâng cao đến 80 triệu. Thẩm Hải Hoa nghe được câu này, toàn bộ thân thể cũng run rẩy, hốc mắt cùng là ửng đỏ. Không có ai biết hắn bây giờ đến tột cùng là tâm tình gì. Hắn đi theo Diệp Thần dòng dã hơn một giờ, ngay tại chờ những lời này. Diệp tiên sinh nếu như thế nói, liền đại biểu hắn Thẩm Hải Hoa có thể còn sống. Cảm ơn, Diệp tiên sinh, cảm ơn ngài, ngài chính là ta Thẩm Hải Hoa sống lại phụ mẫu, nếu như ngài có bất kỳ cần, Trầm Mẫu nguyện hiệu quả khuyển mã chi lao. Một câu nói này, hoàn toàn phát ra từ Thẩm Hải Hoa đáy lòng. Bởi vì là mạng hắn là Diệp Thần nhặt về. Chỉ cần Diệp Thần gật đầu, hắn thì có tiếp tục sống tiếp quyền lực. Diệp Thần không để ý đến Thẩm Hải Hoa, trực tiếp mở cửa xe, thuận thế ngồi xuống. Rất nhanh, xe liền biến mất ở quảng trường Vạn Đạt Wanda Plaza, nhà để xe dưới hầm. Chỉ để lại một mặt phức tạp, len lén lau nước mắt Thẩm Hải Hoa. Ninh Ba, Thanh Minh ven hồ. Nơi này hoàn cảnh rất là u tĩnh, ven hồ trung ương tọa lạc một tòa đại trạch. Đại trạch phía sau chính là Giang Thành nổi danh xanh lơ hồ núi, có thể như thế nói, chỗ đại trạch này phong thủy vị trí là cả Ninh Ba cũng tốt nhất. Dĩ nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, nơi này có một cái gia tộc lớn Ninh Ba Sở gia. Ninh Ba Sở gia lịch sử có thể truy tố đến Minh Triều, Sở gia tổ tiên lại là Minh Triều một vị đại tướng. Đã từng một người cưỡi ngựa tiến vào địch quân chém chết gần ngàn tên kẻ địch. Lại là trở lui toàn thân. Trận chiến này, trực tiếp đem Sở gia đẩy tới cường thịnh. Sau đó theo thời đại trôi qua, Sở gia dần dần suy bại, nhưng là ở Ninh Ba, cũng là ổn cư bốn đại gia tộc ngai vàng. Ninh Ba không người dung chuyển. Giờ phút này, Sở gia trong sân, một cô gái đang tưới hoa. Thiếu nữ khá là đẹp xinh đẹp. Lên người mặc vào kiện lộ vai bó sát người dây đeo, trong trắng thấu đỏ da thịt khảm ở vô cùng phú cốt cảm đẹp hai bờ vai, dây đeo căn bản không giấu được niểu na ngạo nhân ngực, đỉnh núi phập phồng, phong tư thướt tha, phối hợp nhỏ đúng dịp eo, đường cong cân bằng mà vóc người bạo tốt, tuyệt đối có thể dùng, ma quỷ, hai hình chữ cho. Nửa mình dưới thì ăn mặc một cái màu trắng quần thường, sấn nhờ được nàng vậy cao gầy mà thon thả tu thân hình rất cao tài, một đôi màu trắng nghỉ ngơi giày phối hợp hạ. Cả người lộ vẻ được quyến rũ mà cao nhã. Nàng chính là Sở gia Thiên Kim,
Sở Thục Nhiên. Sở Thục Nhiên tưới tốn đồng thời, mắt đẹp thoáng qua một tia phiền muộn. Từ Ninh Ba Diệp ra bị kinh thành vị kia xóa đi sau đó, nàng thường xuyên sẽ gặp ác mộng. Trong mộng, luôn sẽ có một cái cả người là máu thiếu niên xuất hiện, mặc dù nàng không thấy rõ thiếu niên tướng mạo, nhưng là nàng dám khẳng định, cái đó thiếu niên chính là Diệp Thần. Cái đó bị nàng ngay trước vô số người mặt nhục nhã Diệp Thần. 5 năm trước nàng chẳng qua là vì thích chơi mà thôi, 5 năm trôi qua, bây giờ nàng thật ra thì cảm giác có chút hối hận. Nàng thở dài, buông xuống bình nước, lẩm bẩm nói, ta làm sao lão nhớ tới tên này, một tên phế vật mà thôi, coi như hắn không có chết, lấy hắn vậy hèn yếu tính cách, nói không chừng đã lưu lạc đầu đường, trở thành một cái chân chính phế vật. Ngay tại lúc này, Hà Thiến thở hổn hển đi tới. Thục Nhiên, ta cuối cùng thấy ngươi, chúng ta có chừng hơn nửa năm không gặp đi, ngươi bây giờ càng ngày càng đẹp rồi, ta đoán không biết bao nhiêu người bị ngươi mê thần hồn điên đảo liền nha. Hà Thiến khá là kích động nói. Nhưng là Sở Thục Nhiên nhưng không mặn không lạt gật đầu một cái, ngồi đi. Được, Hà Thiến cũng là cảm nhận được đối phương lãnh ý, nàng rất rõ ràng, tốt nghiệp sau này Sở Thục Nhiên ra nước ngoài. Ở bên ngoài nán lại 3 năm, trở về sau này thì giống như là biến thành một người khác như nhau, để cho nàng cảm giác được có chút xa lạ. Người nói người thấy Diệp Thần, xác định là cái đó đối với ta bày tỏ Diệp Thần. Sở Thục Nhiên nhàn nhạt nói, giọng rất là bình thản, giống như đối với chuyện này không hề quan tâm vậy. Hà Thiến gật đầu một cái, lại là đem ngày hôm nay ở quảng trường Vạn Đạt Wanda Plaza, sự việc nói một lần. Sở Thục Nhiên nghe thời điểm. Đầu tiên là không có bất kỳ biểu lộ gì, sau đó chân mày nhíu, cuối cùng lại là rơi vào trầm tư. Hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu lên, hỏi, nói cách khác, người vậy không xác định cái tên kia là Diệp Thần. Chẳng qua là lớn lên giống mà thôi, hơn nữa đối phương vừa vặn họ Diệp. Hà Thiến ngẩn ra, nhưng vẫn gật đầu. Thẩm Hải Hoa ta đã từng quen biết, người này cực kỳ lão luyện, vậy cực kỳ sĩ diện hảo. Người nói hắn đối với một người thanh niên khom lưng khuỵ gối, không phải là không có thể. Nhưng là người thanh niên kia địa vị phải cực cao, cũng hoặc là có cực mạnh thực lực. Người cảm thấy ban đầu tên phế vật kia coi như còn sống, 5 năm trôi qua, hắn có thể có cái gì thành tựu. Sở Thục Nhiên một bên đùa bỡn hoa cỏ, một bên tự tin nói. Hà Thiến mới vừa muốn nói chuyện, Sở Thục Nhiên vừa tiếp tục nói, Diệp gia đã ở 5 năm trước biến mất. Diệp Thần cũng đã không có ở đây. Coi như hắn ở Hồ Đông Tiền Hạ sống sót, cũng chỉ có thể thành là một người vô gia cư mà thôi. Cái thế giới này không tha cho loại này hèn mọn con kiến hôi, hắn chỉ biết bị cái thế giới này quy tắc vô tình nghiền ép, sau đó từ từ khuất phục. 5 năm trước Vân Hồ Sơn Trang sự kiện kia không phải là tốt nhất chứng minh sao? Hà Thiến, ngươi hiểu ý của ta không? Hà Thiến cảm giác đã có chút không nhìn thấu trước mắt Sở Thục Nhiên. Bây giờ Sở Thục Nhiên phảng phất có một loại vô hình cao ngạo, bỏ mặc nói chuyện vẫn là xem ánh mắt mình, đều giống như nắm trong tay hết thảy vậy. Nàng biết loại khí chất này tất nhiên thành lập ở cường đại tự tin trên. Nàng ở năm ngoái bạn học tụ họp lên, tựa hồ nghe nói Ninh Ba Sở gia lão gia tử bước vào cái gì cảnh giới võ đạo, Sở gia thậm chí vô cùng có thể thành là thứ nhất cái từ Ninh Ba bước vào tỉnh Chiết Giang gia tộc. Chẳng lẽ Sở Thục Nhiên tự tin ở nơi này? Thục Nhiên, vạn nhất, ta là nói vạn nhất, ta ngày hôm nay nhìn thấy thật sự là Diệp Thần làm thế nào. Hà Thiến vẫn là không cam lòng nói. Sở Thục Nhiên dừng lại đánh hoa cỏ tay, cười lạnh một tiếng. Coi như hắn Diệp Thần trở về thì đã có sao. Ninh Ba đã không phải là 5 năm trước Ninh Ba, ta Sở Thục Nhiên cũng không phải 5 năm trước Sở Thục Nhiên. Cho dù Thẩm Hải Hoa đối với hắn khom lưng khuỵ gối. Cho dù hắn có thực lực cường đại, một khi hắn đứng ở ta Sở cửa nhà, cũng chỉ có thể giống như 5 năm trước như vậy, ngửa mặt trông lên giống như ngôi sao nhìn ta Sở ra. Tiếng nói rơi xuống, Hà Thiến sắc mặt có chút tái nhợt, nàng bị Sở Thục Nhiên cực mạnh khí thế trấn trụ. Nàng thật rất muốn hỏi Sở Thục Nhiên những năm này trải qua cái gì, nhưng là người sau đã hạ lệnh trục khách. À, có thể ta cả đời đều phải ngửa mặt trông lên Sở Thục Nhiên. Không biết dạng gì nam người mới có thể chinh phục nàng, Hà Thiến lẩm bẩm nói. Khu nhà ở Đại Đô. Diệp Thần và Tôn Di xách túi lớn túi nhỏ trở lại nhà. Khoan hãy nói, mua đồ xong Tôn Di đặc biệt hưng phấn,
thậm chí tự tay cho đảm nhiệm phi phàm làm một lần món ăn ngon. Hai huân một làm một canh. Diệp thần dòng dã ăn 6 chén cơm mới bỏ qua, đây có thể đem Tôn Di giật mình. Nàng biết Diệp thần sẽ ăn, nhưng là đây cũng quá sẽ ăn đi. Người đây là quỷ chết đói đầu thai à, người không biết còn lấy là ta ngược đãi người đâu. Tôn Di cười trộm nói. Diệp thần lại đem đồ ăn thừa cũng cuộn sạch cạn sạch, vỗ bụng một cái, cười nói, khoan hãy nói, những năm này, ta thật không ăn như vậy qua như vậy một bữa cơm, trước kia mụ ta luôn là. Nói tới chỗ này, Diệp thần thanh âm hơi ngừng, chợt cười một tiếng, chuyện cũ không nói, khoan hãy nói, ngươi làm thức ăn ăn ngon thật sao, ngày mai ngươi còn làm sao. Tôn Di tự nhiên biết Diệp thần lại nghĩ đến chết đi phụ mẫu, chẳng biết tại sao. Nàng nội tâm mềm mại nhất địa phương bị làm động tới, hốc mắt ửng đỏ, thề thành khẩn nói, sau này ngươi muốn ăn, ta ngày ngày làm cho ngươi ăn, như thế nào, ta cái này chủ nhà, bạn tâm giao đi. Vậy ngươi sau này người không lấy chồng? Diệp thần nháy nháy mắt nói, vẫn là nói, ngươi đây là biến hình đang đối với ta bày tỏ. Ta nói cho ngươi, ta tìm lão bà, yêu cầu cũng là rất nhiều. Tôn Di tới một chút hứng thú, nói một chút xem. Ta có thể giúp ngươi xem xét. Diệp thần bầm mời giọng, nghiêm túc nói, thứ nhất, ngực to. Thứ hai, ngực to, thứ ba, vẫn là ngực to. Ta xem ngươi vừa vặn phù hợp, nếu không chúng ta thích hợp một chút. Tôn Di vội vàng từ trên ghế salon cầm lên một cái gối đập về phía Diệp thần. Thì ra như vậy ngươi ngay tại ý nữ sinh ngực có lớn hay không à? Tên này miệng quá thiếu. Nhưng là bởi vì nàng vung gối ôm động tác biên độ quá lớn, lồng ngực kia ngạo nghễ vật gợn sóng phập phồng, để cho Diệp thần nhìn no mắt. Tiếp tục, còn có mấy cái toàn bộ đập tới. Động tác biên độ ở lớn một chút, như vậy ném đau. Tôn Di đập mấy cái gối, không thở được, nàng lúc này mới chú ý tới Diệp thần ánh mắt có chút cổ quái. Nàng nhìn một cái Diệp thần tầm mắt có thể đạt được địa phương, rất nhanh liền kịp phản ứng. Đem gối ôm trực tiếp đặt ở trên ghế salon, giả dạng làm có vẻ tức giận, ngươi lại đang có ý gì? Hoặc giả là bởi vì là mới vừa rồi vận động kịch liệt, Tôn Di thuần bạch áo thun dính một ít đổ mồ hôi, loáng thoáng thấm ra một đạo sự nghiệp tuyến, hơn nữa vậy đỏ đỏ gương mặt, chân thực ý vị mười phần. Diệp thần cảm thấy, lại như thế ở chung đi xuống, hai bên cũng rất nguy hiểm à. Củi khô liệt lửa, hai người lại là tấm thân xử nữ, còn có. Tôn Di thở hổn hển mấy hớp to khí, nghĩ tới điều gì, hỏi, Hạ Nhược Tuyết bên kia ngươi thật không đi. Nàng nhưng mà tỉnh Chiết Giang Hạ gia đại tiểu thư, quốc sắc thiên hương, ngươi có thể nhịn được. Diệp thần uống một hớp, thuận tay mở tivi, khá là tùy tiện nói, ta lại không gấp, muốn gặp ta, là rồng cũng phải cấp ta mang vác, đừng nói là tỉnh Chiết Giang Hạ gia thiên kim, coi như là kinh thành đại gia tộc thiên kim, ta Diệp thần vậy không nhất định sẽ gặp. Tôn Di coi như là phục Diệp thần, tên này một ngày không khoác lác sẽ chết sao? Phỏng đoán chờ hắn chân chính thấy Hạ Nhược Tuyết, liền phải hối hận. Cái người đàn ông nào ở Hạ Nhược Tuyết dưới gấu quần, không thua trận. Ngay tại lúc này, trong TV người chủ trì vừa vặn sáp bá liền thứ nhất tin tức trọng yếu. Người chết thân phận đã chắc chắn, chính là Ninh Ba Thương hội hội trưởng Trần Chính Quốc, hắn nhi tử cũng bị người hiềm nghi phạm tội sát hại. Căn cứ cảnh sát phán định, đây là cùng nhau cố ý mưu sát, hơn nữa thủ đoạn của hung thủ cực kỳ đáng sợ, hy vọng Giang Thành thị dân mấy ngày nay xuất hành chú ý an toàn, ở giữa đêm không muốn bên ngoài qua dừng lại lâu. Tôn Di thấy cái này thì tin tức, theo bản năng che miệng. Trần Phong và Trần Chính Quốc nàng mấy ngày trước còn mới vừa thấy qua à. Thậm chí mấy ngày nay một mực ngủ không ngon, chỉ lo lắng bọn họ tới báo thù. Tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này hai người lại có thể bị người giết. Trời ạ, đây chính là Ninh Ba Trần gia à, mặc dù không phải là Ninh Ba gia tộc cao cấp, nhưng vậy nội tình thâm hậu à. Ai dám giết bọn họ, mấu chốt thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Tôn Di vội vàng uống một hớp để an ủi, sau đó nhìn về phía Diệp thần, nàng phát hiện đối phương tròng mắt híp, tràn đầy nghiền ngẫm. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng cảm thấy chuyện này chính là Diệp thần làm. Dẫu sao Diệp thần có thực lực này, hơn nữa Trần Chính Quốc và Trần Phong vừa chết, đối với hắn cũng có lợi, chí ít không cần lo lắng bị người trả thù. Diệp Thành, đây không phải là ngươi làm chứ? Tôn Di vẫn là không nhịn được mở miệng nói.
Diệp Thần hơi ngẩn ra, chợt cười một tiếng, giả dạng làm một bộ rất hung hãn dáng vẻ, đúng nha, thực không dám giấu giếm, ta chính là một cái cao cấp sát thủ, vượt nóc băng tường, giết người vô số, ngươi chắc chắn còn muốn cho ta ở tại nhà ngươi, vạn nhất ta sát tâm cùng nhau, hì hì. Tôn Di nghe được đối phương như thế nói, mới thở dài một hơi, bởi vì là trên đời, tại chưa có chứng cứ dưới tình huống, không có cái nào hung thủ sẽ thừa nhận tự giết người. Hơn nữa xem Diệp Thần bộ dáng kia, đánh một chút chiếc tạm được, giết người hắn khẳng định là không dám, chớ nói chi là giết Ninh Ba nhân vật có mặt mũi. Diệp Thành, chúng ta mấy ngày nay vẫn là về nhà sớm, hung thủ này khẳng định vẫn còn ở Ninh Ba, nói không chừng ngày nào liền xông lên chúng ta tới, nghe được không? Buổi tối đừng đi ra ngoài. Tôn Di khá là lo lắng nói. Sau đó, nàng đứng lên, duỗi người, vóc người ngạo nhân bại lộ không bỏ sót. Không được, ngày hôm nay đi dạo phố quá mệt mỏi, ta phải đi bổ cái giác, người vậy nghỉ ngơi một chút, các người nam sinh đi dạo phố hẳn mệt mỏi hơn đi. Khanh khách, chờ Tôn Di đi vào nàng gian phòng, cửa phòng đóng lại trong nháy mắt kia, Diệp Thần trên mình bộc phát ra một cổ cực mạnh lệ khí, tự nhủ Tôn Di, người yên tâm, cái đó ma đầu thập ác không tha coi như giết sạch người của toàn thế giới, cũng không biết động ngươi một chút. Nếu có những người khác dám động ngươi, cái đó mà đầu vậy sẽ đích thân đem bọn họ kéo xuống địa ngục. Lệ khí biến mất. Diệp Thần đứng dậy, bởi vì là sáng sớm ngày mai còn phải cho Thẩm Hải Hoa chữa trị, cho nên hắn đợi không được và Chu Nhân Đức thời gian ước định, ngày hôm nay phải đi mua chút quá mức dược liệu luyện chế Thẩm Hải Hoa đan dược. Lần này hắn không có đi Đức Nhân Đường, mà là lựa chọn ở gần đây một nhà tiệm thuốc bắc mua một ít dược liệu cần thiết. Mặc dù ít một vị thuốc, nhưng là Diệp Thần cũng tìm được thay thế vật. Giữa lúc hắn xách mấy túi dược liệu chuẩn bị lúc rời đi, một cái cao gầy người đẹp ngăn ở trước mặt nàng. Chính là ngày đó đem hắn còng lại Bách Lý Băng. Hôm nay Bách Lý Băng không có mặc trước đồng phục, hẳn là nghỉ ngơi, đảm nhiệm phi phàm thiếu chút nữa không có nhận ra. Làm sao, thân thể như thế hư, phải uống thuốc bồi bổ. Bách Lý Băng hai tay ôm ngực, có nhiều thú vị nói. Diệp Thần nhún vai một cái, vậy không giải thích, trực tiếp hướng một hướng khác đi tới. Hắn không thích cùng người phụ nữ này có quá nhiều dính dấp. Giữa lúc Diệp Thần đi mười mấy bước thời điểm, Bách Lý Băng trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, trần ra sự việc, là ngươi làm đi. Diệp Thần dừng bước lại, mặt không chút thay đổi nói, tin tức ta ngày hôm nay thấy được, nhưng là Bách Lý tiểu thư, ngươi tùy tiện hoài nghi ta có phải hay không qua. Bất kỳ sự việc không nên chú trọng chứng cớ sao? Nói xong, Diệp Thần đang chuẩn bị rời đi, Bách Lý Băng thanh âm lại ở sau lưng vang lên. Cũng đúng, bắt người là phải nói chứng cớ, chẳng qua là lần này tới đây, ta không phải là vì trần ra sự việc, mà là một chuyện khác. Ta thật là tò mò, 5 năm trước, Hồ Đông Tiền rơi xuống cái đó thiếu niên là làm sao sống lại. Diệp Thần con người đông lại một cái, sát cơ lạnh như băng bao trùm mở. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Bách Lý Băng cũng biết liền hắn thân phận. 5 năm trước, Hồ Đông Tiền, xảy ra chuyện chỉ có cái đó Diệp gia phế vật, Diệp Thần. Bách Lý Băng xoay người, chập chờn vậy mê người thân thể, đi tới Diệp Thần trước mặt, xem ra, bị ta đã đoán đúng, người thật sự là 5 năm trước chết đi cái đó Diệp Thần. Không nghĩ tới, cái đó năm đó đỉnh đỉnh nổi danh Diệp gia phế vật lại có thể trở về. Hơn nữa còn mang cả người thực lực kinh khủng trở về. Bách Lý Băng lời còn chưa nói hết, một đôi bàn tay trực tiếp nắm nàng thật dài cổ, lại là đem nàng xách lên, ngay sau đó một cổ chết ý hướng nàng toàn thân lan tràn. Để cho nàng như rơi vào hầm băng. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Mấy giây sau đó, Diệp Thần đem Bách Lý Băng quăng ra ngoài, người sau lộn mèo một cái ổn định thân hình. Sắc mặt hoảng sợ. Bách Lý Băng tu luyện cổ võ. Thực lực mặc dù không coi là rất mạnh, cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Nhưng là ngay mới vừa rồi, Diệp Thần nắm lên nàng nháy mắt, nàng trong lòng lại sinh ra một tia chết cảm giác, lại là cảm giác trong cơ thể lực lượng liền bùng nổ cơ hội cũng không có. Giống như bị một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng phúc đắp lên. Nàng theo bản năng lui một bước, bởi vì là nàng phát hiện trước mặt cái này Diệp Thần viễn không có điều tra đơn giản như vậy. 5 năm trước. Hắn là Ninh Ba vô số người cười nhạo phế vật. Nhưng là 5 năm sau,
cái này Diệp Thần lại có thể biến thành một tôn cực kỳ kinh khủng tồn tại. 5 năm này, hắn rốt cuộc trải qua cái gì? Hơn nữa coi như thằng nhóc này từ một ngày kia trở đi bắt đầu tu luyện cổ võ, đã quá muộn, rõ ràng qua thời kỳ cao nhất, tại sao còn có thể như thế mạnh? Vô số nghi ngờ ở Bách Lý Băng trong đầu lượn lờ. Nhìn trước mặt vị này cực kỳ nguy hiểm người đàn ông, Bách Lý Băng chế trụ nội tâm khiếp sợ, mở miệng nói, có một số việc, một hồi lâu không nói được, nếu không, buổi tối ăn chung bữa cơm. Đây là Bách Lý Băng lần đầu tiên mời người đàn ông ăn cơm. Ở nàng nhìn lại, mình dung mạo đối với nam sinh cơ hồ không có bất kỳ sức đề kháng. Không chỉ bót cảnh sát, Ninh Ba không thiếu con em đại gia cũng đứng xếp hàng muốn mời nàng cùng đi ăn tối, nhưng đều bị nàng vô tình cự tuyệt. Bởi vì là những người đàn ông kia trên mình không để cho nàng Bách Lý Băng cảm thấy hứng thú đồ, nhưng là trước mắt Diệp Thần trên mình lại có. Đối với Bách Lý Băng mà nói, Trần gia phụ tử có phải hay không Diệp Thần động thủ đã không trọng yếu, nàng chỉ muốn biết Diệp Thần 5 năm này biến mất bí mật. 5 năm trước, hắn từ cao như vậy hồ đông tiền rơi xuống, tại sao còn sống? 5 năm này, hắn đi nơi nào, hắn cái này cả người khủng bố tu vi lại là tới từ nơi nào? Không cần, ta buổi tối đáp ứng chủ nhà hồi đi ăn cơm. Nói xong, Diệp Thần liền bất đồng Bách Lý Băng phản ứng, trực tiếp sát vai đi qua. Ở hắn xem ra, Bách Lý Băng ngay cả là cô gái đẹp, vậy thì như thế nào? Hắn Diệp Thần chẳng lẽ phải giống như nam nhân khác quỷ liếm? Đùa gì thế? Hắn một ngày nào đó sẽ đứng ở hoa hạ đỉnh cấp, mắt nhìn xuống đám người này. Đến lúc đó, cô gái này lại coi là cái gì? Chẳng qua là Trường Giang lên một chiếc thuyền con mà thôi. Đạt được Diệp Thần trả lời chắc chắn Bách Lý Băng cả người tựa như hóa đá. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể cự tuyệt. Hơn nữa không mang theo bất kỳ thương lượng cự tuyệt. Còn như mà, còn chủ nhà kêu hắn ăn cơm. Nàng thành tựu Ninh Ba bót cảnh sát cảnh hoa chẳng lẽ còn không bằng một cái chủ nhà. Diệp Thần ngươi rốt cuộc dài không có mắt à, không thấy được ta đẹp. Giờ phút này Bách Lý Băng cơ hồ muốn chọc giận nổ, nàng lúc nào thấp như vậy thanh hạ khí mời người khác ăn cơm qua. Ngươi không đi thì thôi, còn kéo cái gì chủ nhà. Đây quả thực là làm nhục nàng vậy. Diệp Thần, ngươi đứng lại cho ta. Bách Lý Băng tức giận thẳng dậm chân, nhưng là Diệp Thần liền cũng không quay đầu lại rời đi, tựa như đem nàng làm không khí vậy. Nửa giờ sau, khu nhà ở Đại Đô. Diệp Thần cầm dược liệu đi tới phòng bếp, Tôn Di còn đang ngủ, hắn dứt khoát liền đem cửa phòng bếp đóng cẩn thận. Luyện đan loại vật này, nếu như bị Tôn Di biết, còn thật không biết giải thích thế nào, phỏng đoán đối phương lại phải nhắc tới một phen, nói gì chân đạp mặt đất các loại. Hắn nhìn một cái chung quanh dụng cụ, có chút nhức đầu. Đáng tiếc lão đầu tòa kia lò luyện đan không có mang tới đây, nếu không hết thảy cũng đổi được tiết kiệm sức lực, dưới mắt cũng chỉ có thể mượn những thứ này nồi chén gáo chậu. Mặc dù hiệu quả kém hơn một ít, nhưng là chữa trị thẩm hải hoa hẳn dư sức có thừa. Thành phố lớn cũng có thành phố lớn khuyết điểm à, Diệp Thần cảm khái nói. Không nói nhiều nói, hắn trực tiếp mở ra bếp điện từ, đem mở tối đa, sau đó đem dược liệu giữ thứ tự bỏ vào trong đó. Bếp điện từ chẳng qua là phụ trợ thêm nóng, chân chính luyện chế vẫn là cần Diệp Thần đan điền chỗ sâu chân khí. Rất nhanh, nồi bên trong liền sôi trào lên, nhưng là Diệp Thần rất rõ ràng, ít nhất phải đem những dược liệu này luyện chế thành hy sền sệt trạng mới tính thành công. Một giờ đã qua, nồi bên trong dược liệu đã đại khái hòa tan, Diệp Thần chán đã bất chấp từng giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Chân khí hao tổn tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Tiếp tục, lại qua một tiếng, nồi đều phải đốt thủng, dược liệu vậy từ vật sền sệt dần dần hội tụ, cuối cùng phân tán hình thành 5 viên hình dáng không quá quy tắc đan dược. Mới 5 viên à, bất quá vậy coi như không tệ. Chủ yếu cái này lò luyện đan không được. Phải nghĩ biện pháp ở phụ cận đây lấy một tòa lò luyện đan, nếu không coi như Chu Nhân Đức nhóm kia thuốc đến, hắn vậy rất khó luyện chế, cũng không thể mỗi lần đều dùng phòng bếp điện từ đi. Diệp Thần nhìn vậy đã đốt thủng nồi cùng với báo hư không sai biệt lắm bếp điện từ, thở dài một hơi. Phải nhanh lên mua một nồi và bếp điện từ tới, nếu không chờ Tôn Di tỉnh lại, lại có phiền toái.
Diệp Thần tùy tiện tìm một không trung chai nước suối đem 5 viên đan dược bỏ vào, mới vừa dự định mở cửa, hắn lại có thể phát hiện Tôn Di đã đứng ở cửa, lại là nghiêng lỗ tai đang trộm nghe. Tôn Di gặp Diệp Thần đi ra, lúng túng ho khan một tiếng, hơn nữa len lén nhìn bên trong một cái. Diệp Thành, cái này ban ngày, một mình ngươi khóa ở phòng bếp làm gì chứ? Bắn máy bay, hi hi, động tĩnh lớn như vậy. Ồ, cái này mùi gì à? Diệp Thần cười một tiếng, ngăn cản ở cửa, giải thích, không có sao, liền nấu thuốc uống. Tôn Di từ đầu đến chân nhìn một cái Diệp Thần, quan tâm nói, người bị thương. Chuyện bao lâu rồi? Nói xong, nàng thân thể hơi một nghiêng, trực tiếp chui vào trong phòng bếp. Khi nàng nhìn thấy trong phòng bếp hết thảy thời điểm, cả người ngây dại. Đây là nấu thuốc. Phòng bếp này thật là giống như là đánh giặc vậy. Mấu chốt đáy nồi lại có thể cũng thông. Nàng mặc dù không nấu qua thuốc, nhưng là nấu thuốc vậy chưa đến nỗi đem đáy nồi biến thành như vậy đi. Diệp Thần, người rốt cuộc đang làm gì vậy? Tôn Di mới vừa hỏi ra miệng, nàng dư quang ngược lại là chú ý tới một viên màu nâu viên thuốc nhỏ. Bởi vì là quá nhỏ, Diệp Thần mình cũng không có chú ý tới. Tôn Di cầm lên viên thuốc, mũi ngửi một cái, một cổ mùi thuốc nồng nặc tấn công tới. Thật đúng là giống như trong tivi đan dược. Nàng liếc một cái Diệp Thần, nói, đây chính là ngươi một buổi chiều ở phòng bếp làm đồ. Không sẽ là cái gì độc dược đi. Đột nhiên, nàng nghĩ tới Diệp Thần trên tay nắm giữ cái gì sơ cấp chú nhan đan phương thuốc, mặc dù không biết hắn là làm sao lấy được, nhưng là căn cứ những cái kia bộ kỹ thuật người tới xem, phương thuốc là chân thực. Nàng theo bản năng nghĩ tới điều gì? Trợn to mắt màu nói, ngươi sẽ không là ở ta trong phòng bếp luyện đan đi. Ta xem ngươi là thật bệnh không nhẹ, đây chẳng lẽ là vậy cái gì sơ cấp chú nhan đan? Diệp Thần lắc đầu một cái, nếu bị phát hiện, chỉ có thể đúng sự thật nói, đây chính là đan dược thông thường, không thể mỹ nhan, nhưng là ăn tiếp vậy không có chuyện gì lớn, có chút bệnh thậm chí lập tức trừ, còn như bệnh nặng mà nói, có thể phải ăn nhiều mấy viên. Ta qua mấy ngày định tìm cái lò luyện đan tốt. Đến lúc đó cho ngươi luyện chế mấy viên, viên này dược liệu quá yếu, ngươi vứt bỏ là được. Tôn Di hoàn toàn phục. Quả nhiên, thằng nhóc này vẫn còn ở đắm chìm cái gì võ hiệp thế giới. Mấy ngày trước nói mình là cái gì thần y, bây giờ lại làm ra một cái luyện đan sư. Ngươi lại không thể thực tế một chút sao? Quá ngây thơ. Ông trời của ta a, Tôn Di thật muốn điên, thế giới này nào có cái gì tiên đan diệu dược, tất cả đều là thổi. Diệp Thần đạt được phương thuốc không giả, dẫu sao đó là tổ tiên lưu lại bảo bối, vẫn là có chút khoa học căn cứ ở bên trong. Nhưng là luyện đan cũng có chút phù khoa liền đi. Còn như đan dược này có thể để cho một ít bệnh thuốc đến hết bệnh, Tôn Di căn bản cũng không tin, có trâu bò như vậy đồ, còn muốn bệnh viện làm mà. Diệp Thần, ngươi ngày mai có rảnh không? Ta chờ một hồi cho ngươi hẹn trước một cái tâm lý bác sĩ, ngươi tiếp tục như vậy nữa, không được à? Rất nguy hiểm, Tôn Di lo lắng nói. Diệp Thần cũng không muốn và Tôn Di lại xé ra đi, vật này đổi người bất kỳ cũng sẽ không tin tưởng. Hắn trực tiếp xoay người ra cửa, ta đi mua nồi, còn như đan dược này, người muốn giữ lại liền giữ lại, không cần liền ném. Chờ Diệp Thần bóng người sau khi biến mất, Tôn Di vừa liếc nhìn lòng bàn tay viên kia cái gọi là đan dược, vừa định vứt bỏ, chẳng biết tại sao, tay lại rụt trở về. Tên này không biết dùng loại vật này đi tiếp tục gạt người đi, không được, ta thứ hai bắt được công ty đi hóa nghiệm một chút, không có độc tốt nhất, nếu như có độc, nàng phải thuyết phục Diệp Thần không muốn lại làm thứ này. Sau đó, Tôn Di đem phòng bếp sửa sang sơ lại, liền ngồi ở trên ghế salon bắt đầu xem hôm nay Ninh Ba Thương Nghiệp báo. Đây là nàng nhiều năm làm thành thói quen. Đột nhiên, nàng tầm mắt liếc đến liền ngày hôm nay qua báo chí ngày tháng, nhớ ra cái gì đó. Lẩm bẩm nói, lập tức là Diệp gia ba người ngày rỗ, phỏng đoán năm nay lại là ta một người đi tế bái đi. Mặc dù ta và bọn họ Diệp gia không có bất kỳ quan hệ, nhưng là có một số việc dù sao phải có người đi làm, Ninh Ba những tên kia không làm, liền do cháu ta Di đi làm đi. Thật ra thì 5 năm trước Vân Hồ Sơn Trang sự kiện kia sau khi phát sinh, nàng đi tìm rất nhiều người, chính là muốn làm rõ Diệp gia bị diệt môn nguyên nhân. Nhưng là không có một người chịu nói cho nàng, tất cả mọi người phản ứng, giống như đặc biệt sợ và Diệp gia dính dấp chung một chỗ. Nàng thậm chí tìm được Diệp Thần thúc thúc,
nhưng là người nọ không những không nói cho nàng sự thật, lại là trực tiếp đem nàng đánh ra. 5 năm qua, nàng thông qua điều tra, đại khái lấy được một ít tin tức. Năm đó, hình như là Diệp Thần phụ thân bởi vì là một chuyện đắc tội một người đến từ kinh thành nhân vật lớn, sau đó vị đại nhân vật kia một tức giận, trực tiếp giết Diệp Thần phụ mẫu. Còn như Diệp Thần chính là bởi vì là trợt chân rơi xuống hồ Đông Tiền, sống chết không biết trước. Diệp Thần té xuống địa phương, nàng đi xem qua, nơi đó nước chảy xiết, té xuống, căn bản không có thể sống sót. Diệp gia đây là tạo nghiệt gì, tốt giỏi một cái gia tộc rơi được loại này kết quả, à. Tôn Di thở dài nói. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thần mới ra liền khu nhà ở Đại Đô, liền phát hiện cửa tiểu khu đậu một chiếc Mercedes-Benz G-Class. Và ban đầu thành Bắc công viên chiếc kia giống nhau như đúc. G-Class bên cạnh dựa vào một cô gái, chính là Thẩm Mộng Giai, giờ phút này nàng đang lo lắng nhìn quanh cái gì. Hôm nay Thẩm Mộng Giai không có đội nón, như mực vậy tóc đen thẳng tả thắt lưng, mặc trên người trước một kiện thật đơn giản áo đầm màu trắng, như tiên vai nữ một vậy. Xe sang và người đẹp hai thứ đồ này đặt chung một chỗ, đủ để nổ tất cả mọi người con ngươi. Bên trong tiểu khu lại là gạt ra một đám nam sinh, không ngừng xì xào bàn tán. Ngươi nói, mỹ nữ kia là đang đợi nam hay là chờ nữ? Đương nhiên là chờ bạn gái thân nha, người ta nhưng mà G-Class à, cái này ít nhất cũng phải mấy triệu đi, hơn nữa căn cứ nghiên cứu điều tra cho ra, nữ sinh mua G-Class giống như là tính cách tương đối mạnh thế, trong nhà lại có tiền, loại này nhà người có tiền đại tiểu thư, sẽ ở chỗ này chờ người đàn ông. Làm sao có thể, một cái mang mắt kiếng mập mạp thần bí hề hề nói, huynh đệ ta sẽ cùng các người tiết lộ, nếu như người đẹp bao dưỡng, phần lớn chỉ biết lái BMW cái này cái nhãn hiệu. Vừa làm ra vẻ lại thích xem, các người nói đúng không? Mập mạp kia phân tích rất có đạo lý, ngay tức thì hấp dẫn một lượng lớn người ái mộ. Mập mạp kia xem người ái mộ nhiều như vậy, nói tiếp, càng nói càng ngoại hạng. Thậm chí từ lối đứng bắt đầu phân tích cô gái có phải hay không xử nữ, đây có thể nghe sau lưng những cái kia ra súc gào khóc. Ngay tại lúc này, Diệp Thần đi tới, nhíu mày một cái, đối với mập mạp kia nói, ta cảm giác người phân tích sai. Rầm 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 rầm, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Thần. Người mập mạp kia đẩy một cái mắt kiếng, khá là định ý nói, tiểu tử ngươi ai à? Ngươi biết ta ngoại hiệu cái gì? Ngự nữ tiểu vương tử. Ta chơi qua người phụ nữ so ngươi ăn rồi cơm còn nhiều hơn. Ngươi có ta hiểu người phụ nữ sao? Diệp Thần lắc đầu một cái, ta không hiểu người phụ nữ, nhưng là ta biết cái đó mặc áo đầm cô gái đang đợi ta, cho nên ngươi suy luận tất cả đều sai. Lời này vừa nói ra, không chỉ mập mạp cười, tất cả mọi người đều cười. Đang đợi ngươi, ha ha, ngươi cũng không gì tán gái chiếu ngươi vậy tướng gấu. Người ta G-Class người đẹp sẽ chờ một mình ngươi đống cặn bã. Cười ngạo ta. Chỉ bằng ngươi loại này điều ti, nếu như mỹ nữ kia chờ ngươi, ta livestream chặt treo. Mập mạp đưa tay ra thề thành khẩn nói. Đối mặt chung quanh giễu cợt, Diệp Thần cũng lười để ý, trực tiếp hướng Thẩm Mộng Giai đi tới. Mọi người gặp Diệp Thần thật không biết xấu hổ đi tới, nhất thời một bộ biểu tình xem kịch vui. Loại đàn bà này vậy đều có bối cảnh. Nếu như tự tiện bắt chuyện và trêu đùa, chết như thế nào cũng không biết. G-Class bên cạnh Thẩm Mộng Giai tự nhiên cũng là phát hiện Diệp Thần, nàng khẩn trương lòng không khỏi rơi xuống đất. Nếu như Diệp Thần không xuất hiện, cũng hoặc là trễ mấy giờ xuất hiện, nàng phụ thân liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phụ thân thậm chí giao phó nàng, ở mời Diệp Thần thời điểm, nhất định phải đem tư thái thả vào thấp nhất. Không nghĩ nhiều nữa, nàng bước chậm nghênh đón. Lại là hướng Diệp Thần được rồi một cái lễ, cung kính nói, Diệp tiên sinh, ngài khỏe, ta. Nàng vừa định nói một ít lời khách sáo, Diệp Thần liền khoát tay một cái nói, mang ta đi Thẩm ra đi, ta phỏng đoán Thẩm Hải Hoa nhất định vội muốn chết đi. Thẩm Mộng Giai sắc mặt đỏ một cái, vội vàng chủ động cho Diệp Thần mở cửa xe, nhẹ giọng nói, Diệp tiên sinh, mời. Nàng nói mỗi một câu nói đều cẩn thận, đây là nàng nhiều năm như vậy chưa bao giờ có. Rất sợ ở nơi nào đắc tội Diệp Thần. Mặc dù Diệp Thần trên mình không có bất kỳ khí thế, nhưng là nàng luôn cảm giác một cổ vô hình uy áp che lấp mình. Chờ Diệp Thần ngồi yên sau đó, Thẩm Mộng Giai mới lên xe,
cả người như chút được gánh nặng. G-Class chậm rãi rời đi tiểu khu. Giờ khắc này, đám kia mới vừa rồi đang thảo luận người hoàn toàn hóa đá. Bọn họ vốn là chờ xem thằng nhóc kia bêu xấu, kết quả không nghĩ tới, thằng nhóc kia thật lên xe. Mấu chốt toàn bộ quá trình cái đó G-Class người đẹp còn khom lưng khuỵu gối, giống như cổ đại có nô tỳ hầu hạ đại nhân vậy. Cầm cỏ, cái quỷ gì à? Đầu năm nay người đẹp cũng cái này miệng tốt. Cái này, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Chấm, một nam sinh yếu ớt nói. Ta nhớ được mới vừa rồi thật giống như ai nói muốn chặt treo tới. Vị kia chặt treo huynh đi đâu? Đúng, vị kia ngự nữ vô số chặt treo huynh đâu? Mập mạp sắc mặt đỏ ửng, cũng không để ý đám người kia phản ứng gì, áo não rời đi. Nửa giờ sau đó, Ninh Ba thẩm ra. Diệp Thần xuống xe, hắn phát hiện cơ hồ thẩm ra tất cả mọi người đều tới đón tiếp, khá là hưng sư động chúng. Thẩm Hải Hoa lại là một bước tiến lên, sắc mặt kích động nói, Diệp tiên sinh, ngày cuối cùng cũng tới, ta ngày hôm qua một đêm không ngủ, rất sợ đây là ta sau cùng mấy giờ. Ngài nếu là trễ nữa mấy giờ, ta có thể đều phải chuẩn bị hậu sự. Thẩm Mộng Giai mẫu thân cũng là khá là cung kính đều nói, Diệp tiên sinh, người có chưa từng ăn qua điểm tâm, ta mới vừa để cho người làm chuẩn bị sớm một chút. Diệp Thần thật không chịu nổi nhiều người như vậy nhiệt tình, nói thẳng, đi lầu 2 đi, ta cho ngươi trị liệu, mấy giây liền tốt. Nghe được mấy giây, tất cả mọi người khóe miệng giật giật một cái. Nào có nhanh như vậy trị liệu? Thần y cũng không hẳn vọng văn vấn thiết sao? Nếu như không phải là ngày đó thấy được Diệp Thần khủng bố, người Trầm ra phỏng đoán sớm đem Diệp Thần làm bệnh thần kinh đánh ra ngoài. Thẩm Hải Hoa không xác định nói, Diệp tiên sinh, người chắc chắn, mấy giây. Châm cứu vậy không nhanh như vậy chứ. Diệp Thần xem thường nói, cái gì cũng không dùng, thôi, cũng không cần đi lầu 2, trực tiếp ở chỗ này tiến hành giai đoạn thứ 2 chữa trị đi. Mọi người hơn nữa bối rối, cái này chữa bệnh cũng quá trò đùa đi. Diệp tiên sinh, không muốn nằm xuống sao. Thẩm Hải Hoa tim thật có chút không chịu nổi, thanh âm run rẩy nói. Không cần. Diệp tiên sinh. Vậy phải ta làm gì? Thẩm Hải Hoa nói. Há mồm ra là được. Thẩm Hải Hoa cho dù nghi ngờ, cũng chỉ có thể nghe lời há hốc miệng ra. Một giây kế tiếp, chỉ gặp Diệp Thần từ trong túi cầm ra một cái nhăn nhúm nặn liệu bình, sau đó mở nắp bình ra, từ bên trong đổ ra 5 viên đen thui đồ. Tới, toàn bộ ăn tiếp. Thẩm ra mọi người khi thấy vậy nhăn nhúm chai nước suối. Cùng với vậy không biết lai lịch ra sao viên thuốc màu đen đầu óc trống rỗng. Vật này thật có thể ăn không? Có sạch sẽ hay không cũng là một cái vấn đề. Coi như không bệnh, ăn vật này cũng phải bị bệnh à. Nhưng là không có một người dám ra đây ngăn cản Diệp Thần, bởi vì là bọn họ biết, dõi mắt toàn bộ Hoa Hạ, chỉ có trước mắt thiếu niên có thể cứu Thẩm Hải Hoa. Thẩm Hải Hoa nhìn vậy 5 viên thuốc, nuốt nước miếng một cái, muốn nói cái gì? Vẫn còn là không nói ra miệng. Hắn không sợ viên thuốc này có vấn đề. Hắn sợ chọc giận trước mặt Diệp Thần à. Cái này có thể nắm trong tay tánh mạng hắn người đàn ông. Người rốt cuộc có ăn hay không, không ăn, ta liền cầm đi. Chấm, Diệp Thần gặp đối phương còn do dự, lên tiếng nói. Hắn mới vừa dự định lấy đi đan dược, Thẩm Hải Hoa liền kích động nói, Diệp tiên sinh, ta ăn. Ta ăn. Dù sao cũng đừng lấy đi. Nói xong, cũng không để ý đan dược này có vấn đề hay không, trực tiếp một cổ não nhi cầm tới, nhắm hai mắt lại, nuốt xuống. Nuốt xuống nháy mắt, một cổ đậm đà dược liệu tràn ra mở. Thẩm Hải Hoa tựa như cảm giác được toàn thân bị một dòng nước ấm bọc, cả người đều có trước đó chưa từng có thoải mái. Cái này, loại cảm giác này, hắn chưa bao giờ hưởng thụ qua. Hắn càng không cách nào dùng lời nói miêu tả. Thậm chí so tình yêu nam nữ loại cảm giác đó còn cường liệt hơn. Ừ tương đương. Thẩm Hải Hoa một cái người đàn ông hơn 50 tuổi lại không nhịn được rên rỉ đứng lên. Thời khắc này hắn căn bản không quản lại có bao nhiêu người nhìn. Hắn chính là muốn biểu đạt ra ngoài. Dần dần, hắn thậm chí phát hiện những năm này trên mình một mực kéo dài đau đớn ý cũng tiêu trừ. Toàn bộ tiêu trừ. Hắn mở mắt ra. Phát hiện cả thế giới đều là vô cùng sáng ngời, giống như tân sinh. Cái này, đây là... Thẩm Hải Hoa hốc mắt đỏ.
không có ai biết giờ phút này hắn trong lòng thao ý trời. Hắn không để ý chút nào cùng đưa tay ra, gắt gao nắm chặt Diệp Thần. Hắn mặc dù không biết Diệp Thần cho hắn ăn vào là thứ gì. Nhưng là như vậy kỳ hiệu, coi như là nói tiên đan cũng không quá đáng. Một tiếng, Thẩm Hải Hoa trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước mặt. Diệp tiên sinh, xin nhận ta Thẩm Hải Hoa một bái, từ hôm nay trở đi, ngài chính là ta Thẩm Hải Hoa sống lại phụ mẫu. Thẩm Hải Hoa cao ngạo, uy nghiêm của hắn, vào giờ khắc này toàn bộ đánh nát ở Diệp Thần trước mặt. Một màn này, đánh thẳng vào tầm mắt mọi người. Thẩm Mẫu nán lại. Thẩm Mộng Giai theo bản năng che miệng. Thẩm ra mọi người diễn cảm tất cả đều giống như gặp quỷ vậy. Thẩm Hải Hoa là ai? Đây chính là tập đoàn Bắc Danh Tổng Giám Đốc, Ninh Ba Đại Hội đại biểu nhân dân, hắn trên đầu chức vụ nhiều đếm không hết. Nhiều năm như vậy, bọn họ chưa bao giờ gặp qua Thẩm Hải Hoa chảy qua một giọt nước mắt. Càng không có gặp qua Thẩm Hải Hoa quỳ xuống trước mặt người khác. Nhưng là những thứ này tất cả không thể nào cũng phát sinh ở bọn họ trước mắt. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cái đó có chút lạnh tuấn người đàn ông này kết quả có cái gì ma lực, để cho một cái quyền thế như vậy người đàn ông cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Diệp Thần trên cao nhìn xuống nhìn một cái Thẩm Hải Hoa, gật đầu một cái, đứng lên đi, ngươi không cần phải cảm ơn ta, ta cầm tiền cứu người, ngươi được tiền, chúng ta chẳng qua là đổi trác quan hệ. Thẩm Hải Hoa phát hiện mình có chút thất thố, vội vàng dùng tay áo lau sạch nước mắt, đứng lên, sau đó từ trong túi lấy ra một bản thẻ ngân hàng cùng với một cái chìa khóa. Diệp tiên sinh, đây là ngươi tiền xem bệnh, mật mã là 66, còn có cái chìa khóa này, là ta Trầm Mỗ ở khu nhà ở Đại Đô bên cạnh mua sắm một nơi bất động sản, chỗ này bất động sản một mực để không, lãng phí cũng là lãng phí, xin Diệp tiên sinh vui vẻ nhận, địa chỉ ở chìa khóa phía sau. Diệp Thần suy tư một chút, vẫn là cũng nhận lấy. Hắn bây giờ quả thật cần một căn hộ, chờ một hồi còn muốn đi Đức Nhân Đường lấy chút dược liệu, phỏng đoán số lượng không nhỏ, cũng không thể lại trở về khu nhà ở Đại Đô. Hơn nữa luyện chế dược liệu cũng không thể cứ đặt ở Tôn Di phòng bếp, quá chướng mắt. Dưới mắt Thẩm Hải Hoa đưa ra chìa khóa vừa vặn có thể giải quyết hắn lửa xém lông mày. Loại vật này tại sao không nhận? Một căn hộ nhiều lắm là mấy triệu, và tiền xem bệnh so sánh chẳng qua là chín châu một lông mà thôi. Thẩm Hải Hoa gặp Diệp Thần cũng đón nhận, không khỏi thở dài một hơi. Hắn là thương nhân, hắn chú trọng lợi ích, cũng có ánh mắt lâu dài, hắn biết Diệp Thần như vậy kỳ nhân, ý vị như thế nào. Hắn có thể trị hết mình tuyệt chứng, tự nhiên vậy có thể trị hết những người khác bệnh. Cái này những người khác ẩn chứa ý nghĩa thì càng rộng. Nhỏ như chính phủ người lãnh đạo, lớn đến nước lớn đầu não. Loại người này nếu như lúc này không kết giao, lại muốn lúc nào? Dĩ nhiên, hắn không nhận là một cái chìa khóa là có thể lấy được tín nhiệm của đối phương, con đường này rất lâu. Hắn đột nhiên nhìn về phía con gái mình, Thẩm Mộng Giai thành tựu Thẩm gia con cưng, bất luận xinh đẹp và vóc người ở Ninh Ba cũng có thể xếp ở hàng đầu. Anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Nếu như có cần thiết, hắn Thẩm Hải Hoa sẽ không chút do dự đem nữ nhi đưa cho trước mặt người đàn ông này. Chẳng qua là, hắn không biết Diệp Thần xem không để ý con gái mình, cái này thì muốn thăm con gái phúc phận. Diệp tiên sinh, không biết buổi trưa có thể hay không mời ngươi ăn một bữa cơm, ta nghĩ xong hảo cảm cảm ơn ngươi, không có ý tứ gì khác, Thẩm Hải Hoa mở miệng nói. Diệp Thần ghét nhất loại này bữa cơm, tự nhiên cự tuyệt nói ta còn có việc cần xử lý. Ăn cơm thì không cần, mấy ngày nay ngươi nhớ được ăn thanh đạm một ít, đan dược còn cần mấy ngày hoàn toàn dung nhập vào ngươi thân thể, còn như ngươi bệnh, sẽ không có vấn đề quá lớn, chúng ta bây giờ đến đây chấm dứt. Diệp Thần nói xong, vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lần này hắn tới Ninh Ba, trừ báo thù, còn muốn đoạt lại phụ thân năm đó một tay chế tập đoàn Thiên Chính, cái này dù sao cũng là tâm huyết của phụ thân. Hắn loáng thoáng nhớ được. Lúc đó tập đoàn Thiên Chính đã xuống dốc, ở Diệp gia xảy ra chuyện sau đó, càng bị vô số xí nghiệp xâm chiếm. Mấy ngày nay hắn vậy thử nghiệm từ trên mạng biết rõ tập đoàn Thiên Chính tung tích, cũng không có được thực chất tin tức, mà dưới mắt, Thẩm Hải Hoa thành tựu Ninh Ba Bắc Lôn tập đoàn người sáng lập, đối với Ninh Ba buôn bán hoàn cảnh khẳng định so với người bất kỳ đều biết. Hỏi hắn không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn.
Giữa lúc Thẩm Hải Hoa đắm chìm trong bị cự tuyệt thất vọng lúc đó, Diệp Thần lại dừng bước, xoay người đối với Thẩm Hải Hoa nói, ngươi cũng coi là ta Diệp Thần khai trương trị liệu bệnh nhân thứ nhất. Như vậy đi, ta mời ngươi ăn cơm, địa điểm ta tới định, thời gian sao, liền định ở tối mai, ngươi có thì giờ rảnh không? Lời này vừa nói ra, Thẩm Hải Hoa kích động đầu lưỡi đều phải đả kết, thật vất vả kịp phản ứng, vội vàng đáp ứng nói, có thời gian, toàn nghe Diệp tiên sinh. Vậy gọi điện thoại cho ta đi, ta thông báo các người, Diệp Thần nói. Thẩm Hải Hoa biết mình là tới vận chuyển, vội vàng phân phó Thẩm Mộng Giai nói, Mộng Giai, còn không đem người điện thoại cho Diệp tiên sinh. Tại sao là ta điện thoại? Thẩm Mộng Giai mới vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện phụ thân trợn mắt nhìn mình một cái, nàng chỉ có thể tìm tới giấy bút, viết dưới mình số điện thoại đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần nhìn một cái điện thoại, liền hướng cửa đi tới. Mộng Giai, còn không đi đưa một chút Diệp tiên sinh. Chấm, Thẩm Hải Hoa phân phó nói. Tại sao lại là ta? Chấm, Thẩm Mộng Giai có chút không vui, làm sao cảm giác nàng là người giúp việc vậy? Không cần đưa, ta đi ra ngoài đón xe. Diệp Thần lưu lại một câu nói, liền biến mất ở tầm mắt mọi người. Chờ Diệp Thần sau khi rời đi, Thẩm Mộng Giai đi thẳng tới Thẩm Hải Hoa bên người, nắm kéo quần áo, quyệt miệng nói. Ba, ta làm sao cảm giác ngươi tận lực ở kết hợp ta và Diệp Thần đâu? Tại sao phải lưu ta điện thoại, thì tại sao muốn ta đưa, hừ. Coi như nàng chữa hết ngươi, ngươi vậy không cần phải đem ta đẩy ra ngoài nha, chúng ta nhưng mà trả tiền. Thẩm Mộng Giai vốn lấy là mình có thể thoát đi gia tộc quan hệ thông gia tục bộ, Thẩm Hải Hoa đã từng vậy đáp ứng nàng, không biết nhúng tay nàng hôn ước, bây giờ Diệp Thần xuất hiện, đem trận cước của nàng toàn bộ làm rối loạn. Ý của phụ thân nàng làm sao xem không hiểu. Thẩm Hải Hoa hai tay thả ở sau lưng, như cũng nhìn chằm chằm Diệp Thần Viễn đi phương hướng. Hồi lâu, hắn mới nhìn về phía Thẩm Mộng Giai, nhu hòa nói, Mộng Giai, người cảm thấy Diệp tiên sinh như thế nào? Thẩm Mộng Giai bị bất thình lình vấn đề, gây ra gương mặt đỏ đỏ. Diệp Thần nói đẹp trai, dáng dấp vậy quả thật không tệ, càng là có một loại vô hình khí chất. Còn như năng lực, liền bệnh của phụ thân cũng có thể trị hết, tự nhiên không kém. Tạm được đi, cũng là như vậy, ta biết so hắn ưu tú chàng trai tài tuấn nhiều đi. Thẩm Hải Hoa nghe được câu này thiếu chút nữa đưa tay ra bỏ rơi Thẩm Mộng Giai một cái tát. Chàng trai tài tuấn, lão tử nói cho ngươi, ngươi biết những con chó kia dám chàng trai tài tuấn ở Diệp tiên sinh trước mặt liền sách giày cũng không xứng. Nghe được câu này, Thẩm Mộng Giai có chút bối rối. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được phụ thân dùng loại giọng nói này nói chuyện. Mình biết những người đó ở Diệp Thần trước mặt liền sách giày cũng không xứng. Đùa gì thế? Diệp Thần nhiều lắm là y thuật được mà thôi, bàn về thân thế, luận đàm ói, hắn có thể so sánh qua những cái kia từ nhỏ liền bị tốt đẹp giáo dục người. Căn bản không có thể. Thẩm Mộng Giai đột nhiên nghĩ đến cái gì, phản bác Lục Khải ca ca chẳng lẽ vậy không sánh bằng Diệp Thần. Lục Khải từ nhỏ đến lớn chính là trong vòng truyền thuyết vậy tồn tại, tiểu học, trung học cơ sở, trực tiếp nhảy cấp, 16 tuổi liền bắt lại tỉnh Chiết Giang thi vào trường đại học Tráng Nguyên. Trực tiếp tiến vào Đại học Bắc Kinh học thêm, lúc ấy còn bị dự là hoa hạ thần đồng, 19 tuổi trực tiếp ra công nghiên cứu Đại học Stanford thạc sĩ, dương cầm cấp 10, cờ vây chuyên nghiệp 8 đoạn. Còn như bối cảnh gia đình cường đại hơn, Lục gia nhưng mà Ninh Ba một trong ba đại gia tộc. Vẫn là trung y thế gia. Lục Khải ở Ninh Ba cơ hồ là thiên chi kiêu tử vậy tồn tại, vô số người ngửa mặt trông lên. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân mỗi lần ăn cơm cũng biết khen đến người này. Lại là nhiều lần dùng nhân trung long phượng cái từ này tỉ dụ. Thẩm Mộng Giai còn không tin, loại người này vậy kém hơn Diệp Thần. Quả nhiên, Thẩm Hải Hoa không có nói chuyện, hắn trầm tư mấy giây, mở miệng nói. Lục Khải ở Ninh Ba đúng là số một số hai tồn tại, nhưng là như thật muốn so với. Hắn dừng lại một giây, tiếp tục nói hắn cả đời này, chỉ có ngửa mặt trông lên Diệp Thần quyền lợi. Mộng Giai, người bị ta một mực bảo vệ rất tốt, cho nên người căn bản không biết cái thế giới này lột ra tầng kia lộng lẫy áo khoác sau đó là như thế nào, nó là bóng tối, nó là bẩn thỉu, nó lại là máu tanh. Thế giới như vậy, chỉ có một loại người có thể sống rất tốt. Vậy chính là cường giả.
Bọn họ nắm trong tay cái thế giới này 80% tài nguyên. Bọn họ vẫy tay bây giờ là có thể hủy diệt chúng ta Thẩm gia. Bọn họ đứng tại thế giới chỗ cao nhất xem chúng ta như con kiến hôi. Như ở trước mắt ai. Nhưng là, hắn Diệp Thần và chúng ta không giống nhau. Hắn không phải con kiến hôi, càng không phải là bụi bặm. Hắn là có thể quyết định những cường giả này sinh tử tồn tại. Nếu như những cường giả kia là từng ngọn cao không thể leo tới dãy núi. Mà Diệp Thần, chính là cái này vô số ngọn núi loan đỉnh đầu thương khung. Thẩm Hải Hoa nói như sấm ở Thẩm Mộng Giai vang lên bên tai, đầu nàng ra tóc nhám, nàng cả người đầu óc trống rỗng, nàng thế giới quan bắt đầu sụp đổ, nàng đầu óc bên trong chỉ có Diệp Thần bóng người. Đức Nhân Đường. Diệp Thần xuống xe taxi, Chu Nhân Đức sớm sẽ ở cửa chờ hậu. Diệp tiên sinh, ngày cuối cùng cũng tới, ban đầu ngươi đi cũng không có lưu điện thoại, ta còn sợ ngài quên đâu, có chút dược liệu là vừa từ Vân Nam bên kia vận tới, rất tươi. Dược liệu thật tốt. Chu Nhân Đức bước nhanh đi lên, hắn phát hiện Diệp Thần không có lắp thêm xe ngược lại có chút bất ngờ. Dựa theo Diệp Thần võ đạo thực lực, hoàn toàn có thể có một chiếc xe sang thay đi bộ, bất quá cái này là đối phương chuyện riêng, hắn vậy không cần phải hỏi nhiều. Diệp Thần nhìn một cái Chu Nhân Đức, gật đầu nói, dược liệu ở nơi nào, mang ta đi xem. Diệp tiên sinh, mời cùng ta tới. Chu Nhân Đức mang Diệp Thần trực tiếp xuyên qua phòng khách, sau khi đi tới viện. Hậu viện rậm rạp chằng chịt bày đầy dược liệu, nếu như đơn thuần dùng sức nặng tới tính toán, chắc có 100 kg chừng. Diệp Thần kiểm tra một chút những dược liệu này, bất kể là niên đại vẫn là tươi trình độ, đều vượt xa hắn trong lòng suy nghĩ, hắn không khỏi coi trọng Chu Nhân Đức mấy phần. Chu lão, có lòng, Diệp Thần chắp tay một cái, sau đó đưa ra một bản thẻ. Còn lao Chu lão giúp ta thanh coi một cái giá cả, giá thị trường là được. Chu Nhân Đức mặc dù rất muốn đem cái này phi dược liệu đưa cho Diệp Thần, nhưng là hắn biết đối phương vậy sẽ không đồng ý, vì vậy liền trực tiếp mở ra một cái giá thấp, Diệp tiên sinh, cho chúng ta Đức Nhân Đường 5 triệu là được. Hắn thực tế đi vào cái này phi dược liệu, tính luôn sức người đem gần chục triệu. Bên trong có mấy vị thuốc lại là ở núi Trường Bạch chỗ sâu hiếm thấy, giá trị văn hoa. Diệp Thần cũng là đoán được Chu Nhân Đức sẽ thua thiệt bản bán cho mình, hắn không có nói gì nhiều, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ đem người này tình trả lại. Rầm rầm hoàn thẻ, Diệp Thần cho Chu Nhân Đức một cái địa chỉ, để cho hắn phái xe buổi chiều 3 giờ đúng lúc đưa đến. Đúng rồi, Chu lão, ta có cái sự việc muốn hướng người hỏi ý kiến một chút, Diệp Thần đột nhiên mở miệng nói. Diệp tiên sinh mời nói. Chu lão. Người có biết Ninh Ba nơi nào có lò luyện đan có thể mua? Diệp Thần chân thực không muốn dùng bếp điện từ luyện đan, hiệu quả chân thực quá kém. Chu Nhân Đức vừa nghe đến lò luyện đan trong mắt bỗng nhiên co rúm một cái, diễn cảm cũng trở nên có chút kinh ngạc. Diệp tiên sinh, ngài chẳng lẽ biết luyện đan? Hắn thanh âm rất là run rẩy, giống như nghe được cái gì chuyện quỷ dị tình vậy. Chu Nhân Đức như vậy kinh ngạc là có nguyên nhân. Bởi vì là Hoa Hạ luyện đan sư đã sớm biến mất hơn ngàn năm. Luyện đan sư đây chính là trong truyền thuyết mới phải xuất hiện từ ngữ à. Mặc dù trên thị trường lưu truyền một ít đan dược, nhưng là những đan dược kia phần lớn là ngàn năm trước lưu truyền xuống, vô cùng chân quý. Có chút đan dược thậm chí có thể đấu giá được mấy trăm triệu. Đây hoàn toàn là có giá cả vô giá tồn tại. Chu Nhân Đức sẽ liên lạc lại đến Diệp Thần mua sắm nhiều như vậy dược vật. Thật có khả năng là luyện đan. Hắn nội tâm tung lên sóng gió kinh hoàng, muốn cưỡng ép đè xuống khiếp sợ, phát hiện cũng là phí công. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần chờ đợi hắn câu trả lời. Diệp Thần trong mắt híp lại, mấy giây sau đó, mới cười cười nói, Chu lão, người đùa gì thế đâu, ta làm sao biết luyện đan, ta chỉ bất quá có loại này siêu tầm yêu thích mà thôi. Hắn từ Chu Nhân Đức phản ứng trong liền nhìn ra luyện đan chuyện này tuyệt đối không thể bị người phát hiện, tự nhiên không biết ngây ngốc thừa nhận. Chu lão nghe được câu này, hoặc nhiều hoặc ít có chút thất lạc. Nếu như trước mặt Diệp Thần thật là luyện đan sư nói, hắn có thể sẽ lập tức chạy tới tỉnh Chiết Giang Chu gia bẩm báo chuyện này, càng làm cho Chu mỗi gia chủ tự mình tới tranh thủ Diệp Thần. Bởi vì là luyện đan sư đối với Hoa Hạ võ đạo gia tộc mà nói, quá chân quý. Gia tộc nào có thể nắm trong tay luyện đan sư, không tới 3 năm, tất
tất nhiên thành là Hoa Hạ gia tộc cao cấp. Diệp Thần gặp Chu lão có chút thất thần, phất phất tay, nhắc nhở Chu lão, người vẫn còn ở nghe sao? Chu lão cái này tài hoãn quá thần, cười một tiếng, Diệp tiên sinh, nếu như đơn thuần là cất giữ nói ngược lại là có thể đi thị trường đồ cổ đụng đụng ngọn gió, Ninh Ba lớn nhất thị trường đồ cổ ở Tiền Giang đường số 2, nhưng là nếu như Diệp tiên sinh đối với chân chính lò luyện đan cảm thấy hứng thú, ngược lại là có thể tham gia hội đấu giá. Hội đấu giá lên món đồ đấu giá phần lớn do phe bán đấu giá khảo hạch qua, chỉ có tiền, tất nhiên có thể quay chụp mến yêu vật, thậm chí liền 10.000 năm trước đồ cũng có thể lấy được. Xin hỏi Diệp tiên sinh, ngài là trước vẫn là người sau? Diệp Thần mặc dù có bí pháp giám định đồ cổ, nhưng là thị trường đồ cổ hàng giả chiếm đa số, thật đi tìm, như mò kim đáy biển vậy, dưới mắt, hội đấu giá không thể nghi ngờ là cao nhất lựa chọn. Chu lão, ta quan tâm hơn hội đấu giá, Diệp Thần đúng sự thật nói. Chu lão gật đầu một cái, tiếp tục nói, nếu Diệp tiên sinh muốn đi hội đấu giá, vừa vặn, 5 ngày sau đó, ở Ninh 3000 Hy khách sạn có một tràng lớn hội đấu giá, Chu gia ta vừa vặn bị mời, nếu không, đến lúc đó Diệp tiên sinh theo chúng ta cùng đi. Vậy làm phiền Chu lão. Diệp Thần chắp tay, sau đó hắn lại nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói, Chu lão, ngày hôm nay tại sao không có thấy cháu gái của ngươi? Chu lão không nghĩ tới Diệp Thần sẽ hỏi lên Chu Tử Huyên sự việc, xem ra cái này Diệp tiên sinh cũng không phải bất cận nhân tình tồn tại. Có chút không khéo, Tử Huyên ngày hôm nay vừa vặn cùng hắn sư phụ đi ra ngoài leo núi, chậm chút mới có thể trở về, vốn là ta còn chuẩn bị để cho Tử Huyên hướng Diệp tiên sinh dâng trà nói xin lỗi, nếu không Diệp tiên sinh ở chỗ này ăn bữa cơm chờ một chút. Diệp Thần tự nhiên không thể nào ở nơi này chờ, hắn trực tiếp đứng lên, vòng vo một vòng, tìm được một bản ngày hôm qua Ninh Ba báo chiều. Chu lão, tờ báo này vô dụng đi. Vô dụng, Diệp tiên sinh, ngài là muốn. Chu lão, có hay không bút? Có, Diệp tiên sinh, chờ một chút. Không lâu lắm, Chu lão cầm tới một chi bút đen đưa cho Diệp Thần, hắn thật ra thì bên trong lòng có chút nghi ngờ. Không biết rõ Diệp Thần đây cũng là báo lại là bút, trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Chỉ gặp Diệp Thần cầm bút, trực tiếp trên báo chí chỗ trống, lưu loát viết mấy hàng chữ, sau đó lại là ở bên cạnh vẽ một người thể giản đồ, cùng với một ít không giải thích được đường dây. Hoàn thành hết thảy các thứ này, Diệp Thần liền đem báo khép lại, đưa cho Chu Nhân Đức. Chu lão, chờ ngươi cháu gái sau khi trở lại, nhớ phải đem cái này tờ báo cho nàng. Nàng sau khi xem tự nhiên biết, còn nữa, buổi chiều 3 giờ đừng quên đưa nguyên liệu thuốc tới đây. Diệp Thần giao phó xong, liền đi ra bên ngoài, không sai biệt lắm buổi trưa, không biết Tôn Di ngày hôm nay làm vài món thức ăn. Chờ Diệp Thần sau khi rời đi, Chu Nhân Đức chau mày mở ra báo, nhưng là bất kể làm sao xem, cũng xem không hiểu Diệp Thần qua báo chí viết là thứ gì. Hắn từ nhỏ đến lớn đều cùng dược liệu giao tiếp, mặc dù gặp qua võ đạo cao thủ. Nhưng là căn bản không biết võ đạo cao thủ là tu luyện như thế nào. Được rồi, chờ Tử Huyên trở lại hãng nói đi. 10 phút sau đó, người mặc màu hồng đồ thể thao Chu Tử Huyên và một vị ông già đi vào Đức Nhân Đường. Ông già người mặc một bộ đồ màu xám cho, giày một đôi màu nâu giày thể thao, rất là gầy gò, vóc người thẳng, nhàn nhạt mi mau hạ, một đôi từ thiện ánh mắt lấp lánh có thần. Chu Nhân Đức thấy ông già vội vàng chào hỏi, lão Tần. Lại mang Tử Huyên đi tu luyện liền à, con bé này quá ham chơi, khẳng định lại cho ngươi làm loạn thêm đi. Chu Tử Huyên không vui, ra ra, ngươi là ý gì, ta ở ngươi trong mắt chính là cái loại đó thêm loạn người sao? Chu Nhân Đức trừng mắt một cái Chu Tử Huyên mắng, chuyện chính ngươi làm, mình còn không biết sao. Lần trước đắc tội Diệp Thần, ta ngày hôm qua sẽ để cho ngươi lưu lại cho Diệp Thần bồi tội, kết quả ngươi sáng sớm liền cùng sư phụ ngươi đi leo núi. Nếu như không phải là xem ở lão Tần mặt mũi, ta sớm đánh ngươi. Chu Tử Huyên vừa nghe đến Diệp Thần tên chữ, cả người cũng đầu lớn lên. Từ lần trước sự kiện kia sau khi phát sinh, Gia Gia liền cả ngày lẫn đêm lẩm bẩm cái đó Diệp Thần, nàng phiền cũng phiền chết. Diệp Thần không phải sẽ điểm ba chân mèo công phu sao, còn như đem hắn như vậy sùng bái. Còn cái gì võ đạo tông sư, chỉ bằng hắn, ha ha. Nàng trong lòng chỉ có một võ đạo tông sư, vậy chính là nàng sư phụ. Ngày hôm nay ở trên núi tu luyện,
nàng thậm chí thấy được sư phụ một trưởng cách không chém gãy liền một viên cây lớn. Đây có thể so với kia chó má Diệp Thần lợi hại hơn. Chu Nhân Đức nhắc tới Diệp Thần, không khỏi nghĩ tới đối phương giao phó, vội vàng từ đi ra sau lấy tới vậy tờ báo, trực tiếp đưa cho Chu Tử Huyên. Tử Huyên, đây là Diệp Thần để cho ta giao cho ngươi, phía trên đồ ta cũng xem không hiểu, ngươi nghiên cứu một chút. Chu Tử Huyên nhìn lướt qua cái đó báo, hừ lạnh nói, tên kia sẽ lòng tốt như vậy đưa ta đồ. Ta còn tưởng rằng là gì đây, đây không phải là ngày hôm qua Ninh Ba báo chiều sao. Hừ, hắn rốt cuộc có ý gì, là nói ta kiến thức nông cạn, để cho ta đọc nhiều báo sao. Đây là biến hình đang chửi ta, khốn kiếp. Chu Tử Huyên tức giận trực tiếp đem báo cuốn lại, ném vào trong thùng rác. Nhặt lên cho ta, hắn viết đồ ở bên trong. Chu Nhân Đức không nói hai lời trực tiếp từ bên cạnh rút ra một cây gậy muốn động thủ, hiển nhiên rất là tức giận. Bất đắc dĩ, Chu Tử Huyên chỉ có thể bất đắc dĩ từ thùng rác đem báo nhặt lên, mở ra nhìn lướt qua, quả thật có chữ và hình vẽ, nhưng là nàng vậy căn bản xem không hiểu cái gì ý nghĩa. Cái này Diệp Thần viết cái gì cứt chó à, còn nhất định phải cho ta xem. Thật là người bị bệnh thần kinh. Nói xong, Chu Tử Huyên liền định đem báo vào thành một cục vứt bỏ. Nhưng là đột nhiên bên tai một đạo dày chi tiếng vang lên. Chờ một chút. Lên tiếng chính là Tần Lão. Sư phụ, người đây là ý gì? Còn không chờ Chu Tử Huyên phản ứng, Tần Lão trực tiếp đoạt lấy vậy tờ báo, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy Diệp Thần lưu lại chữ viết và hình vẽ. Hắn chân mày khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra. Đến cuối cùng mặt đầy lại là hoảng sợ. Thấy một màn này, Chu Nhân Đức và Chu Tử Huyên sắc mặt đều có chút cổ quái. Sư phụ, thế nào? Lão Tần, người có phải hay không phát hiện cái gì? Tần Lão không để ý đến bọn họ, trực tiếp ngồi xếp bằng, ngồi ở sàn nhà trên, hai tròng mắt giam, tựa như đang tu luyện. Sư phụ, sàn nhà này rất dơ à? Người luyện công cũng không gấp cái này tạm thời đi. Chấm, Chu Tử Huyên nhắc nhở. Tần Lão vẫn không có để ý tới. 5 phút sau đó, Tần Lão đột nhiên mở mắt ra, một chưởng vỗ trên sàn nhà trên, một cổ nhàn nhạt đợt khí lại từ bàn tay tràn ra. Bành! Đồng thời mặt đất lại có thể nứt ra. Một cái 1 mét sâu lõm xuống bỗng nhiên tạo thành, những đất kia bản cũng là ngay tức thì trở thành bột. Một màn này trực tiếp đem tất cả mọi người hù thảm. Động tĩnh này cũng quá lớn. Đột nhiên, Chu Tử Huyên phát hiện cái gì, kinh hô, sư phụ, ngài. Ngài lại có thể đột phá. Chúc mừng sư phụ. Lão Tần đứng lên, thở ra một ngụm chọc khí. Một giây kế tiếp, hắn tròng mắt mở ra, hai tròng mắt lại tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, vậy tràn đầy nếp nhăn trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Hắn nhìn về phía Chu Nhân Đức, bắt lại tay hắn, lão Chu, tờ báo này. Tờ báo này xuất từ tay người nào? Mang, nhất định phải mang ta gặp hắn. Hắn là ta Tần Viễn Minh ân nhân. Hắn thanh âm vô cùng run rẩy, thậm chí bởi vì là kích động, đem Chu Nhân Đức tay cũng nặn thanh. Chu Nhân Đức tựa như đoán được cái gì, cũng không đoái hoài tới cánh tay đau đớn, kinh hô, lão Tần, ý ngươi là. Tờ báo này lên đồ không bình thường. Tần Viễn Minh ý thức được mình thất thố, liền vội vàng buông tay ra, ho nhẹ một tiếng, giải thích. Không bình thường, đâu chỉ không bình thường à, nhất định chính là thần linh trợ giúp. Ta và Tử Huyên tu luyện công pháp kêu Thất Dương Tâm Pháp, là ta lúc còn trẻ tình cờ lấy được, nhưng là không lành lặn công pháp. Sau đó ta gặp một vị tông sư cường giả, tốn nhiều tiền mời vị kia tông sư hoàn thiện, mới biến thành bây giờ công pháp. Nhưng là môn công pháp này ta vượt luyện đến phía sau, liền phát hiện vấn đề càng lớn. Thậm chí đối với ngũ tạng lục phủ đều có ảnh hưởng. Lời này vừa nói ra, không chỉ Chu Nhân Đức hù dọa, Chu Tử Huyên cũng là sắc mặt tái nhợt. Nàng mấy ngày nay tu luyện, luôn có một loại vô hình cảm giác khó chịu, nhưng không nói được. Chẳng lẽ chính là cái này không lành lặn công pháp cắn trả nguyên nhân? Tần Viễn Minh nhìn một cái Chu Tử Huyên an ủi, Tử Huyên, ngươi không cần sợ, ngươi tuổi còn nhỏ, hơn nữa tu vi không sâu, lòng này pháp đối với ngươi ảnh hưởng không lớn, nhưng là đối với ta lại nói thì phiền toái, ta dưới mắt chỉ có 2 con đường, hoặc là chính là một mực tu luyện tiếp. Cho đến ngũ tạng lục phủ suy kiệt mà chết, hoặc là chính là phế trừ ta cả người tu vi. Nghe đến chỗ này, Chu Nhân Đức và Chu Tử Huyên càng phát ra dọa sợ.
Tần Viễn Minh thực lực, bọn họ có thể là biết, mặc dù không phải là tông sư, nhưng là đủ để bảo vệ Ninh Ba Chu gia bình an. Một khi Tần Viễn Minh xảy ra chuyện, vậy bọn họ Chu gia tất nhiên vậy sẽ ảnh hưởng à? Chu Nhân Đức sinh lòng nghi ngờ, vậy mới vừa rồi đột phá có phải hay không ý người thân thể hơn nữa nguy hiểm? Ngay tại lúc này, Tần Viễn Minh ha ha phá lên cười. Vừa vặn ngược lại, ta thân thể không những không gặp nguy hiểm, ngược lại đổi được mạnh hơn. Cái gì, hai ông cháu càng ngày càng hồ đồ. Tần Viễn Minh thận trọng giơ lên tờ báo trong tay giải thích, lưu lại báo vị kia tông sư giờ khắc này ở nơi nào. Hắn không chỉ chân chính hoàn thiện thất dương tâm pháp, còn sửa đổi thất dương tâm pháp vận chuyển tuyến đường. Dựa theo phương pháp của hắn tu luyện, trước khi vấn đề tất cả đều có thể giải quyết, tốc độ tu luyện cũng biết mau hơn không thiếu. Đây quả thực là thần linh trợ giúp à. Tông sư, nhất định là tông sư mới có thể làm được. Nói đến phần sau, Tần Viễn Minh cơ hồ là kinh hô lên. Chu Nhân Đức nghe đến chỗ này, nội tâm mới thật sự là rung động, hắn đối với võ đạo chẳng qua là kiến thức nửa vời, trước Diệp Thần đối Phó Tử Huyên một ngón kia, chẳng qua là nhìn như giống như võ đạo tông sư, nhưng là bây giờ, Tần Viễn Minh chính miệng nói ra, đó cũng không giống nhau. Đáng sợ hơn chính là, Diệp Thần ngày đó chẳng qua là nhìn một cái Chu Tử Huyên ra tay, lại có thể là có thể suy đoán ra thất dương tâm pháp vận chuyển tuyến đường và khẩu quyết. Đây quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Chu Tử Huyên giống vậy kinh ngạc, nàng sư phụ hình tượng cao lớn hoàn toàn bể tan tành, cướp lấy là Diệp Thần cao ngạo bóng người. Nàng một mực cảm thấy được Diệp Thần chính là một khốn kiếp. Nhưng là dưới mắt cái này tên khốn kiếp lại có thể lắc mình một cái, trở thành một tòa để cho người ngưỡng vọng đỉnh núi. Làm sao có thể? Tên khốn này tại sao có thể là võ đạo tông sư? Nhưng là coi như là không thừa nhận, Diệp Thần bóng người vậy định trước thành là nàng võ đạo một đường sâu đậm đóng dấu. Khu nhà ở Đại Đô. Diệp Thần mới vừa bước vào cửa nhà liền ngửi thấy một hồi mùi thơm thức ăn, rất nhanh hắn liền phát hiện Tôn Di ở trong phòng bếp làm việc, vậy chập chờn dáng người, eo và mông so quy định, thật là khoa trương đến trình độ cao nhất. Muốn vóc người có vóc người. Cần thể diện chứng có gương mặt, mấu chốt làm thức ăn cũng là nhất lưu, loại đàn bà này cũng coi là cực phẩm đi. Diệp Thần đi tới nhà ăn, phát hiện trên bàn đã bày tốt mấy món ăn. Chân thực không nhịn được, trộm một đôi đũa bắt đầu ăn trộm, nhưng là rất nhanh liền bị bưng canh đi ra phòng bếp Tôn Di phát hiện. Người tên này, trở lại một cái liền ăn trộm, tiền ăn uống đóng qua không? Còn nữa, người sáng sớm lên đã chạy đi đâu? Tìm lần đúng cái tiểu khu cũng không tìm được ngươi. Diệp Thần liếm liếm đũa, cười hì hì nói, ta đây không phải là bận bịu với làm việc sao, cái này không, sáng sớm kiếm không sai biệt lắm một cái trăm triệu. Tôn Di liếc một cái Diệp Thần, đã sớm thói quen liền đối phương khoa trương khoác lác công phu. Được, ngươi là Vương Kiến Lâm à, động một chút là định một mục tiêu nhỏ, còn kiếm một cái trăm triệu à, sáng sớm không gặp, khoác lác công phu ngược lại là lợi hại. Ngươi nếu là sáng sớm có thể kiếm 1.000 khối ta liền bội phục, thôi, không cùng ngươi nói vớ vẩn, ăn cơm đi. Diệp Thần cũng không dự định qua giải thích thêm, bắt đầu cuộn sạch Tôn Di thức ăn ngon. Không lâu lắm, Tôn Di nghĩ tới điều gì, đối với Diệp Thần nói, tối mai không cần chờ ta, ta có thể có chút việc phải xử lý. Diệp Thần vậy không suy nghĩ nhiều, gật đầu một cái. Ngay tại Diệp Thần ăn không sai biệt lắm thời điểm. Tôn Di điện thoại di động reo, Diệp Thần nhìn lướt qua, phát hiện là Tôn Di phụ thân đánh tới. Ta đi nhận cú điện thoại. Tôn Di cầm điện thoại đi liền sân thượng. Một phút sau đó, chỉ gặp Tôn Di vội vàng chạy tới, một cái nắm lên bên ngoài bộ và chìa khóa xe, hướng ngoài cửa xông ra ngoài. Diệp Thành, người tối hôm nay cũng không cần chờ ta, ta có chuyện hồi một chuyến quê quán. Nói xong, Tôn Di liền biến mất ở Diệp Thần tầm mắt. Diệp Thần đứng lên, nhíu mày một cái, mặc dù muốn theo sau, nhưng là vừa nghĩ tới chờ một hồi dược liệu sẽ đưa đến, vẫn là xóa bỏ. Huống chi điện thoại là trong nhà đánh tới, tất nhiên là Tôn Di chuyện riêng, hắn một cái người ngoài nhúng tay ngược lại không tốt. 2:50, Diệp Thần trực tiếp dựa theo trên chìa khóa địa chỉ tìm được Thẩm Hải Hoa đưa hắn vậy căn hộ. Hắn vốn là lấy là Thẩm Hải Hoa đưa cũng chỉ bình thường cái loại đó 100 bằng phẳng tiểu khu ngôi nhà, tuyệt đối không nghĩ tới,
lại là khu nhà ở đại đô bên cạnh cao cấp nhà sang trọng thang thần cấp 1. Hơn nữa không phải thật đơn giản 100m2, mà là nguyên tầng, gần ngàn m2. Mấu chốt vẫn là lầu cuối vị trí tốt nhất. Đây là khái niệm gì? Liên Diệp Thần cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Thang thần cấp 1 cơ hồ là mỗi một cái Ninh Ba người giấc mộng trong lòng. Diệp Thần loáng thoáng nhớ được, mấy ngày trước hắn và Tôn Di lái xe đi qua thang thần nhất phẩm thời điểm, Tôn Di còn phát ra cảm khái, nếu có thể ở nơi này mặt sẽ tốt bao nhiêu à, dù là chẳng qua là ngủ một đêm, ta cũng thỏa mãn, bất quá hết thảy các thứ này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, lấy ta tiền lương, đời này cũng có thể không mua nổi trong này nhà. Lúc ấy Diệp Thần còn làm trò đùa nói có tiền sẽ đưa nàng một bộ. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái này một căn hộ tới nhanh như vậy. Diệp Thần mở cửa phòng, mặc dù biết bên trong sửa sang sẽ rất xa hoa, nhưng tiến vào trong đó vẫn bị kinh động. Nguy nga lộng lẫy, nhiệt độ ổn định cỡ nhỏ hồ bơi, toàn cẩm thạch cấu tạo, chỉ cần một phòng bếp liền đạt tới gần 90 bình. Có tiền thật tự do phóng khoáng à? Diệp Thần đứng ở trước cửa sổ sát sàn, cơ hồ có thể nhìn xuống cả tòa Ninh Ba. Hắn thấy được và Tôn Di tràn đầy cười vui khu nhà ở Đại Đô. Hắn thấy được đã từng từ thịnh chuyển suy Diệp ra Đại Trạch. Hắn thấy được 5 năm trước vậy tựa như cơn ác mộng Vân Hồ Sơn Trang. Hắn thấy được mai táng phụ mẫu hài cốt núi Thiên Nãng. Hắn quả đấm nặn chặt, trên mình dâng lên một đạo cực kỳ đáng sợ hơi thở. Đây là hắn trong 5 năm. Vô số lần sống chết bây giờ ngưng tụ khí chất. Ngày mai sẽ là phụ mẫu ngày giỗ, cũng nên đi xem bọn họ một chút. Ba mẹ, các người thù ta sẽ báo, ta đã không phải là 5 năm trước cái đó hèn yếu Diệp Thần, ta từ chết bên trong bò ra ngoài, trong đêm đen tách thả ra, ta sẽ đích thân xách người đàn ông kia đầu lâu đến các ngươi trước mộ phần. Ta Diệp Thần, cuối cùng có một ngày, sẽ để cho Ninh Ba run rẩy, để cho cái này mảnh hoa hạ đất đai thần phục. 5 phút sau đó, chuông cửa vang lên. Diệp Thần biết, hẳn là nhóm dược liệu kia đưa đến. Mở cửa, Diệp Thần liền phát hiện đứng ở phía ngoài hết mấy người, không có cái gọi là chuyên trợ công, ngược lại là hai cái lão giả và một thiếu nữ. Ba trong tay người bưng một đống lớn dược liệu, trên đất vậy ngay ngắn như nhau để một đống. Trong đó hai người Diệp Thần biết, chính là Chu Nhân Đức và hắn cháu gái Chu Tử Huyên. Còn như ngoài ra một vị ông già, hắn liền không nhận ra, nhưng là từ đối phương hơi thở có thể cảm thụ ra, phải cùng hắn một loại người. Chu lão, các người Đức Nhân Đường không biết liền công nhân cũng mời không nổi đi, còn đích thân đưa tới cửa. Diệp Thần trêu ghẹo nói. Chu lão lúng túng cười một tiếng, giải thích Diệp tiên sinh, chúng ta vốn là không dự định quấy rầy ngài, nhưng là chân thực sợ những công nhân kia không biết nặng nhẹ. Đem những dược liệu này phá hủy cho nên ta liền tự mình mang Tử Huyên cùng với một người bạn thân tới. Nếu như quấy rầy, xin tha thứ. Vào đi. Diệp Thần đem ba người mời vào phòng. Ba người thận trọng đem dược liệu đặt ở phòng khách cái bàn tròn trên. Cho dù cái này ba người đều là gặp qua việc đời, nhưng là thấy như vậy nguy nga lộng lẫy trang hoàng vẫn là hơi kinh hãi. Thang thần một cấp tầng chót. Giá phòng cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận, cái này so với vậy Ninh Ba biệt thự còn kinh khủng hơn. Chu Nhân Đức ngày hôm nay thấy Diệp Thần đón xe taxi tới Đức Nhân Đường vốn là còn chút kinh ngạc, bây giờ thấy Diệp Thần chỗ ở liền cảm thấy bình thường. Xem ra vị này trẻ tuổi tông sư ở bên ngoài là muốn khiêm tốn à? Chu Tử Huyên tiến vào bên trong cũng là hơi kinh hãi, ở nàng ấn tượng, Diệp Thần bỏ mặc ăn mặc hay là tức thế chấp đều là người nghèo. Nhưng là bây giờ xem ra, Diệp Thần giàu có trình độ vượt qua xa nàng, vừa nghĩ tới ngày đó trong miệng mình lại nhải không ngừng mắng hắn thằng nhà quê, Chu Tử Huyên cũng cảm giác trên mặt nóng hừng hực, thậm chí hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nếu như ở Diệp Thần một cấp tầng chót người là thằng nhà quê, vậy nàng Chu Tử Huyên lại coi là cái gì? Ba người đem tất cả dược liệu rời đi vào, Diệp Thần vốn định cho bọn họ rót ly nước, lại không nghĩ rằng, cái nhà này mới vừa vào ở. Căn bản không có nước, cũng không thể để cho bọn họ uống hồ bơi nước đi. Cái đó, chân thực ngại quá, ta chỗ này không thường ở, cũng không có nước. Nếu không, ta đi xuống lầu cho các người mua. Chu Nhân Đức lắc đầu liên tục, Diệp tiên sinh, chúng ta không khát. Chúng ta thật ra thì còn có một việc. Diệp Thần tự nhiên biết bọn họ còn có mục đích gì khác,
trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhạt nói đi. Lời nói rơi xuống, Tần Viễn Minh một bước nhảy đi lên, trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước mặt, kẻ hèn Tần Viễn Minh, đa tạ Diệp Tông sư ân cứu mạng. Ân cứu mạng. Diệp Thần có chút bối rối, hắn đoạn này thời gian chỉ cứu Thẩm Hải Hoa một người, lão đầu này lại là từ nơi nào nhô ra. Người đây là... Tần Viễn Minh liền vội vàng giải thích, Diệp Tông sư, thực không dám giấu giếm, ta chính là Tử Huyên sư phụ, nàng võ học là ta truyền thụ cho, ngài sửa đổi Thất Dương tâm pháp, không chỉ có để cho ta đột phá võ học cổ trai, còn để cho ta sau này tu luyện lại nữa khốn khổ. Từ bây giờ về sau, ngài chính là ta Tần Viễn Minh ân nhân. Diệp Thần coi như là công khai, hắn sửa đổi Chu Tử Huyên vậy tồn tại vấn đề công pháp ngược lại là ngược lại cứu Tần Viễn Minh một mạng. Hắn lại nghĩ tới điều gì, hiếu kỳ nói, người mới vừa rồi gọi ta là tông sư, cái này lại là ý gì? Tông sư rất lợi hại phải không? Nghe được Diệp Thần những lời này, không chỉ Tần Viễn Minh bối rối, Chu gia hai ông cháu cũng đều bối rối. Một vị võ đạo tông sư lại có thể không biết tông sư là cái gì hàm nghĩa? Hắn thật sự là chân khí phóng ra ngoài võ đạo cường giả sao? Cảnh giới phân chia nhưng mà tất cả mọi người bước vào võ đạo khóa thứ nhất à. Liền cái này trụ cột nhất đồ cũng không biết, cái này Diệp Thần lại là tu luyện thế nào đến bây giờ cái cảnh giới này. Diệp Thần gặp tất cả mọi người bộ dáng kinh ngạc, liền vội vàng giải thích, ta mới vừa xuống núi không lâu, đối với Hoa Hạ võ học phân chia không phải rất rõ, còn xin chỉ điểm. Tần Viễn Minh lúc này mới chợt hiểu, nghiêm túc nói, Diệp Tông Sư, Hoa Hạ võ đạo hệ thống là như vậy. Mới vừa bước vào võ đạo, phân là bên ngoài sức lực và nội kinh lại phân là chút thành tựu, đại thành, đỉnh cấp ba loại, sau đó chính là nửa bước hóa cảnh, sau đó chính là vô số võ đạo cường giả ngưỡng vọng hóa cảnh tông sư, cũng chính là Diệp Tông Sư ngài cảnh giới. Diệp Thần ánh mắt híp lại, cảnh giới này quả nhiên và lão đầu nói cho hắn không giống nhau. Bất quá cũng bình thường. Hắn tu luyện công pháp cũng không phải là Hoa Hạ trên mặt nổi võ đạo công pháp có thể như nhau. Lão đầu nói với hắn, chân chính cảnh giới tu luyện phân chia là, ngâm thân thể cảnh, khai nguyên cảnh, khí động cảnh, ly hợp cảnh, chân nguyên cảnh, thần du cảnh, này 6 cảnh giới mỗi một cảnh giới tổng cộng chia là tầng 9. Còn như thần du cảnh phía sau tự nhiên càng kinh khủng hơn nữa cảnh giới, chẳng qua là Diệp Thần bây giờ căn bản không có tư cách biết mà thôi. Diệp Thần cảnh giới trước mắt hẳn còn mở nguyên cảnh tầng 5. Dựa theo Tần Viễn Minh giải thích, Hoa Hạ võ đạo tông sư hẳn còn mở nguyên cảnh hòa khí động cảnh bây giờ. Cái này so với hắn tưởng tượng mạnh không ít. Không biết kinh thành vị kia lại là dạng gì cảnh giới. Hắn là tông sư sao? Cũng hoặc là mạnh hơn tồn tại. Hoa Hạ tông sư nhiều không? Diệp Thần trầm giọng nói. Tần Viễn Minh suy tư mấy giây. Trả lời, Diệp Tông Sư, trên mặt nổi Hoa Hạ có 50 vị Tông Sư, 10 vị cao cấp Tông Sư, nhưng là chỗ tối có nhiều ít liền không biết được. Căn cứ ta suy đoán, Tông Sư trên khẳng định cũng có mạnh hơn tồn tại, chỉ bất quá lấy ta bây giờ cách cục khó mà tiếp xúc tới. Hơn nữa có một chút có thể xác định, những thứ này Tông Sư phần lớn đều cùng Hoa Hạ gia tộc có chút liên lạc. Chỉ cần gia tộc có một vị Tông Sư chấn giữ, địa vị tất nhiên nước lên thuyền lên. Mặc dù bây giờ là khoa học kỹ thuật cùng pháp chế thời đại, nhưng là chân chính nắm quyền trong tay lợi bộ phận kia người, bên người đều có võ đạo cường giả. Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng gõ bắp đùi, suy tính thế cuộc trước mắt, sau đó liền hỏi tiếp, vậy Ninh Ba đâu? Ninh Ba võ đạo thế cục lại là như thế nào? Tần Viễn Minh nhìn một cái Chu Nhân Đức, Ninh Ba thế cục, Nhân Đức huynh hẳn so ta rõ ràng hơn. Chu Nhân Đức cũng không vặn nặn. Giải thích, nếu như phải nói Ninh Ba chủ yếu thế lực, nhất định phải đề ra tứ đại gia tộc, nếu như dựa theo thực lực tới phút, hẳn là Sở gia, Triệu gia, Lục gia, Trần gia. Sở gia nội tình và thực lực mạnh nhất, Trần gia yếu nhất. Nhưng là có thể đừng xem nhẹ Trần gia, nếu như Trần gia lão gia tử kia trở về trấn giữ cũng không giống nhau. Chỉ tiếc, mấy ngày trước Trần gia không biết đắc tội ai, hai cha con cũng chết thảm ở trong nhà. Trước mắt Trần gia đã bị đá ra 4 đại gia tộc, thay vào đó là Vạn gia. Diệp Thần trước ngược lại là nghe Trần Chính Quốc nói qua, bọn họ Trần gia có một vị ở Vũ Di Sơn tu hành tông sư, thậm chí dùng người này tới uy hiếp mình. Dưới mắt, Trần gia lão gia tử kia tất nhiên biết Trần gia xảy ra chuyện,
chẳng qua là không biết lúc nào trở về. Mặc dù hắn lúc ấy làm rất sạch sẽ, không có để lại bất kỳ chứng cứ nào, nhưng là nếu như đối phương có lòng, tất nhiên sẽ liên tưởng đến mình. Bách Lý Băng đã hoài nghi hắn, những người khác tất nhiên cũng biết. Còn như Sở gia, Triệu gia, Lục gia, Vạn gia, bây giờ cái này tứ đại gia tộc, hắn thật vẫn đều có người quen. Ấn tượng sâu nhất chính là Sở Thục Nhiên. Cái đó cao cao tại thượng, đùa bỡn người phụ nữ mình. Nếu như không phải là 5 năm trước nàng ngay trước toàn trường thầy trò mặt làm nhục mình. Hắn cũng không biết chưa gượng dậy nổi. Càng không biết để cho phụ mẫu cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Phụ mẫu cũng không biết vì hắn phần này tôn nghiêm đi tham gia Vân Hồ Sơn Trang Yến Hội. 5 năm trôi qua, hắn rõ ràng nhớ được lúc ấy mỗi một người mặt mũi. Vậy nhớ được mỗi một cái con em gia tộc là như thế nào ngay trước hắn phụ mẫu mặt mắng hắn phế vật. Hắn càng nhớ được phụ mẫu theo lý tranh thủ lúc ánh mắt tràn đầy tia máu quật cường. Ở ba mẹ trong mắt, con trai bọn họ vĩnh viễn không phải phế vật. Không có ai có tư cách làm nhục. Sở Thục Nhiên, lần này trở về, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, cái gì mới thật sự là cao không thể leo tới. Diệp Thần thầm nghĩ. Suy tư đang lúc, Diệp Thần hoàn toàn không có chú ý tới, mình bạo phát ra cực mạnh ý định giết người. Ý định giết người trực tiếp làm cho cả phòng khách lạnh xuống, một cổ khí sơ xác tiêu điều lại là bao quanh chàng thượng ba người. Chu Nhân Đức gương mặt có chút phát thanh, hô hấp càng giống như là bị người vô tình giữ lại. Chu Tử Huyên ngược lại là khá tốt, nàng dẫu sao tu luyện, nhưng là cái này ý định giết người hay là để cho nàng không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Chân chính sợ hãi là Tần Viễn Minh. Hắn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, Diệp Tông Sư trên mình tại sao phải có đáng sợ như vậy sát khí. Hắn dám khẳng định, trước mắt cái này người thanh niên trên tay dính máu tươi chỉ ít không dưới ngàn người. Đây là khái niệm gì? Đây là một tôn tuyệt đối không có thể đắc tội sát thần à. Mấu chốt đối phương tại sao nghe được tứ đại gia tộc cũng như này tức giận. Chẳng lẽ tứ đại gia tộc có người đắc tội Diệp Tông Sư? Nếu quả thật là như vậy, vậy Ninh Ba thế cục muốn hoàn toàn thay đổi. Một vị trẻ tuổi như vậy Tông Sư cơn giận, cũng không phải là nho nhỏ Ninh Ba gia tộc có thể tiếp nhận. Diệp tiên sinh, ngài, chấm, Chu Nhân Đức thật không nhịn được, thanh âm khàn khàn đem Diệp Thần từ trong ký ức kéo trở lại. Diệp Thần lúc này mới chú ý tới trước mặt mấy người, sắc mặt đại biến. Vội vàng thu hồi sát khí trên người, nói xin lỗi, Chu lão, ngài không có sao chứ, mới vừa nghĩ đến một ít chuyện tình. Chu Nhân Đức khoát khoát tay, hô hút vài hơi không khí mới mẻ, mới nói, Diệp tiên sinh, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta ba vị vậy không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, mấy ngày sau hội đấu giá, ta sẽ phái người mời ngài, cáo từ. Hắn là thật không dám ở nơi này nhiều chỗ ngây ngô một phút. Quỷ biết trước mặt chàng trai sẽ không ra tay chém chết bọn họ. Võ đạo tông sư giết người, đây chính là liền cảnh sát cũng không nhất định nhúng tay. Diệp Thần kiểm tra, đưa mắt nhìn ba người rời đi. Sau đó, hắn nhìn trước mắt dược liệu, có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Không có lò luyện đan, đan dược luyện chế vẫn là có chút phiền toái, dưới mắt chỉ có thể lợi dụng những dược liệu này ở trong nước hấp thu. Hiệu quả và đan dược so kém rất nhiều, nhưng là tổng so không có tốt. Đến buổi tối, Diệp Thần bụng có chút đói, liền rời đi thang thần cấp 1, trở lại khu nhà ở Đại Đô. Chỗ đó hắn là không quá sẽ ở, lớn như vậy nhà, một người ở, bao lạnh thanh à. Mở ra nhà trọ cửa phòng, Diệp Thần phát hiện Tôn Di vẫn chưa về. Hắn dùng nhà điện thoại gọi mấy cú điện thoại cho Tôn Di, muốn hỏi một chút chuyện gì. Nhưng là cũng không có người tiếp. Con bé này rốt cuộc đi làm gì, chuyện gì cũng không nói. Chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện gì? Nếu như ngày mai không có tin tức nữa, ta thì đi trấn trên tìm nàng. Năm đó ngồi cùng bàn thời điểm, Diệp Thần thật ra thì đi qua Tôn Di nhà. Ban đầu Tôn Di ở cửa trường học bị lưu manh trêu đùa, Diệp Thần cũng không biết là không phải bởi vì bị Sở Thục Nhiên phế vật hai chữ chọc giận, trực tiếp cầm lên cục gạch liền vọt tới. Những tên lưu manh kia dĩ nhiên là sợ người tàn nhẫn, rối rít ôm đầu chạy trốn, đánh nhau trong quá trình, Diệp Thần vậy bị chút tổn thương. Vì không để cho người nhà lo lắng, Diệp Thần liền ở Tôn Di gia trụ một đêm. 5 năm trôi qua,
mặc dù không quá nhớ được vị trí cụ thể, nhưng là nếu như cẩn thận tìm, hẳn có thể tìm được. Bây giờ trở về tới đây muốn, ban đầu Tôn Di không để ý hết thảy là phụ mẫu nàng an táng, có thể chính là vì còn ban đầu tình đi. Được rồi, ngày hôm nay không ăn được Tôn Di món ăn ngon, liền đi ra ngoài ăn đi, dù sao cũng không thiếu tiền. Diệp Thần đóng cửa lại, đi thẳng ra ngoài. Hắn ở vùng lân cận vòng vo một vòng, nhìn những cái kia cái gọi là thức ăn ngon có chút tẻ nhạt vô vị, vốn là hắn ngược lại không bắt bẻ, nhưng là mấy ngày nay hoàn toàn bị Tôn Di mùi vị nuôi lên, đối với loại này hiệu ăn một chút hứng thú cũng không có. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, trực tiếp đón một chiếc taxi xe hướng phía nam đi. Hắn loáng thoáng nhớ được thời điểm trường cấp 3 thường xuyên đi một nhà quán ăn lớn, mùi vị nơi đó, bây giờ nghĩ lại cũng không khỏi để cho hắn nuốt nước miếng một cái. Bởi vì là thường đi duyên cớ, hắn lại là biết mở nhà kia quán ăn lớn vợ chồng nhi tử Uông Vũ Hằng. Uông Vũ Hằng ban đầu và Diệp Thần cùng trường, ở toàn trường biết hắn chính là phế vật thời điểm, cũng chỉ có hắn còn nguyện ý cùng Diệp Thần lui tới. Hắn vậy coi là Diệp Thần năm đó số lượng không nhiều bạn một trong đi. Xe taxi dừng lại, làm Diệp Thần thấy nhà kia quán ăn lớn thời điểm, không khỏi thở dài một hơi, hắn rất sợ 5 năm trôi qua, cảnh còn người mất, liền cái này duy nhất hoài niệm địa phương cũng không có. Diệp Thần đi tới quán ăn lớn, phát hiện Uông Vũ Hằng cũng không tại, ngược lại là phụ mẫu nàng ngồi ở chỗ đó. Chẳng qua là không biết tại sao, nơi này căn bản không có quý khách, hắn nhớ được ban đầu nhà này quán ăn lớn làm ăn nhưng mà cực kỳ bốc lửa. Diệp Thần tìm vị trí ngồi xuống, tầm mắt chú ý tới một tấm bảng hiệu, trên đó viết quán ăn lớn rời, ngày hôm nay cũng là ở chỗ này ngày cuối cùng. Để cho Diệp Thần bất ngờ là rời vị trí lại có thể lựa chọn một cái phố cũ ngõ hẻm. Chỗ đó lưu lượng khách làm sao có thể vào nơi này tương đối. Thật là kém 10 lần không dứt gà. Diệp Thần cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng, Uông Thúc, cho ta tới mấy chuỗi bảng hiệu nướng chuỗi. 5 năm trước, mỗi lần hắn như thế nói, Uông Thúc và Trương A Di sẽ cho hắn chuẩn bị xong một đống nướng chuỗi, cộng thêm một chai Sprite, đây là năm đó Diệp Thần nhất hưởng thụ thời gian. Uông Thúc và Trương A Di hiển nhiên không nghĩ tới cái này thời điểm lại còn có khách sẽ đến cửa, nhìn lướt qua Diệp Thần, cũng không có nhận ra. Trương A Di nhìn một cái chung quanh, tựa hồ đang sợ cái gì, lo lắng đi tới Diệp Thần trước mặt, nói tiểu huynh đệ, cái đó. Ngày hôm nay chúng ta đóng cửa, chuẩn bị dẹp quầy, nếu không ngươi đi nhà khác ăn. Diệp Thần nhíu mày một cái, kinh ngạc nói, Trương A Di, lúc này mới buổi tối 6 giờ à, làm ăn vừa mới bắt đầu, sớm như vậy đóng cửa. Đúng, đúng, tiểu huynh đệ, ngươi đi nhà khác đi, nếu như ngươi thật muốn ăn của chúng ta tay nghề. Ngày mai có thể mang bạn đến cái đó địa chỉ mới đi nâng cổ động, ngày mai khai trương, toàn trường bớt 50%, Trương A Di chỉ trên tường bảng nói. Diệp Thần cảm thấy có cái gì không đúng, hắn đột nhiên chú ý tới Trương A Di trên mặt, trên tay lại có thể đều có một tia máu ứ động, hiển nhiên là bị người đánh. Hắn vừa liếc nhìn ngồi ở chỗ đó hút thuốc lá Uông Thúc, hai người một mực rất ân ái, hẳn không có thể nhà bạo. Uông Thúc cảm thấy Diệp Thần ánh mắt khập khỉnh đi tới, cũng khuyên Diệp Thần nói, tiểu huynh đệ, mấy ngày nay tiếng gió chặt, làm ăn khó khăn, như vậy đi, ngươi nếu muốn ăn, ta thì làm cho ngươi một ít, nhưng là ngươi phải trong vòng 5 phút ăn xong, bởi vì là chúng ta thật muốn rút lui than. 5 năm, nói thật, nếu như không phải là bị buộc, thật không muốn rời đi nơi này. Uông Thúc giọng có chút tịch mịch, nói xong liền xoay người hướng lưu động gian hàng đi tới. Không lâu lắm. Uông Thúc liền bưng một ít nướng chuỗi, thức ăn đưa đến Diệp Thần trước mặt, thuận tiện cho Diệp Thần chọn một chai đồ uống. Ngươi là vợ chồng chúng ta quán ăn lớn cuối cùng một vị quý khách, cũng không thu ngươi tiền, ăn đi. Diệp Thần vừa mới chuẩn bị ăn, đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì, ánh mắt hướng con đường cuối nhìn lướt qua, khóe miệng hiện ra một đạo lạnh ý. Tới, mười mấy giây sau. Uông Thúc và Trương A Di cũng là chú ý tới cuối đi tới 7-8 cái người đàn ông, thấy bọn họ, sắc mặt hai người đột nhiên thay đổi, lại là khá là lanh lẹ bắt đầu dẹp quầy. Tiểu huynh đệ, những thứ này ta cho ngươi đóng gói đi, ngươi đi mau. Ngươi đi mau, Trương A Di trực tiếp xông tới đây, giọng rất là dồn dập. Diệp Thần không có động tĩnh, tại sao phải đi? Tiểu huynh đệ, ngươi còn tuổi còn nhỏ, không biết một ít quy củ.
nếu ngươi không đi, phỏng đoán vậy không kết quả tốt. Trương A Di coi như là cầu xin, được không? Trương A Di giọng lại là run rẩy. Diệp Thần mới vừa muốn nói chuyện, một tiếng vang thật lớn ngay tại hắn vang lên bên tai. Chỉ gặp vậy mấy người mặc trước hắc áo lót người đàn ông đã tới gian hàng, cầm đầu một cái mang dây chuyền vàng đầu chọc lại là trực tiếp đem Diệp Thần bên cạnh bàn tung rớt. Linh linh tán tán đổ rơi trên mặt đất, khá là bừa bãi. Ơ, lão Uông, có thể nha, lại còn có khách nguyện ý tới, đầu chọc tìm một băng ghế ngồi xuống, lại là nhìn lướt qua trên tường đổi tiệm cáo thị. Ơ, nguyên lai hôm nay là ngày cuối cùng à, ngày mai đổi chỗ. Làm sao đổi được vậy trong đường hẻm, chỗ đó lưu lượng khách nhiều kém à, có thể kiếm mấy đồng tiền. Uông Thúc sắc mặt lúc sáng lúc tối, hắn nhìn một cái đầu chọc, cười xòa nói, hổ ra, cái đó. Ngài đại nhân có đại lượng, liền không nên làm khó ta loại này nhỏ bản làm ăn. Nói xong, Uông Thúc lại là chủ động đem trong ngăn kéo tất cả tiền rút ra, thận trọng đưa tới, cười nói, hổ ra, những thứ này là ta mấy ngày nay tất cả mọi người nguồn gốc, cũng biếu ngài. Ngài xem, bót, vậy đầu chọc hổ ra nhìn lướt qua tiền kia, trực tiếp một cái tát vỗ ra. Chút tiền này đuổi ăn mày đâu? Để cho các người chuẩn bị 50 ngàn bảo hộ phí, làm sao khó khăn như vậy? Ngươi lấy là đổi một địa phương lão tử cũng không để ý ngươi. Nằm mơ, tin không tin lão tử ngày mai sẽ đập ngươi tiệm mới. Để cho ngươi không mở được. Lời này vừa nói ra, Uông Thúc sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Hắn vốn lấy là đổi được cái loại địa phương đó liền sẽ không còn trước mắt chuyện. Dưới mắt xem ra, cái này quỷ hút máu là dây dưa tới bọn họ à. Bọn họ nhỏ bản sinh ý, căn bản cấm không dậy nổi như thế dây dưa à. Trương A Di ở bên cạnh sợ run lẩy bẩy, nàng là một người phụ nữ, đứng ra cũng vô ích à. Những người này thậm chí tuyên bố muốn uy hiếp bọn họ sinh mạng. Hổ ra nhìn lướt qua trên đất tiền, trực tiếp phun một bãi nước miếng, ra lệnh, ngày mai lúc này, ta còn tới nơi này, ta chỉ muốn thấy được 50.000, cái này 50.000 đảm bảo các người làm ăn hồng hồng hỏa hỏa. Nếu như không có, ngươi tin không tin các người dám mở một nhà tiệm, ta liền dám đập một cửa tiệm. Nói xong, hổ ra vung tay lên, trực tiếp đi ra bên ngoài. Nhưng là hắn còn đi chưa được mấy bước, một đạo thanh âm lạnh như băng ở sau lưng hắn vang lên. Ta có để cho ngươi đi sao? Hổ ra bước chân dừng lại, thân thể tựa như cứng ngắc. Hắn quay đầu, lúc này mới chú ý tới đang ăn nướng chuỗi Diệp Thần. Hắn cười lạnh một tiếng, xoay người lại, trực tiếp ngồi ở Diệp Thần bên người, nói, thằng nhóc, người mới vừa rồi là đang cùng lão tử nói chuyện. Diệp Thần dùng đũa kẹp một cái thức ăn, tỉ mỉ thưởng thức, mấy giây sau đó, mới nhìn về phía hổ ra, nói, ta không nói với ngươi, chẳng lẽ là đang cùng chó nói chuyện. Lời này vừa nói ra, không chỉ những cái kia tiểu đệ bối rối, liền liền Uông Thúc và Trương A Di cũng là sợ sắc mặt ảm đạm. Tiểu tử này thật đúng là dám nói à. Hắn chẳng lẽ không thấy rõ trước mắt hình thức sao? Hổ ra nhưng mà cái này một mảnh lão đại, thủ hạ có chừng mười mấy tên tiểu đệ, bao nhiêu người muốn xem hắn ánh mắt làm việc, kết quả thằng nhóc này ngược lại tốt, đối phương đi cũng đi mau, lại có thể bắt đầu mắng đối phương là chó. Tiểu tử này sợ là đầu không tốt lắm đâu. Dám ở hổ ra trước mặt cuồng. Cái này chết chắc. Trương A Di vừa định đi khuyên Diệp Thần. Lại bị Uông Thúc kéo lại. Một mình người phụ nữ đi làm cái gì? Thằng nhóc này trọt rách trời, người vẫn còn cho hắn may lên sao? Hắn đắc tội hổ ra, chúng ta làm sao giúp à? Người không thấy nhiều người nhìn như vậy. Trương A Di nhìn một cái vậy 7-8 cái nhìn chằm chằm côn đồ, nhất thời không dám nói tiếp nữa. Bọn họ nói thế nào đi nữa cũng là nhân dân, làm sao dám và loại này vô lại đối lập. Giờ phút này, hổ ra sắc mặt có chút không tốt xem, hắn dầu gì cũng là cái này một mảnh đầu lĩnh, còn từ không người nào dám phách lối như vậy mắng hắn, lại là ngay trước hắn mặt. Người tuổi trẻ này tìm không chết được. Thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là kia con đường, bây giờ ngươi đứng ra, cho lão tử quỳ xuống dập đầu 10 đầu, ta đánh liền đoạn ngươi một cái tay. Hổ ra giọng mang ý uy hiếp. Hắn Ninh Ba võ giáo tốt nghiệp, bàn về đánh nhau, vẫn chưa có người nào dám không phục hắn. Diệp Thần uống một hớp đồ uống, vân đạm phong khinh, tựa như không có đến nghe được đối phương nói vậy. Hổ ra có chút nổi giận, nhiều năm như vậy,
hắn kia bị người coi thường như thế. Ngươi CMN, chấm, Hổ Gia Thuận tay một cái tát phung hướng Diệp Thần gương mặt. Hắn phải dùng một tát này dạy đối phương làm người. Ngay tại một tát này muốn đụng phải Diệp Thần nháy mắt, Diệp Thần động, hắn một chưởng vỗ ở trên bàn, một đôi đũa trực tiếp bay lên không bay. Hắn tay phải nắm chặt đũa, thuận thế một chuyển, vậy đũa trực tiếp đâm vào Hổ Gia bàn tay. Ngay tức thì xuyên thủng. Máu tươi lại là bắn đi ra. Bất đồng Hổ Gia phản ứng, Diệp Thần cùi chõ lại là đè một cái, đinh. Một tiếng, trực tiếp dùng đũa đem Hổ Gia tay hung hãn đóng vào trên bàn. À! Hổ Gia đau trực tiếp hô đứng lên. Hắn muốn giãy ra, nhưng phát hiện đũa gắt gao đinh ở hắn, muốn nhổ lên chỉ biết hơn nữa đau đớn. Thảo CMN, Hổ Gia một cái tay khác trực tiếp nắm quyền hướng Diệp Thần đập tới. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không tránh, trực tiếp một quyền nghênh đón. Rắc rắc, một tiếng, hai quả đấm đụng nhau. Hổ Gia cánh tay khác trực tiếp vặn vẹo biến hình, xương cũng gãy lìa. Hổ Gia đau cổ nổi gân xanh, trong mắt lại là tràn đầy tia máu. Hắn đau muốn kêu, vừa mới chuẩn bị kêu lên, Diệp Thần bàn tay hơi nhấc lên một chút, trực tiếp để cho hắn ngậm miệng lại. Sau đó chợt đập một cái. Bành! Hổ Gia gò má trực tiếp nặng nề đập vào trên bàn, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, giống như là nghệ thuật vậy. Ta không thích quá ồn thanh âm. Diệp Thần thanh âm lạnh như băng vang lên. Nghe được câu này, Hổ Gia cả người bối rối, lại là sợ thân thể cũng run rẩy. Hắn biết lần này đá tấm sắt. Người có luyện võ. Nhất định là người có luyện võ. Từ đối phương ra tay tới xem, thực lực vượt qua xa mình. Mấu chốt mỗi một chiêu đều để cho hắn không có trả tay quyền lợi. Diệp Thần thủ đoạn như vậy, trực tiếp đem mỗi một người tại chỗ cũng dọa sợ. Bọn họ mặc dù không hiểu võ đạo, nhưng là xem giá thế này liền đoán được Diệp Thần là không thể trêu tồn tại. Bị đè mặt Hổ Gia gặp cũng lúc này, cũng không có ai ra tay, giận dữ hết còn không mau tới hỗ trợ. Phế tiểu xúc sinh này. Những tên côn đồ kia lúc này mới thanh tỉnh. Tiện tay cầm lên chai bia không liền chuẩn bị đi lên đại kiền một tràng, một đạo thanh âm lạnh như băng chậm rãi rơi xuống. Ai dám tiến lên một bước, chết. Diệp Thần giọng rất nhạt, nhạt đến không có chút nào cảm tình. Nghe được câu này, những tên côn đồ kia hoàn toàn không dám động, bọn họ như rơi vào hầm băng. Thanh âm kia giống như có một loại ma lực. Chỉ cần bọn họ bước ra một bước, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tên kia thật dám giết người à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.